Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 63. Mạc Phàm thu tay, chỉ liếc mắt nhìn Mạnh Vô Kỳ một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía tu sĩ Nguyên Anh phía sau Mạnh Vô Kỳ. Âm dương hỏa chú trên nhẫn chữ vật của ta là do ngươi thêm đúng không? Tuy âm dương hỏa chú không tính là cấp thấp, chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới có thể sử dụng, nhưng loại tiểu tạp kỹ này đâu thể giấu được mắt hắn. Tu sĩ Nguyên Anh kia nhíu mày, liếc mắt nhìn Mạnh Vô Kỳ một cái không nói gì. Trái lại Mạnh Vô Kỳ nheo mắt lại, trong mắt lóe lên sắc bén. Tiểu tử, ngươi không nghe thấy bản thiếu đang nói chuyện với ngươi sao? Ngươi sao? Mạc Phàm rời mắt liếc Mạnh Vô Kỳ một cái. Ngươi không muốn ta tính sổ với ông ta cũng được, vậy ta tính tất cả sổ sách với ngươi được rồi, là ngươi cầm nhẫn chữ vật của ta đúng không? Tính sổ với ta, không nói tới chuyện khác, ngươi giết người của ta ở nơi này, bản thiếu có thể khiến ngươi không sống nổi ở tinh hỏa trấn này, ngươi chỉ là một tu sĩ kim đan sơ kỳ có thiên phú mà thôi, dựa vào cái gì tính sổ với ta? Mạnh Vô Kỳ lắc đầu cười, không chấp nhận nói. Tính sổ phải có bản lĩnh, một người vừa mới tới nơi này lại tính sổ với anh ta, nếu không phải đầu ngập nước, thì bị lừa đá rồi. Mạnh thiếu, nên cẩn thận người này. Nguyên Anh hậu kỳ kia do dự một lát, vẫn nhắc nhở. Nếu như Mạc Phàm là tu sĩ kim đan sơ kỳ bình thường, ông ta đã sớm ra tay rồi, sẽ không đợi Mạc Phàm ra tay giết người. Cẩn thận sao? Mạnh Vô Kỳ cười to. Anh ta không chỉ là đội trưởng phụ trách truyền tống trận. Anh ta có được công việc béo bở như vậy, sao có thể là người thường? Đừng nói là một tiểu trận như vậy, cho dù đến Viêm Dương Thành, anh ta cũng có thể đi ngang, không cần sợ bất luận kẻ nào. Chỉ là một người không có thân phận, không có bối cảnh, lại bảo anh ta cẩn thận, lão hổ phải cẩn thận một con kiến trên đất sao? Nhẫn chữ vật của ngươi là ta lấy, ta thấy ngươi còn có chút thiên phú, hiện giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất nhỏ giọt máu lên trên ngọc bài này. Sau này ngươi là người của Mạnh gia ta, cho dù đến Viêm Dương Thành, ngươi đều có thể muốn làm gì thì làm đó. Tay Mạnh Vô Kỳ sáng lên, một ngọc bài màu đen xuất hiện trong tay anh ta, được anh ta ném lên trên bàn rượu. Một mặt miếng ngọc bội này khắc hỏa diễm hình đóa hoa lan, một mặt khác khắc chữ Mạnh. Đây là ngọc bài tôi tớ của Mạnh gia bọn họ, chỉ cần nhỏ một giọt máu lên trên, sẽ định khế ước chủ tớ, thành tôi tớ của Mạnh gia bọn họ. Đúng rồi. Đây là phó bài nhị cấp, chỉ có tôi tớ Nguyên Anh Kỳ mới có tư cách đạt được phó bài này. Mạnh Vô Kỳ vênh mặt bổ sung thêm. Mạc Phàm không nhiều tuổi đã có tu vi, khí phách như vậy, đây là vì trên người có thương tích, nếu có thể nhân cơ hội mua chuộc, tuyệt đối là chuyện rất đáng. Hơn nữa trước mắt là cơ hội tốt nhất. Nhìn thấy ngọc bội này, không ít người ở đây lộ ra hâm mộ. Bọn họ chưa từng ngồi cùng bàn với Mạnh Vô Kỳ, phần lớn là bám vào người của Mạnh Vô Kỳ. Dù sao Mạnh gia là một trong số những gia tộc mạnh ở gần Viêm Dương Thành, bám được Mạnh Vô Kỳ, sau này có thể hoành hành ở Viêm Dương Thành. Còn ngồi cùng bàn với Mạnh Vô Kỳ, bọn họ đều là đám người nổi bật. Nhưng vì tu vi có hạn, chỉ có phó bài nhất cấp, không chỉ quyền lợi có hạn, lấy được lương tháng thì giảm rất nhiều. Nếu đổi thành phó bài nhị cấp, vậy thì khác hoàn toàn. Mạc Phàm nhìn thấy ngọc bài này, lông mày hắn hơi nhướng lên. Hắn thật sự từng thấy tạo hình ngọc bài loại này rồi, sư huynh mà hắn có quan hệ không tốt lắm ở Thần Nông Tông tên là Mạnh Bất Đồng. Mạnh Bất Đồng có quan hệ gì với Mạnh Vô Kỳ thì hắn không biết, nhưng có một lần hắn thấy Mạnh Bất Đồng đưa lệnh bài cho một tôi tớ, là lệnh bài lan hỏa này, chẳng qua màu sắc khác, màu lệnh bài kia là ngọc bài 7 màu. Nhưng tôi tớ của Mạnh Bất Đồng không phải là người thường, một chiến tu cấp bậc đại thừa, chỉ hơi suy nghĩ một lát, hắn liền thoải mái. Hắn vì ý niệm khác với Mạnh Bất Đồng, lại cạnh tranh người thừa kế kế tiếp của Thần Nông Tông, vì không muốn xung đột với Mạnh Bất Đồng, hắn ít giao tiếp với Mạnh Bất Đồng, ngay cả khu vực mà Mạnh Bất Đồng quản lý cũng ít đi. Nếu hắn nhớ không nhầm, khu vực mà Mạnh Bất Đồng phụ trách ở ngay phía nam Thần Nông Tông, hỏa liệt tinh này lại ở phía nam Thần Nông Tông. Mạnh Vô Kỳ có được lệnh bài lan hỏa cấp thấp như vậy, phần lớn là có quan hệ với Mạnh Bất Đồng. Nghĩ như vậy, hắn cười bất đắc dĩ. Nơi này là nơi kiếp trước hắn muốn tránh, chính là vì không muốn xung đột với sư huynh Mạnh Bất Đồng ở Thần Nông Tông vạn năm, một đời này, trái lại hắn thông qua truyền tống trận tới nơi này, còn gặp được người Mạnh gia. Thứ hai thì sao? Mạc Phàm thản nhiên nói. Loại thứ hai, ngươi giết tôi tớ của Mạnh gia ta chỉ có thể giết ngươi.
Mạnh Vô Kỳ bình tĩnh nói. Tên đầu bóng loáng chết anh ta không đau lòng chút nào, người như vậy chỉ cần một câu của anh ta có không biết bao nhiêu người muốn gia nhập, nhưng không thể để Mạnh gia mất mặt. Không ai có thể giết người Mạnh gia bọn họ, cũng không thể bị giết chết, nhất là trên địa bàn của Mạnh gia. À, phải không, không phải ngươi mới nói ta có tư cách gì tính sổ với ngươi sao, vậy ta hỏi ngươi một câu, ngươi có tư cách gì tính sổ với ta, chỉ dựa vào ngươi là người Mạnh gia sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Mạnh Vô Kỳ nhíu mày, ánh sáng lạnh trong mắt hắn tỏa ra bốn phía, bốn chữ không biết sống chết xuất hiện. Tiểu tử, ta rất coi trọng ngươi, nhưng ngươi lại thích tự tìm đường chết, các người ai giết được cậu ta giúp ta, ngọc bài này sẽ là của người đó, chúng ta đi thôi. Mạnh Vô Kỳ ném phó bài nhị cấp lên đất, đứng dậy ung dung đi tới cửa. Người không thể để anh ta sử dụng, cho dù có thiên phú cũng là chướng ngại vật, vậy thì diệt tốt hơn. Anh ta nói tới đây, Mạc Phàm chết chắc rồi. Cho dù không chết ở căn tử lâu này, cũng không thể thấy mặt trời ngày mai. Anh ta vừa nói như vậy, trước mắt không ít người sáng lên, giống như nhìn thấy một tòa linh sơn. Phó bài nhị cấp của Mạnh gia, đó là đãi ngộ của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Cơ hội tốt như vậy, không phải là chuyện dễ tìm. Ngọc bài kia là của ta. Một nam tử tóc dài đập bàn đứng dậy, một kiếm bốn phía đầy sương hoa. Mấy người khác cũng nhảy dựng lên, khí tức trên người ngoại phóng mà ra, cùng xông về phía Mạc Phàm. Công tử cẩn thận. Lục La thấy nhiều người xông về phía Mạc Phàm như vậy, vội vàng nhắc nhở. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, một tay hắn vươn ra, một thanh trường kiếm ngưng như thực chất lập tức xuất hiện sau lưng hắn. Chỉ trong phút chốc, ngoại trừ xung quanh Mạc Phàm và Lục La, trường kiếm che kín bên cạnh mỗi người ở lầu hai tử lâu. Ngay cả gần tiểu nhị muốn tiền nhưng mãi không có cơ hội mở miệng nói đều là trường kiếm sắc bén bức người. Chỉ cần bọn họ hơi cử động, sẽ bị trường kiếm đâm thành con nhím. Trong lúc này, một khắc trước tử lâu còn vô cùng sôi trào, chỉ trong chớp mắt liền yên tĩnh tới mức tận cùng, có thể nghe thấy âm thanh trái tim người ta đập thình thịch. Chuyện này, mọi người nhìn khí binh gần như dán lên ra trước người, cơ thể không ngừng run rẩy. Chỉ cần tới cảnh giới kim đan, đều có thể ngưng tụ khí binh. Nhưng trong bọn họ có không ít tu sĩ cảnh giới kim đan, chỉ sợ cộng lại cũng không có biện pháp ngưng tụ ra được nhiều khí binh như vậy, còn là loại khí binh ngưng như thực chất. Trên loại khí binh này đều có phù văn, gần như tương đương với một thanh pháp khí. Người thanh niên này thật mạnh. Có người nuốt nước bọt nghĩ thầm. Nam tử tóc dài và mấy người ra tay với Mạc Phàm lại càng yên lặng như ve mùa đông, không dám thở mạnh. Mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy từ trán và sau lưng bọn họ xuống, bọn họ cũng không dám nhúc nhích. Những người khác muốn ra tay còn chưa kịp, bọn họ vì phó bài nhị cấp mà ra tay với Mạc Phàm. Hiện giờ chỉ cần một ý niệm trong đầu Mạc Phàm, bọn họ sẽ bị khí binh của Mạc Phàm đâm thành ong vỏ vẽ. Mạnh Vô Kỳ nhíu mày, sắc mặt anh ta thay đổi, bước chân nâng lên không trung mà vẫn chưa hạ xuống. Anh ta biết Mạc Phàm không đơn giản. Nhưng không ngờ lại không đơn giản tới vậy, anh ta xem như là mạnh trong kim đan đỉnh phong, nhưng không bằng một phần mười Mạc Phàm. Anh ta càng kinh ngạc chính là, Mạc Phàm lại muốn giết anh ta. Nếu anh ta dám hạ chân xuống, anh ta không nghi ngờ mình sẽ nổ tung. Liễu Thúc, ngươi còn thất thần làm gì, không nhanh bắt tên tiểu tử này đi. Mạnh Vô Kỳ lạnh giọng hỏi. Anh ta không phải là đối thủ của Mạc Phàm, nhưng tôi tớ của anh ta là tu sĩ Nguyên Anh. Cao hơn Mạc Phàm không chỉ một đại cảnh giới, đủ để đối phó. Tu sĩ Nguyên Anh kia do dự một lát, thực lực thuộc về tu sĩ Nguyên Anh tuôn ra mãnh liệt. Dưới lực lượng của Nguyên Anh Kỳ, khí binh hình kiếm lần lượt vỡ nát. Chỉ trong phút chốc, khí binh không còn một cái. Keng một tiếng, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ rút một thanh trường kiếm ra. Thanh trường kiếm này vừa ra, khí binh bị chấn nát được trường kiếm hấp thu, trường kiếm phát ra âm thanh ong ong đâm về phía Mạc Phàm. Rõ ràng chỉ là một kiếm, nhưng dưới kiếm thế cường đại, mọi người không chỉ cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm, cả người cũng lập tức như tấm bèo nhỏ bé, chỉ một ý niệm trong đầu cũng cắn nát bọn họ dễ dàng. Nhưng một kiếm như vậy còn chưa đâm chúng Mạc Phàm đã dừng lại. Một tay Mạc Phàm nâng lên, phù văn sáng lên, những phù văn này nhanh chóng xoay tròn, trong vòng xoáy, một thanh trường kiếm do phù văn tạo thành xuất hiện, thân kiếm tăng vọt. Kiếm thế do tu sĩ Nguyên Anh bố trí mà thành như giấy dán dưới kiếm của Mạc Phàm, bị trường kiếm phù văn chọc thủng, cắn nát dễ dàng.
kiếm thế cường đại biến mất không còn lại gì. Mũi kiếm sắc bén chỉ về phía yết hầu của tu sĩ Nguyên Anh, huyết châu chảy từ yết hầu của tu sĩ Nguyên Anh xuống. Sổ sách của ngươi chủ nhân ngươi ôm thay cho, nếu ngươi không muốn mạng, ta cũng có thể giết ngươi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Giọng điệu nói chuyện giống như có nên giết một con gà hay không. Vẻ mặt tu sĩ Nguyên Anh kia ngẩn ra, sắc mặt đỏ bừng, buông trường kiếm trong tay ra thì không phải, không chỉ vào Mạc Phàm cũng không phải. Theo Mạc Phàm kích nổ âm dương hỏa chú hai lần, ông ta chắc chắn Mạc Phàm chỉ có tu vi kim đan mạnh hơn ông ta. Nếu không sao có thể khống chế hỏa chú mà ông ta hạ dễ dàng. Nhưng ông ta không ngờ Mạc Phàm khủng bố như vậy, một kiếm trên tay lại phá hủy được kiếm thế của ông ta. Đây là do Mạc Phàm kim đan sơ kỳ bị thương, nếu Mạc Phàm đến kim đan đỉnh phong, cơ thể cũng ở trạng thái đỉnh phong, vậy chẳng phải Nguyên Anh đỉnh phong không phải là đối thủ của hắn sao? Lúc tu sĩ Nguyên Anh xoắn suýt, những người ở xung quanh bao gồm Mạnh Vô Kỳ trong đó cũng ngây ngẩn cả người. Ông trời của ta, sao lại có chuyện này được? Bọn họ không phải đối thủ của Mạc Phàm còn chưa tính, vậy mà tu sĩ Nguyên Anh cũng một kiếm bại trận, thua dưới tay Mạc Phàm. Tiểu tử này là thiên tài của đại môn phái sao? Có người ngầm hỏi. Trong tình hình chung, tu sĩ Kim Đan bình thường không phải đối thủ của tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng đệ tử của đại tông môn tu luyện công pháp cao nhất, sử dụng thiên tài địa bảo cấp cao, trong tay đều là pháp bảo thượng phẩm, thậm chí là linh khí. Lấy cảnh giới kim đan đối phó tu sĩ Nguyên Anh ở nơi nhỏ bé như bọn họ là chuyện rất bình thường. Mạc Phàm có thể làm được chuyện này, rất có khả năng là loại người kia. Nếu là thiên tài của đại môn phái, sao không có lệnh bài, không phải đâu. Phàm là đệ tử của đại môn phái đều có lệnh bài và phục sức riêng, nếu có những thứ này, chắc chắn Mạnh Vô Kỳ sẽ không nhân cơ hội lấy nhẫn chữ vật của Mạc Phàm. Mạc Phàm có thực lực như vậy, nhưng không thấy thứ chứng minh thân phận. Vậy rất có khả năng. Tự ngươi không đưa ra được quyết định, vậy ta giúp ngươi. Vẻ mặt Mạc Phàm không chút thay đổi, thân thể hắn nhoáng lên một cái tới bên cạnh tu sĩ Nguyên Anh kia, nhanh như tia chớp, một quyền đánh về phía ngực tu sĩ Nguyên Anh. Tu sĩ Nguyên Anh này không có thù, còn chưa tới tình hình phải giết chết. Bùm, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, tu sĩ Nguyên Anh còn chưa phản ứng kịp đã bị đánh bay ra ngoài. Trên tường trong tửu lâu được thêm trận pháp. Một đại động hình người xuất hiện. Trong trấn nhỏ náo nhiệt là một vùng bối rối. Lần này không ít người nuốt nước bọt theo bản năng, có người mắt khẽ đảo, lùi ra xa Mạc Phàm hơn. Một kiếm xé rách kiếm thế của tu sĩ Nguyên Anh, một quyền đánh tu sĩ Nguyên Anh, kim đan này đáng sợ tới mức nào mới làm được vậy? Không chỉ bọn họ, Mạnh Vô Kỳ vẫn luôn bình tĩnh cũng ngây ngẩn cả người. Hộ vệ của anh ta, cao thủ Nguyên Anh kỳ. Vậy mà cứ thế bị một tiểu tử vô danh tiểu tốt đánh bại rồi. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi là ai, tại sao lại tới tinh hỏa trấn? Mạnh Vô Kỳ nhíu mày lạnh giọng nói. Ta sao, là người của tinh cầu nhân gian tới, vì sao lại tới nơi này à? Ta vốn định tới Bích Trần Tinh, không tính toán tới nơi này, chỉ là trong thông đạo truyền tống xuất hiện chút vấn đề, mới tới nơi này. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn vốn không cần phải giải thích. Nhưng mà hắn muốn Mạnh Vô Kỳ chết một cách rõ ràng. Người ở tinh cầu nhân gian tới sao? Mạnh Vô Kỳ vốn vui vẻ, sau đó sắc mặt khó coi hơn, giống như bị người ta tát mạnh trước mặt người khác. Trong tình hình chung, người của tinh cầu nhân gian tới, bởi vì linh khí quá loãng, lấy bừa một người ở tu chân giới đều có thể nghiền áp người từ nhân gian tới. Nhưng Mạc Phàm thì ngược lại. Mạc Phàm chỉ là một tu sĩ ở nhân gian, vậy mà đánh bại tu sĩ Nguyên Anh chỗ bọn họ. Chuyện này như phái tông sư của môn phái võ đạo chính tông ra, bị một tiểu tử giã lộ đánh bại. Nếu là nhân gian tới, lại đi nhầm nơi, vậy ngươi phải biết ta là ai, ta là cháu của thành chủ Viêm Dương Thành, ngươi giết người của ta, còn ra tay với ta nữa, ngươi không muốn sống nữa sao? Mạnh Vô Kỳ lạnh giọng quát. Ngươi, chỉ là một người chết, bây giờ ngươi có thể đi chết đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mệnh kiếm trong tay hắn run lên. Không do dự đâm về phía Mạnh Vô Kỳ. Mạnh Vô Kỳ sửng sốt, trong mắt đều là không thể tin được. Anh ta đã nói thân phận của mình cho Mạc Phàm, vậy mà Mạc Phàm còn dám giết anh ta. Tiểu tử này. Nhưng đúng lúc này, một dòng khí cường đại ngang trời mà tới, chỉ trong giây lát đã tới tử lâu, một giọng nói uy áp cũng vang lên theo. Dừng tay. Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt không ít người thay đổi.
Cả tinh hỏa trấn không ai không biết giọng nói này, vậy mà vị kia lại tới đây. Mạnh Vô Kỳ thì vui vẻ, giống như gặp được cứu tinh, anh ta vội vàng kêu lên. Đồng thúc thúc, cứu ta, tiểu tử phàm nhân từ hạ giới tới muốn giết ta. Giọng nói mới vang lên, một lực lượng tự nhiên xuất hiện phía sau Mạnh Vô Kỳ. Mạnh Vô Kỳ bị Mạc Phàm định cơ thể nhanh chóng lùi về sau, lùi ra hơn 10 mét, đến bên cạnh tử lâu mới dừng lại. Giữa Mạnh Vô Kỳ và Mạc Phàm xuất hiện gợn sóng, trong gợn sóng, một nam tử thân thể cao lớn, uy vũ, mặc chiến giáp đi từ trong ra. Nam tử này khoảng 3-40 tuổi, trên mặt có vết sẹo hình chữ X từ lông mày ông ta lan tới hai gò má, khiến gương mặt vốn uy nghiêm của ông ta càng hung hãn hơn vài phần. Nam tử này vừa xuất hiện, cảm giác Thái Sơn áp đỉnh lập tức xuất hiện, cả căn tử lâu đều trầm xuống. Nam tử này nhìn thoáng qua phù kiếm của Mạc Phàm đâm tới, đại thủ vươn ra, lập tức nắm lấy mệnh kiếm phù ảnh của Mạc Phàm. Ông ta mới đụng vào phù kiếm, quyền trên tay sáng lên ô quang. Phập, ô quang trên quyền này chớp lóe rồi tắt, phù kiếm đâm vào tay nam tử. Nam tử bị một kiếm của Mạc Phàm đâm trúng, từ cánh tay bắt đầu tới toàn thân, màu sắc giống như thành cọc gỗ. 3 giây trôi qua, nam tử biến thành một pho tượng mộc điêu hoàn toàn. Mạc Phàm nhìn lướt qua mộc điêu này, ý niệm vừa động, hắn thu hồi mệnh kiếm. Lúc này, trong gợn sóng mà nam tử đi ra, một nam tử mặc chiến giáp lại đi từ trong gợn sóng ra. Một tay ông ta đặt lên mộc điêu nhanh chóng biến thành nhỏ như hạt đậu, biến mất trong tay ông ta. Ông ta cất mộc điêu kia đi, lúc này mới nhìn về phía những người khác trong tử lâu. Khi nhìn Lục La đứng ở một bên, trong mắt ông ta hiện lên vẻ phức tạp, sau đó lập tức rời mắt nhìn những người khác. Ngoại trừ Mạnh Vô Kỳ và Mạc Phàm ra, những người khác bị ánh mắt nam tử đảo qua, đều lộ vẻ sợ hãi. Ở tu chân giới, từng thành trấn đều có đóng quân không chỉ bảo vệ trị an, cũng phụ trách quản lý mọi chuyện trong thành trấn. Mà nam tử này là đồng chiến quân trưởng của đội đóng quân ở Tinh Hỏa trấn. Nếu Mạnh Vô Kỳ là trùm ở Tinh Hỏa trấn, vậy nam tử này là chủ nhân của Tinh Hỏa trấn. Người này tới đây, chuyện này ầm ĩ rồi. Ta nhận được phong điều truyền tin, nói là có nhân vật không rõ gây chuyện ở đây, ai có thể nói cho ta biết là có chuyện gì xảy ra không? Đồng chiến nhìn một vòng trong phòng, hai ngón tay vươn ra, một quang ảnh hình phong điều xuất hiện ở giữa ngón tay ông ta, hỏi. Là như vậy, đồng thúc thúc, 3 ngày trước đột nhiên tiểu tử này được truyền tống tới, không có đánh dấu thân phận. Ta thấy cậu ta không giống tà ma, liền dựa theo quy củ lấy nhẫn chữ vật của cậu ta, để Lục La cô nương chăm sóc, không biết tiểu tử này tỉnh dậy thế nào, liền tới đòi nhẫn chữ vật, ta lấy nhẫn ra bảo cậu ta lấy đi, vậy mà cậu ta ra tay giết Tiểu Quang, ta bảo người bắt cậu ta chuẩn bị giao cho ngươi thẩm vấn, ai biết những người này cũng không phải đối thủ của cậu ta, Liễu Thúc hộ vệ của ta cũng bị cậu ta đánh bại. Ta chỉ muốn xác nhận thân phận của tiểu tử này, vậy mà tiểu tử này đòi giết ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mạnh Vô Kỳ liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, nói rất có đạo lý. Đồng thúc, không phải như vậy, trên chiếc nhẫn kia có âm dương hỏa chú, Mạnh Vô Kỳ muốn hủy cánh tay vị công tử này mới làm vậy, còn Tiểu Quang bị giết, hoàn toàn là Tiểu Quang ra tay với vị công tử này, sau khi bị vị công tử này đánh bại, Tiểu Quang lại hạ độc thủ với công tử, mới bị công tử này giết chết. Lục La nghe thấy lời Mạnh Vô Kỳ nói, vội vàng cãi thay Mạc Phàm. Đồng chiến nhíu mày, chuyện của Mạnh Vô Kỳ không phải ông ta không biết, lần trước lúc người thanh niên kia bị Mạnh Vô Kỳ bức tuyệt khí bỏ mình, ông ta đã là quân trưởng của đội đóng quân ở Tinh Hỏa trấn. Lúc ấy ông ta giáo huấn Mạnh Vô Kỳ một phen, Mạnh Vô Kỳ thành thật một thời gian. Mạnh Vô Kỳ lại chơi trò này, chắc chắn là lặp lại chiêu cũ. Đồng thúc thúc, người đừng nghe nha đầu chết tiệt này nói linh tinh, từ sau lần trước, ta đã hối hận hoàn toàn làm người mới, tiểu tử này tỉnh dậy, ta thật sự muốn trả lại nhẫn cho cậu ta, nếu không vì sao tay tiểu tử này không bị nổ, trái lại hai tay Tiểu Quang bị phế. Mạnh Vô Kỳ hừ lạnh một tiếng nói. Làm sao có thể, tôi thấy rõ trên nhẫn có chú ấn sáng lên. Chứng cứ đâu, mấy người có thấy được không? Mạnh Vô Kỳ hỏi những người khác. Những người đó nhìn Mạnh Vô Kỳ và đồng chiến, toàn bộ không hẹn mà cùng lắc đầu. Mấy người, mắt Lục La đảo liên tục, trong mắt lộ ra vẻ khó xử. Mạnh Vô Kỳ nói trên nhẫn không có âm dương hỏa chú, là Mạc Phàm tự mình làm nổ hai tay Tiểu Quang, quả thật có thể như vậy.
Nhà đầu chết tiệt kia, còn gì để nói nữa không? Mạnh Vô Kỳ cười nham hiểm, đắc ý nói. Trước kia sư phụ của Lục La là Đồng Chiến, dựa vào chút quan hệ ấy Lục La mới gọi Đồng Chiến là Đồng Thúc Thúc. Nhưng từ khi Lục La bị phế còn bị hạ nguyền rủa, hai người gần như không lui tới. Mà Đồng Chiến là một chiến tướng thuộc hạ của Thúc Thúc anh ta, dựa vào tầng quan hệ này, những lời Lục La nói chẳng có tác dụng gì. Cho dù anh ta thật sự dùng âm dương hỏa chú hại Mạc Phàm, Đồng Chiến cũng đứng về phía anh ta. Được rồi Lục La, ở đây không còn chuyện gì của ngươi, cũng không liên quan tới ngươi, ngươi quay về đi. Đồng Chiến vẫy tay nói. Ta. Lục La nhìn Mạc Phàm với vẻ lo lắng, do dự bất định. Lục La cô nương, ngươi đi về trước đi, lát nữa ta sẽ về giải nguyền rủa giúp ngươi. Mạc Phàm cười khẽ với Lục La nói. Nguyền rủa trên người Lục La không phải là nguyền rủa cao thâm gì, chỉ là nguyền rủa vốn như hủ cốt độc, người bình thường khó mà giải được, căn bản không là vấn đề với hắn. Ta quay về đợi công tử, mong công tử không ra tay với Đồng Thúc Thúc. Lục La liếc mắt nhìn Đồng Chiến một cái nói. Đồng Chiến là người rất mạnh trong trấn nhỏ này, nhưng cô có thể cảm nhận được Mạc Phàm không kém Đồng Chiến, nếu không thế thân của Đồng Chiến sẽ không khinh địch bị Mạc Phàm giết dễ như vậy. Hai người mà ra tay, khả năng Đồng Chiến chịu thiệt sẽ lớn hơn. Tuy sau khi cô bị phế, Đồng Chiến đuổi cô ra khỏi nhà, nhưng ông ta vẫn là người truyền công pháp cho cô. Nghe lời Lục La nói, lông mày Đồng Chiến nhíu lại, trong mắt xuất hiện phức tạp. Yên tâm đi, nếu ta muốn ra tay với ông ta đã không nói được nhiều như vậy. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lục La liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy cảm kích, hơi cúi người với Đồng Chiến một cái. Lúc này mới rời khỏi tử lâu. Trên tử lâu chỉ còn lại Mạc Phàm, Đồng Chiến và đám Mạnh Vô Kỳ. Tiểu tử, đã đến nước này mà ngươi còn muốn trở về, ngươi nghĩ đơn giản quá nhỉ, ngươi cảm thấy Mạnh Vô Kỳ ta dễ bắt nạt như vậy à? Mạnh Vô Kỳ cười mỉa nói. Không thể quay về sao? Mạc Phàm lắc đầu, nhấc chân đi về phía Mạnh Vô Kỳ. Hắn vừa động, khí tức vô cùng cường hãn trước đó lập tức che kín căn tử lâu này. Ở đây ngoại trừ Đồng Chiến ra, cơ thể những người khác đều căng thẳng, có cảm giác như sinh mệnh mình bị người ta nắm trong tay. Mạc Phàm và Mạnh Vô Kỳ vốn cách nhau hơn 10 mét, chỉ một bước đã tới. Cục xương nào của ngươi cảm thấy ta không thể quay về được? Mạc Phàm đánh giá toàn thân Mạnh Vô Kỳ, lạnh như băng hỏi. Vẻ mặt Mạnh Vô Kỳ ngạc nhiên. Đồng Chiến đã ở trong này, vậy mà Mạc Phàm còn dám ra tay với anh ta. Lá gan của tiểu tử này cũng quá lớn rồi. Đồng Thúc Thúc, người thấy rồi đấy, tiểu tử này thật sự quá làm càn, không có khả năng là phàm nhân từ hạ giới tới, chắc chắn là tên phản nghịch của tông môn thế gia nào đó, người còn không nhanh bắt cậu ta. Tiểu tử, người hơi quá phận rồi đó. Đồng Chiến nhíu mày, trầm giọng nói. Ông ta biết chuyện hôm nay là lỗi của Mạnh Vô Kỳ, tất nhiên ông ta sẽ không quá so đo với Mạc Phàm, chỉ cần Mạc Phàm không phản nghịch gì. Ông ta sẽ thả Mạc Phàm rời đi, vậy mà Mạc Phàm còn dám ra tay, không cho ông ta một chút mặt mũi nào. Tiếng nói vừa ngừng, một thanh trường đao đen xì, tỏa ra bảo quang xuất hiện trong tay ông ta. Nhưng không đợi trường đao của ông ta chỉ về phía Mạc Phàm, cơ thể ông ta căng thẳng theo. Không biết mệnh kiếm phù ảnh biến mất trong tay Mạc Phàm hóa thành một tiểu phù kiếm từ lúc nào, bay quanh Đồng Chiến. Vẻ mặt Đồng Chiến phát lạnh, không dám nhúc nhích. Ông ta không biết thanh kiếm này là gì, nhưng ông ta biết không thể để bị đâm, bởi vì vừa rồi phân của ông ta bị đánh về nguyên hình dưới một kiếm của Mạc Phàm, không biết phải ôn dưỡng bao lâu mới dùng tiếp được. Tu vi của Mộc Điêu kia không cao, nhưng cũng tương đương với cao thủ Nguyên Anh sơ kỳ, một kiếm bị hủy sinh cơ, bản thể như ông ta chỉ là mấy kiếm. Chỉ trong chớp mắt, trên gương mặt màu đồng cổ của ông ta tràn đầy giận dữ. Tiểu tử, nể mặt ngươi mới tiến vào chân giới. Không hiểu quy củ, ta nhắc nhở ngươi một câu, không thể khiến đội đóng quân bị thương nhẹ, thương tổn là phản nghịch, ta cho ngươi 10 giây suy nghĩ, rời pháp kiếm này của ngươi đi. Hửm, Đồng Chiến mới mở miệng, sắc mặt không ít người thay đổi. Bọn họ đều là người của Tinh Hỏa Trấn, đều hiểu biết về Đồng Chiến không dám tiến lên trước chỉ nói cảnh cáo, đây tuyệt đối là lần đầu tiên. Đổi lại là bình thường, chắc chắn trường đao của Đồng Chiến sẽ đặt lên cổ đối phương. Đồng Chiến chỉ đứng ở đó, nói lên Đồng Chiến cũng bị Mạc Phàm vây khốn rồi. Chuyện này, ngoại trừ một số người ngoại lai ra,
Đồng Chiến là người rất mạnh ở Tinh Hỏa Trấn, thực lực đám hộ vệ của Mạnh Vô Kỳ kém xa. Đồng Chiến đến đây, vậy mà vẫn bị Mạc Phàm khống chế được. Đừng dùng quân đình áp chế ta, việc này ai đúng ai sai người rõ ràng nhất, hẳn là không cần ta giải thích, cho dù bây giờ ta giết anh ta, dựa theo quy củ của quân đình, cũng không có vấn đề gì, tốt nhất là người đứng yên ở đó, hoặc là rời đi, nếu không nếu người bị thương hoặc chết, không thể đẩy lên đầu ta được đâu. Mạc Phàm lấy một tảng đá ra, một pháp tuyệt đánh vào bên trong. Trên tảng đá chấp lóe hào quang, chiếu toàn bộ cảnh từ lúc hắn tới Tửu Lâu. Ở tu chân giới, nhỏ thì chú quân ở mỗi nơi, giữ gìn trật tự, lớn thì tới thần ma chi chiến, đều do quân đình quản lý. Quân đình không phải là một môn phái, nhưng có thể đánh đồng với 10 đại tông môn và 36 cung. Trong tình hình chung, tu sĩ không xung đột với người của quân đình, thì sẽ không tìm bọn họ để chọc phiền phức, bởi vì một khi tiến vào danh sách bị quân đình truy nã, thì rất phiền phức. Vì đa số truyền tống trận đều do quân đình phái người trấn giữ, thành trấn cũng có nhiều người của quân đình đóng quân, trừ phi trốn tới một vùng hoang vắng, nếu không khó thoát khỏi bị quân đình đuổi bắt. Hắn từng có giao tế với đám quân đình rồi, đám người này rất cố chấp, nếu có chứng cứ, đám người này sẽ ít phản bác lại. Nhưng nếu ra tay với cấp dưới của quân đình không có lý do, đám người này sẽ thành một đám lưu manh. Lúc trước hắn vì một chút việc nhỏ mà xảy ra hiểu lầm với người của quân đình, quân thiên một lão ngoan cố của quân đình đuổi theo hắn một năm, tới thần nông tông 67 chuyến. Lúc hắn ra khỏi bí cảnh mới biết được chuyện này, sau khi hắn lấy ra một số chứng cứ, quân thiên hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Vì tránh để lại phiền phức, hắn vẫn luôn có thói quen sử dụng lưu ảnh thuật trong quá trình xung đột. Trở về tu chân giới cũng như vậy. Tiểu tử, ngươi! Đồng Chiến nhíu chặt mày, trong mắt hiện lên giận dữ. Ông ta vốn tưởng rằng Mạc Phàm không biết quy củ, nhưng ai ngờ Mạc Phàm còn biết cả quân đình, còn lưu lại quá trình xảy ra xung đột nữa. Như vậy ông ta muốn bảo vệ Mạnh Vô Kỳ đều có chút khó giải quyết. Mạc Phàm không để ý tới Đồng Chiến, đi tới trước người Mạnh Vô Kỳ. Bây giờ ngươi có thể lặp lại những lời ngươi vừa nói lúc trước. Sắc mặt Mạnh Vô Kỳ rất khó coi, trong mắt đều là phẫn nộ. Anh ta ở Tinh Hỏa Trấn không phải ngày một ngày hai, có khi nào bị người ta ức hiếp như vậy, cho đến bây giờ đều là anh ta đùa giỡn người khác. Tiểu tử, thúc thúc ta là thành chủ của Viêm Dương Thành, ngươi dám ra tay với ta, ngươi sẽ không có biện pháp rời khỏi tinh cầu này, đi tới Bích Thần Tinh. Mạnh Vô Kỳ nghiến răng nói. Vừa rồi Mạc Phàm có nói hắn muốn tới Bích Thần Tinh, truyền tống trận tới Bích Thần Tinh ở ngay Viêm Dương Thành. Mạc Phàm dám ra tay với anh ta, tuyệt đối sẽ chết ở Viêm Dương Thành. Mạc Phàm có thể đánh bại cao thủ Nguyên Anh, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của cao thủ Hóa Thần Kỳ, ở Viêm Dương Thành do cao thủ Hóa Thần Kỳ tỏa chấn. Anh ta không tin Mạc Phàm là một người mới tới, không sợ cao thủ Hóa Thần Kỳ. À, ngươi nói xong chưa? Mạc Phàm vươn một tay ra. Thanh phù kiếm bay quanh Đồng Chiến bay vào tay hắn. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Mắt Mạnh Vô Kỳ mở to, hỏi. Tuy anh ta là cậu ấm, nhưng không phải kẻ ngốc, loại phù kiếm này có thể phá kiếm thế của Liễu Thúc, lại khiến Đồng Chiến vô cùng e sợ, không dám ra khỏi phù kiếm nửa bước, đây tuyệt đối là pháp bảo. Nếu anh ta bị Mạc Phàm đâm trúng, tuyệt đối không có kết cục tốt. Ngươi lấy nhẫn chữ vật của ta, còn muốn dùng nhẫn chữ vật thiết kế ta nữa. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm gì với ngươi? Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu Mạnh Vô Kỳ trả lại nhẫn chữ vật cho hắn thì không sao, hắn chỉ trừng phạt nhỏ thôi. Nhưng Mạnh Vô Kỳ thêm âm dương hỏa chú lên nhẫn, còn dùng phó bài khiến người ta ra tay với hắn. Đừng nói là thúc thúc của Mạnh Vô Kỳ, cho dù là Mạnh Bất Đồng sư huynh kiếp trước hắn vẫn luôn trốn, hắn cũng không định trốn tránh nữa. Có một số việc trốn không thoát, cho dù trốn vẫn sẽ tới. Còn truyền tống trận tới Bích Thần Tinh, hắn vốn không muốn tới Bích Thần Tinh. Nếu đến Hỏa Liệt Tinh, hắn sẽ tới Thần Nông Tông luôn. Nói xong phù kiếm trong tay hắn không do dự đâm về phía Mạnh Vô Kỳ. Mạnh Vô Kỳ thấy vẻ mặt Mạc Phàm không đổi thì sắc mặt thay đổi, nhanh chóng suy nghĩ. Thấy phù kiếm sắp đâm vào mình, trước mắt anh ta sáng lên. Tiểu tử, ngươi giết ta cũng được, nhưng nếu ngươi muốn tiện nha đầu Lục La kia chết. Nếu hôm nay bản thiếu Mạnh Vô Kỳ chết, người nào giết nha đầu chết tiệt Lục La giúp ta, không những lấy được phó bài nhị cấp của Mạnh gia, còn có thể tới Viêm Dương Thành lĩnh thưởng. Mạnh Vô Kỳ cao giọng nói.
Không phải Mạc Phàm muốn giải trừ nguyền rủa trên người Lục La sao, phần lớn là có chút tâm tư với Lục La. Mạc Phàm không sợ cao thủ ở Viêm Dương Thành, anh ta không tin Mạc Phàm không lo lắng cho Lục La. Trong giọng nói của Mạnh Vô Kỳ có linh khí nên truyền đi rất xa, trong vòng mấy cây số xung quanh đều nghe được, không ít người vội vàng nhìn về phía bên này. Có chuyện gì thế? Có người ra tay với Mạnh thiếu sao? Có người cảm thấy kỳ lạ hỏi. Ở Tinh Hỏa Trấn còn có người dám ra tay với Mạnh thiếu, sao có chuyện này được, nhất định là chúng ta nghe nhầm rồi. Có người lắc đầu nói. Mạnh Vô Kỳ là trùm ở Tinh Hỏa Trấn, không phải là đồn thổi, mà là trùm xứng với tên thực, không người nào dám chọc vào anh ta, sao có thể bị người ta giết được. Cho dù muốn giết Mạnh Vô Kỳ, cũng phải nhìn đồng chiến ở phía sau Mạnh Vô Kỳ. Ta thấy Mạnh thiếu đang nói đùa thôi. Có người nói với vẻ khinh thường. Nói đùa thì nói đùa, hay là chúng ta đi tìm sao chổi kia trước, nhớ đâu là thật, sẽ được phó bài nhị cấp của Mạnh gia, còn được lĩnh thưởng nữa. Có người cười nói. Chủ ý này không tệ. Bọn họ phần lớn là cảnh giới kim đan, phó bài nhị cấp là bổng lộc của Nguyên Anh, tuyệt đối không thể bỏ qua. Chỉ trong phút chốc, không ít người đi về phía Lục La. Hửm. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hắn lóe lên sắc bén. Tuy hắn và Lục La chỉ vội vàng gặp mặt một lần, hắn giải nguyền rủa trên người Lục La, là giả đủ ơn cứu mạng của Lục La rồi. Nhưng vậy mà Mạnh Vô Kỳ lấy Lục La ra uy hiếp hắn. Không đợi hắn ra tay, giọng nói phẫn nộ của đồng chiến vang lên. Vô Kỳ, không muốn chết thì câm mồm cho ta. Ông ta là thuộc hạ của thúc thúc Mạnh Vô Kỳ, thúc thúc Mạnh Vô Kỳ cứu ông ta ở trên chiến trường, nhưng Mạnh Vô Kỳ còn tiếp tục như vậy, ông ta cũng không cứu được Mạnh Vô Kỳ. Đồng thúc thúc, người đây là... Mạnh Vô Kỳ hơi sửng sốt, lạnh giọng hỏi. Đồng chiến không để ý tới Mạnh Vô Kỳ, ý niệm vừa động, một vòng xoáy xuất hiện trước người ông ta, cơ thể ông ta biến mất vào trong vòng xoáy. Ngay sau đó một vòng xoáy khác xuất hiện cách Mạc Phàm không xa, đồng chiến đi từ trong vòng xoáy ra, hơi ôm quyền với Mạc Phàm. Ta tên là Đồng Chiến, quân trưởng của Tinh Hỏa Trấn, vị công tử này có thể nghe ta nói mấy câu không, nếu những lời ta nói không thể đả động tới ngươi, ngươi lại ra tay cũng không muộn. Đồng Chiến nói với vẻ nghiêm trọng. Mạc Phàm nhắm mắt rồi mở mắt ra, không dùng mệnh kiếm phù ảnh đối phó Đồng Chiến nữa. Ý niệm của hắn vừa động, cả phù kiếm trong tay hắn cũng biến mất trong không trung, giống như chưa từng tồn tại. Hắn lấy một bầu rượu trên mâm trong tay tiểu nhị vẫn đang thất thần, chậm rãi đi tới cạnh cửa sổ, tự rót đầy cho mình một chén. Nể mặt ngươi là người của quân đình, ta cho ngươi một cơ hội. Mạc Phàm khẽ nhấp một ngụm rượu nói. Tuy người của quân đình rất cố chấp, nhưng có nhiều hán tử thiết cốt. Trên chiến trường thần ma, cho dù có một số cao thủ tuyệt thế quyết định thắng bại ván cờ, nhưng cầm đầu nâng cao nhiệt huyết vẫn là người của quân đình. Tuy có đôi khi hắn không thích phong cách làm việc của quân đình, nhưng quả thật hắn rất tôn trọng người của quân đình. Đa tạ công tử hiểu cho, công tử mới từ hạ giới tới đúng không? Đồng chiến thấy Mạc Phàm cất pháp bảo, hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu Mạc Phàm thật sự ra tay, ông ta cũng không có biện pháp nào. Không sai. Mạc Phàm hơi gật đầu. Công tử thuộc môn phái nào ở hạ giới vậy? Đồng chiến hỏi tiếp. Ở hạ giới có không ít truyền thừa tu chân giới để lại, phần lớn tu sĩ phi thăng nằm trong số đó. Ta không phải người của tông môn ẩn thế. Nghe lời Mạc Phàm, đồng chiến nhướng mày, trong mắt lộ ra chút vui vẻ. Nếu công tử không phải người của tông môn ở hạ giới, công tử xem như vậy được không? Quả thật chuyện hôm nay là Vô Kỳ không đúng, bình thường ta quản giáo không nghiêm, đồng chiến ta đảm bảo sau này Tinh Hỏa Trấn sẽ không có chuyện như vậy xảy ra, không chỉ vậy. Ta cũng đảm bảo với ngươi không có ai dám ra tay với Lục La, để đền đáp, ta có thể cho công tử một thân phận có thể đi lại dễ dàng, sau này công tử đến đâu đều không gặp phiền phức. Đồng chiến nói, nếu Mạc Phàm là người của tông môn ẩn thế ở hạ giới, không phải không rõ thân phận, ít nhất tính là bán đệ tử của tông môn. Nếu là đệ tử hạch tâm của đại môn phái ở hạ giới, thậm chí địa vị còn cao hơn bọn họ. Nhưng Mạc Phàm chỉ là một tán tu. Loại người này đến tu chân giới 10 người thì 9 người gặp trắc trở. Bởi vì loại người này không rõ thân phận, bất luận đến nơi nào đều có thể bị chế ngự, vốn dĩ không có biện pháp tu luyện bình thường như ở hạ giới. Nhất là tu sĩ như Mạc Phàm, vừa mới phi thăng lên. Nếu không có ai đảm bảo, tiệm thuốc,
phòng đấu giá và một số nơi khác đều không thể vào được, càng không nói tới chuyện mua một thứ liên quan tới tu luyện. Người khác dùng một viên linh thạch là mua được, người không có thân phận, ít nhất phải 10 viên, có đôi khi có linh thạch cũng không thể mua được. Nhưng có thân phận thì khác, Mạc Phàm có thể giống tu sĩ ở tu chân giới. Mà ông ta có thể giúp Mạc Phàm đạt được một thân phận. Mạc Phàm nhướng mày, trong mắt lộ ra chút dị sắc. Đây không phải là lần đầu tiên hắn tới tu chân giới, tất nhiên biết được tầm quan trọng của thân phận. Thân phận ở tu chân giới còn khủng bố hơn chứng minh thư, không có thân phận gần như nửa bước khó đi. Tuy hắn là y tiên bất tử, nhưng đây là thân phận mười mấy năm sau mới có, hiện giờ hắn tự xưng là đệ tử của thần Nông Tông, sẽ chỉ bị thần Nông Tông bắt đi nhanh hơn, sau đó phế bỏ tu vi. Cho nên hiện giờ hắn cần một thân phận bình thường. Ngươi có thể đảm bảo trong vòng một năm không có ai ra tay với Lục La cô nương không? Mạc Phàm suy nghĩ một lát, hỏi. Tu vi của Lục La chậm rãi tăng lên như vậy, toàn bộ là vì nguyền rủa trên người cô gây ra. Sau khi hắn giúp Lục La loại trừ nguyền rủa, với thiên phú của Lục La, chưa tới một năm sẽ trở lại kim đan đỉnh phong. Nhưng một năm này, Lục La vẫn còn gặp nguy hiểm. Chỉ cần Lục La ở tinh hỏa trấn, đồng chiến ta có thể đảm bảo an toàn của cô ấy. Đồng chiến nói với vẻ nghiêm túc. Có thể, nhưng ta muốn một điều kiện khác, ta muốn tới Thập Nhật Thành, ngươi an bài truyền tống trận giúp ta đi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Mạnh Vô Kỳ nói. Giết Mạnh Vô Kỳ hay không, không quan trọng đối với hắn. Nhưng ở Thập Nhật Thành có một bảo vật tên là Phượng Hoàng Thạch, là một trong những phụ dược chữa trị vạn niên tuyệt của Tiểu Vũ. Nếu hắn tới Hỏa Liệt Tinh, vậy thuận tiện tới đó xem có thể lấy được thứ này không? Đến Thập Nhật Thành sao? Đồng chiến nhíu mày, trong mắt lộ vẻ khó xử. Công tử, có thể đổi điều kiện khác không? Nếu là bình thường tuyệt đối không thành vấn đề, truyền tống trận ở Tinh Hỏa Trấn có thể thông tới Thập Nhật Thành. Nhưng gần đây Tinh Hỏa Trấn đang tổ chức hội đấu giá mỗi năm một lần. Rất nhiều tu sĩ tới Tinh Hỏa Trấn thông qua truyền tống trận, cho nên gần nửa tháng này, chỉ có thể từ Thập Nhật Thành tới. Không thể đi Thập Nhật Thành. Hội đấu giá, là hội đấu giá hỏa thần một năm một lần ở Liệt Hỏa Tinh sao? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Gần thần Nông Tông có năm tinh vực, đối ứng với ngũ hành. Gần Liệt Hỏa Tinh là trong ngũ hành hỏa, bởi vì thừa các loại thiên tài địa bảo thuộc tính hỏa, hàng năm đều tổ chức hội đấu giá hỏa thần. Địa điểm khác nhau, bình thường đều dành một chỗ ở gần đại thành nào đó, dùng để tổ chức hội đấu giá. Vậy mà năm nay đặt ở Tinh Hỏa Trấn, nếu là như vậy, hắn không cần phải tới Thập Nhật Thành rồi. Thập Nhật Thành vì năm đó thập trích kim ô nhô lên cao, khiến linh dị ở Thập Nhật Thành dị biến, nhưng trải qua nhiều năm khai thác, Phượng Hoàng Thạch đã sớm vô cùng hiếm có, gần như có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho dù đến Thập Nhật Thành, có thể lấy được Phượng Hoàng Thạch hay không phải dựa vào vận khí, xác suất còn không bằng hội đấu giá hỏa thần. Vậy mà năm nay hội đấu giá hỏa thần ở Tinh Hỏa Trấn, mà tình cờ hắn lại tới Tinh Hỏa Trấn, vậy quá tốt rồi. Nhưng nghĩ một lát hắn thoải mái hơn. Hội đấu giá ở Tinh Hỏa Trấn, truyền tống trận ở Tinh Hỏa Trấn vô cùng sôi động, tinh lực mạnh hơn những nơi khác nhiều, thông đạo truyền tống của hắn xảy ra vấn đề, bị hút tới đây cũng rất bình thường. Đúng, đúng là hội đấu giá hỏa thần. Trong mắt đồng chiến lộ ra dị sắc, nói. Quân Đình là đại thế lực ở tu chân giới. Gần như không ai không biết, cho dù là tán tu ở hạ giới cũng có khả năng biết tới, dù sao Quân Đình có truyền thừa ở hạ giới, Mạc Phàm biết Quân Đình cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng ngay cả hội đấu giá hỏa thần mà Mạc Phàm cũng biết, chuyện này không đơn giản rồi. Ở tu chân giới có không biết bao nhiêu tinh vực, cũng có vô số hội đấu giá, Mạc Phàm lại biết hội đấu giá hỏa thần. Khi nào bắt đầu? Mạc Phàm hỏi. 3 ngày sau. 3 ngày sau ngươi đưa thẻ thân phận và lệnh bài tiến vào hội đấu giá tới chỗ Lục La, ta giải chú ấn trên người anh ta, còn mấy ngày này, đương nhiên là có trừng phạt. Trong lòng bàn tay Mạc Phàm sáng lên chú ấn hình hỏa diễm, một chưởng đánh lên ngực Mạnh Vô Kỳ, chú ấn hỏa diễm bay vào cơ thể anh ta. Cơ thể Mạnh Vô Kỳ lập tức như diều đứt dây, bay về phía sau. Bùm một tiếng, Mạnh Vô Kỳ đụng mạnh vào vách tường, hỏa diễm phun từ miệng anh ta ra. Chỉ trong chớp mắt toàn bộ mặt Mạnh Vô Kỳ bị đốt cháy đen. A, tiếng kêu tê tâm liệt phế truyền từ miệng Mạnh Vô Kỳ ra. Tiểu tử, ngươi. Không đợi Mạnh Vô Kỳ nói xong đã bị đồng chiến đè lại, ông ta lắc đầu với Mạnh Vô Kỳ. Mạc Phàm tuyệt đối không đơn giản,
vừa rồi ông ta xem như thuyết phục Mạc Phàm, nếu Mạnh Vô Kỳ nói nữa, có thể còn sống rời đi hay không ông ta không biết. Huống chi hỏa chú này là trừng phạt, không lấy mạng Mạnh Vô Kỳ, nơi bị hỏa thiêu bôi chút thuốc là khỏi. Mạc Phàm bưng chén rượu, lạnh lùng liếc Mạnh Vô Kỳ một cái. Hỏa chú này sẽ kéo dài 3 ngày, đây là lần đầu tiên, còn 2 lần nữa, xem như là trừng phạt ngươi, nếu Lục La thiếu nửa sợi tóc, ta sẽ cho ngươi thử tư vị từng chỗ trên cơ thể bị hỏa chú nổ tung. Mạc công tử yên tâm, ta có thể đảm bảo an toàn của Lục La, 3 ngày sau, thân phận và lệnh bài của ngươi sẽ được đưa tới. Đồng chiến ôm quyền nói với Mạc Phàm. Tốt nhất là như vậy, 3 ngày sau ngươi có thể điều chú quân tới, nhưng nếu không bắt được ta, Lưu Ảnh Thạch sẽ được đưa tới quân đình, ngươi có thể thử xem, Mạc Phàm lạnh lùng nói. Chú quân ở trong tinh hỏa trấn rất ít, chỉ sợ phần lớn đã tới chỗ hội đấu giá. Cũng may chú quân không ở đây, nếu không đồng chiến mang theo chú quân tới, với trạng thái hiện giờ của hắn sẽ vô cùng phiền phức. Nhưng 3 ngày sau, chú quân sẽ có năng lực làm gì hắn đây? Mạc công tử nghĩ nhiều rồi, chuyện như vậy sẽ không xảy ra. Đồng chiến cố nặn ra nụ cười vui vẻ nói. Mạc Phàm không nói tiếp, uống một hơi cạn sạch chén rượu, xoay người rời khỏi tử lâu. Đã lấy lại nhẫn chữ vật rồi, nên nhanh chóng khôi phục thực lực mới là chuyện chính. N. Ở tiếng sau, trước nơi ở của Lục La không ngừng đi tới đi lui, trên khuôn mặt xinh đẹp đều là lo lắng. Cô thấy Mạc Phàm trở về thì vội vàng tiến tới đón, đánh giá Mạc Phàm từ trên xuống dưới. Công tử, đồng thúc thúc không làm gì công tử chứ? Ta không sao, chúng ta vào thôi, ta muốn xem nguyền rủa trên người ngươi trước. Mạc Phàm cười nhạt nói. Có khả năng hắn chữa thương cần ít nhất 2 ngày, vẫn nên xem nguyền rủa của Lục La trước, nếu như có thể giải được, vẫn nên giải thì hơn. Nguyền rủa, công tử thật sự có thể giải được nguyền rủa sao? Vẻ mặt Lục La ngây ngốc, hỏi. Lúc trước Mạc Phàm nói giải trừ nguyền rủa giúp cô không để ở trong lòng, đồng chiến tìm rất nhiều y tiên nổi tiếng giải nguyền rủa trên người cô, nhưng không ai giải được, trái lại còn khiến đồng chiến bị thương. Cho nên tuy đồng chiến đuổi cô ra khỏi nhà, cô vẫn chưa từng ghét đồng chiến. Nếu ta không giải được, có khả năng không có ai giải được nguyền rủa này. Nhưng mà nguyền rủa này, Lục La xoắn suýt nói. Mấy người giải nguyền rủa trên người cô đều bị liên lụy, nhỡ đâu nguyền rủa này cũng thương tổn tới Mạc Phàm thì sao? Nếu ta không có năng lực chống lại nguyền rủa, trong mấy ngày ta mê man nguyền rủa nên phát tác rồi, đi thôi, ta còn phải chữa thương nữa. Mạc Phàm hơi nhếch miệng đi vào phòng. Có Ngọc Kiếm Vô Phong ở đây, cho dù hắn không giải được nguyền rủa trên người Lục La, cũng không bị thương. Trong phòng Lục La ngồi ở đầu giường, đầu ngón tay Mạc Phàm lóe sáng hào quang, vẽ ra một phù lục màu xanh ở trong không trung. Đi! Hắn khẽ quát một tiếng, một cơn gió nổi lên, phù lục động theo gió, bay về phía mi tâm Lục La. Phù lục màu xanh này bay vào trong mi tâm Lục La. Khói đen mắt thường khó mà thấy được lập tức tỏa từ người Lục La ra. Chỉ trong phút chốc khói đen đã ở khắp căn phòng, nhiệt độ cũng lập tức giảm xuống nhiều, giống như rơi xuống khe hở. Cảm nhận được nhiệt độ giảm xuống, lông mày Lục La nhíu lại, trên mặt cô hiện lên bối rối và khẩn trương. Mỗi lần nguyền rủa phát tác đều như vậy, mỗi lần phát tác đều khiến người ta bị thương. Công tử, cẩn thận! Lục La nhắc nhở. Cô vừa mới nói xong. Hắc khí ngưng tụ thành một con rắn, muốn chui vào trong cơ thể Mạc Phàm. Mạc Phàm không thèm nhìn hắc xà ở sau lưng, nhưng mấy hắc xà mới đụng tới người hắn, một vùng lục quang nở rộ, hắc xà bị tinh lọc mất. Không chỉ những hắc xà kia, hắc khí ở xung quanh đều như e sợ lục quang trên người Mạc Phàm, nhao nhao lùi về sau, quay trở về cơ thể Lục La, nhiệt độ trong phòng lại tăng lên không ít. Lục La cảm nhận được nhiệt độ đã thay đổi, thì hơi sửng sốt. Công tử, chuyện này là sao vậy? Lục La cảm thấy khó hiểu hỏi. Lục La, đệ tử thế gia mà cô nương gặp phải, có phải họ Chung hay không? Mạc Phàm thu lại tinh quang trong mắt, hỏi. Đúng là họ Chung, sao thế công tử? Mắt Lục La mở to, trong mắt đều là dị sắc nhìn về phía Mạc Phàm. Người thanh niên có ý với cô, lại bị cô từ chối đúng là họ Chung, tên là Chung Hùng, nghe nói là người của Chung gia ở Tây Sơn. Cô không biết về gia tộc này lắm, nhưng từng nghe đồng chiến nói qua, thế lực của gia tộc này mạnh hơn thúc thúc của Mạnh Vô Kỳ nhiều, người bình thường không dám trêu chọc.
Thật không ngờ Mạc Phàm chỉ nhìn thoáng qua, là biết lai lịch của nguyền rủa này. Trung gia Tây Sơn, quỷ chú cửu chuyển, rất khó phân biệt. Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói với vẻ khinh thường. Quỷ chú này không chỉ nổi tiếng ở trên tinh cầu này, còn rất nổi tiếng ở tu chân giới. Nói là nguyền rủa, thực ra không tính là nguyền rủa, chỉ là một loại phương pháp dưỡng quỷ. Người Trung gia Tây Sơn mặc kệ là nam nữ, đến 8 tuổi đều phải tự vào Tây Sơn tìm kiếm linh quỷ của mình. Sau khi linh quỷ phục tùng sẽ đi khắp nơi để rèn luyện, tìm kiếm người đồng mệnh với mình, nếu như đối phương đồng ý song tu, thì sử dụng cửu chuyển quỷ chú cùng ôn dưỡng linh quỷ. Song tu sẽ tổn thất rất nhiều dương khí, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng nếu đối phương không đồng ý, sẽ giống như Lục La, trên người bị gieo xuống cửu chuyển quỷ chú, sau này điều xấu quấn thân, đến chết không rời. Quỷ chú của Trung gia tuyệt đối không truyền ra ngoài, hắn từng cứu một tiền bối của Trung gia tình nguyện phí lượng lớn thiên tài địa bảo, cũng không nguyện ý truyền quỷ chú cho hắn. Trên người Lục La chúng cửu chuyển quỷ chú, chắc chắn người thanh niên mà cô từ chối là người của Trung gia. Quỷ chú này có tổng cộng 9 tầng, mỗi cửu chuyển là một tầng, nói cách khác tu luyện đến chỗ cao nhất cần 81 chuyển. Đến trình độ này, nghe nói có thể khiến linh quỷ tu của mình tới tình hình lục đạo luân hồi trong truyền thuyết, uy lực vô cùng cường đại. Bởi vì quá nham hiểm, cho nên thanh danh Trung gia Tây Sơn luôn không tốt, thuộc loại vừa chính vừa tà, thế lực không tính là cao cũng không tính là yếu, hẳn là liệt hỏa tinh không có thế lực nào so được. Mong công tử giải nguyền rủa trên người Lục La giúp, Lục La nguyện làm trâu làm ngựa. Lục La nghe thấy lời Mạc Phàm nói, vội vàng đứng dậy lại Mạc Phàm. Ngay cả xuất xứ của nguyền rủa này mà Mạc Phàm cũng biết, phần lớn là có phương pháp giải. Nguyền rủa này hại cô nhà tan cửa nát, còn khiến cô đời này không có hy vọng báo thù, nếu có thể giải trừ, bảo cô làm gì cũng được hết. Lục La còn chưa quỳ xuống, Mạc Phàm đã vẫy tay, một dòng linh khí đỡ cô dậy. Tuy ta biết nguyền rủa này, nhưng muốn giải trừ thì hơi phiền phức một chút. Mạc Phàm nói, cửu chuyển quỷ chú. Danh tiếng còn trên ngũ quỷ phệ hồn chú ở trên người hắn, tất nhiên không dễ giải như vậy. Trong mắt Lục La hơi tối lại, cô vốn tưởng rằng Mạc Phàm có biện pháp giải trừ, ai biết Mạc Phàm chỉ biết thôi. Nhưng trong chớp mắt cô lại khôi phục như thường. Nhiều y tiên nổi tiếng như vậy, trong đó còn có một đệ tử của thần Nông Tông cũng không làm gì được, Mạc Phàm chưa tới 20, sao có thể giải trừ nguyền rủa này. Hơn nữa nguyền rủa này do người Trung gia Tây Sơn hạ. Nếu Mạc Phàm giải trừ giúp cô, chẳng khác nào đắc tội Trung gia Tây Sơn. Cô chỉ mang Mạc Phàm về nhà từ truyền tống trận mà thôi, cho dù cô không mang Mạc Phàm trở về, Mạc Phàm vẫn sẽ bình yên tỉnh lại, Mạc Phàm không cần thiết phải mạo hiểm giải nguyền rủa cho một người không quen biết như cô. Thực xin lỗi, công tử, là Lục La quá đường đột, trên người công tử còn thương tổn, công tử nghỉ ngơi đi, Lục La đi chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa tối. Lục La nói. Nói xong cô muốn ra ngoài. Lục La cô nương xin dừng bước, giải quỷ chú này hơi phiền phức một chút, nhưng không phải không có biện pháp, chỉ cần tìm thêm mấy loại linh dược là được, nhưng ta không định giải trừ quỷ chú trên người cô nương, ta có thể truyền cho cô nương một phương pháp, để ngươi luyện hóa quỷ chú này, như vậy ngươi không những lấy lại được tu vi trước đây, còn có thể hóa lực lượng của quỷ chú thành vô hình. Mạc Phàm cười nhạt nói, tuy cửu chuyển quỷ chú hơi phiền phức một chút, nhưng chưa tới mức làm khó được y tiên bất tử hắn. Nếu Lục La muốn giải trừ quỷ chú này, hắn hoàn toàn có thể làm được. Nhưng bản thể quỷ chú này là một phần của linh quỷ tách ra, thông qua hấp thu khí huyết của Lục La mà trở nên càng ngày càng mạnh. Cứ giải trừ như vậy thật sự quá lãng phí. Nguyên rủa còn như vậy sao? Lục La chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt. Cô bởi vì chúng nguyên rủa, cho nên có chút hiểu biết về nguyên rủa. Cô chưa từng nghe nói tới còn có thể luyện hóa nguyền rủa. Cô nương tu luyện công pháp hệ hỏa đúng không? Mạc Phàm không đáp, trái lại cười thần bí hỏi. Đúng vậy, đồng thúc thúc nói ta là mộc hỏa chi thể, tu luyện công pháp hệ hỏa sẽ làm ít công to, nên giao công pháp ông ấy tu luyện cho ta, có vấn đề gì sao? Lục La giải thích. Vấn đề thì có, nhưng không lớn, hơn nữa hiện giờ tu vi của ngươi không cao, sửa lại là được. Mộc sinh hỏa. Mộc hỏa chi thể tu luyện công pháp hệ hỏa, quả thật tốc độ tăng tu vi rất nhanh, nhưng nếu linh khí thuộc tính mộc bị đốt xong, không chỉ thương tổn căn bản, cũng không còn tốc độ lúc trước. Cho nên bình thường mộc hỏa chi thể sẽ tu luyện công pháp thuộc tính mộc trước,
đợi căn nguyên của thuộc tính mộc tích lũy tới mức độ nhất định, lại đi tu luyện công pháp hệ hỏa, bạc tích hậu phát, tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Cô nương không cần tu luyện công pháp hệ hỏa, ta truyền cho ngươi một bộ công pháp tên là Thanh Mộc Tuyệt, từ hôm nay trở đi ngươi tu luyện dựa theo công pháp ta cho ngươi, quỷ chú trên người ngươi sẽ được luyện hóa dần dần, đợi quỷ chú được luyện hóa hoàn toàn, ngươi lại tu luyện công pháp hệ hỏa, quỷ chú sẽ không còn nữa. Mạc Phàm nói, Thanh Mộc Tuyệt là một bản công pháp hệ mộc, bộ công pháp này tu luyện ra linh khí thuộc tính mộc có đặc điểm lớn nhất là một chữ quấn, giống như dây quấn quanh núi đá, mới đầu núi đá sẽ không từ chối dây, nhưng theo móng vuốt của dây xâm nhập vào trong khe đá, núi đá sẽ nghiền nát dây đang lớn dần. Cửu chuyển quỷ chú như núi đá, mà Thanh Mộc Tuyệt là dây, Thanh Mộc Tuyệt là dây có thể quấn quanh núi đá, sẽ không bị bài xích. Đợi Lục La tu luyện Thanh Mộc Tuyệt thành công, căn nguyên hỏa chậm lại, luyện hóa cửu chuyển quỷ chú là chuyện quá dễ dàng. Quỷ chú của người Trung gia chẳng những không giết được Lục La, trái lại sẽ trở thành giá y của cô. Khi nói chuyện, hắn lấy một ngọc giản từ trong nhẫn chữ vật ra, niệm thần chú chút vào bên trong, rồi đưa cho Lục La. Lục La nhìn ngọc giản, nhưng không giơ tay nhận lấy. Công tử, bộ công pháp này quá quý rồi, Lục La thật sự không thể nhận được, hơn nữa công tử luyện hóa quỷ chú trên người giúp ta, chỉ sợ sẽ đắc tội Trung gia Tây Sơn. Lục La xoắn suýt nói. Ở tu chân giới, công pháp cũng vô cùng chân quý, nhất là công pháp cấp cao. Cô muốn giải trừ quỷ chú khôi phục thực lực, nhưng cô không muốn liên lụy tới Mạc Phàm. Ta cho ngươi ngọc giản, tu luyện hay không tu luyện tự ngươi chọn, nếu tu luyện thì tìm nơi có linh khí thuộc tính mộc nồng đậm, còn Trung gia Tây Sơn, ta còn một món nợ phải tính với bọn họ, cho dù bọn họ không đến, ta cũng sẽ đi tìm bọn họ. Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng tinh quang, đưa ngọc giản cho Lục La. Đa tạ công tử, đại ân của công tử, Lục La suốt đời khó quên. Lục La cắn môi, hơi cúi đầu với Mạc Phàm, cô cầm ngọc giản quay về phòng mình. Mạc Phàm cười khẽ, lấy một đống đồ từ trong nhẫn chữ vật ra. Mấy thứ này đều có linh dược, linh thạch, đan dược, thậm chí còn có vài kiện pháp bảo, hắn bày tất cả lên trên giường, còn chất đống rất cao. Nếu Mạnh Vô Kỳ nhìn thấy những thứ này, chắc chắn sẽ đỏ mắt. Anh ta thân là cháu của thành chủ Viêm Dương Thành, có không ít đồ ở Tinh Hỏa Trấn. Nhất là những ngày gần đây có không ít người tới Tinh Hỏa Trấn, nhưng đồ trên người anh ta kém xa so với Mạc Phàm. Cho dù là đồ của cường giả Nguyên Anh Đỉnh Phong, cũng chưa chắc đã so được với Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn lướt qua mấy thứ này, cầm lấy mấy kiện pháp bảo, mấy đạo pháp quyết được đánh vào bên trong, vài kiện pháp bảo lập tức trôi nổi ra khỏi phòng, tạo thành một trận pháp, một đạo quang mang màu xanh lan ra, bao trọn tiểu viện ở bên trong. Ngay sau đó thanh quang và mấy kiện pháp bảo đều ẩn vào trong không trung, giống như không tồn tại. Xung quanh, mấy tu sĩ nghe được tiếng kêu la của Mạnh Vô Kỳ nhíu mày. Vừa rồi cả tiểu viện, Mạc Phàm và Lục La còn nằm trong phạm vi cảm ứng của bọn họ, tuy hiện giờ vẫn còn, nhưng giống như thay đổi đi, người và tiểu viện vẫn còn ở đó, nhưng kỳ lạ hơn nhiều. Sao lại thế này? Mạc Phàm không để ý tới đám người này, hắn lấy một lọ trong đám đồ. Đổ một viên thanh hoa đan ở bên trong ra, không do dự nuốt xuống. Đan dược mới vào miệng, một dòng linh khí tinh thuần lập tức tản ra trong cơ thể hắn. Hắn đối phó với đồng chiến, có thể nói là vô cùng miễn cưỡng, thực lực của đồng chiến không tệ, nếu không phải trên tay có mệnh kiếm, lúc này có khả năng hắn đã ở trong đại lao của quân đình, bị Mạnh Vô Kỳ thẩm vấn. Nếu đồng chiến liều mạng với hắn, hiện giờ hắn cũng ở đại lao. Tuy hiện giờ hắn bình yên vô sự, nhưng mệnh kiếm xem như đã lộ ra ngoài, nếu là người quen nhìn thấy, cũng là một chuyện vô cùng phiền phức. Cho nên vẫn phải nhanh chóng khôi phục thực lực, nếu không sẽ rất phiền phức khi ở hội đấu giá 3 ngày sau. Với kinh nghiệm ở tu chân giới 500 năm của hắn, Mạnh Vô Kỳ kia không phải là người dễ từ bỏ ý đồ. Phía đông Tinh Hỏa Trấn, bên trong một hào trạch. Người có thể nhẹ hơn được không, sắp đau chết ta rồi. Mạnh Vô Kỳ nắm chặt tay đập mạnh lên bàn, kêu lên. Lúc này trên mặt anh ta được một y nữ bôi dược vật như nham thạch nóng chảy trong núi lửa, mỗi lần bôi lên đều có khói xanh tỏa ra, đồng thời còn kèm theo mùi da bị khét. Chỉ trong phút chốc, gương mặt anh ta được tô đầy dược vật màu đỏ nhìn như dán mặt nạ lên. Ngón tay y nữ kia tạo mấy pháp ấn, một đạo thanh quang rơi lên mặt Mạnh Vô Kỳ. Hào quang thu lại, y nữ cẩn thận lột từng tầng dược vật xuống.
gương mặt vốn bị đốt cháy đen của Mạnh Vô Kỳ khôi phục như thường. Y nữ lấy một cái gương ra đưa cho Mạnh Vô Kỳ. Mạnh Vô Kỳ soi gương, anh ta sờ mặt mình, lúc này tàn nhẫn trong mắt mới ít đi một chút. Nhưng nghĩ tới anh ta còn phải chịu hai lần thống khổ như vậy nữa, ánh sáng lạnh trong mắt anh ta lại thịnh hơn nhiều. Tiểu Thanh, có biện pháp nào không để hỏa chú trong cơ thể ta phát tác hay không? Mạnh Vô Kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm y nữ, trầm giọng hỏi. Thiếu gia, hỏa chú này quá phức tạp, ta cũng không rõ là của môn phái nào. Tiểu Thanh cẩn thận nói. Phế vật! Mạnh Vô Kỳ nhíu mày, gương đồng trong tay bị anh ta ném sang một bên. Keng keng, vài tiếng, gương đồng rơi xuống người mấy người đang quỳ trước người anh ta. Đám người này ngoại trừ cao thủ Nguyên Anh bị Mạc Phàm đánh bay ra, còn có mấy người ngồi cùng bàn với anh ta. Đều là phế vật, một tên tiểu tử từ hạ giới tới cũng không đối phó được, bản thiếu phí nhiều thứ nuôi các người chẳng lẽ là cho chó ăn à? Mạnh Vô Kỳ quát. Anh ta vừa nói xong, sắc mặt mọi người càng khó coi. Thiếu gia bất giận, không phải người kia còn chưa rời khỏi tinh hỏa trấn sao? Một nam tử tóc dài mặt gầy trong đó nói. Hửm. Mạnh Vô Kỳ khẽ nhớn mày. Ngươi có biện pháp nào sao? Không phải tên tiểu tử kia muốn thẻ vào hội đấu giá sao? Vậy thì thế nào, làm sao ngươi biết không phải cậu ta muốn nghe nhìn lẫn lộn, thừa dịp loạn mà rời đi? Mạnh Vô Kỳ lạnh lùng nói. 3 ngày sau sẽ bắt đầu hội đấu giá, Mạc Phàm có thể lấy được lệnh bài thân phận và thẻ vào hội đấu giá. Đến lúc đó khả năng Mạc Phàm thừa dịp loạn rời khỏi tinh hỏa trấn là rất cao. Anh ta muốn báo thù thì khó có khả năng. Tên tiểu tử kia vốn hỏi có thể đến thập nhật thành hay không, nghe được hội đấu giá hỏa thần thì lập tức muốn thẻ vào, trên người tiểu tử này có vết thương, Mạnh thiếu cảm thấy cậu ta muốn tới thập nhật thành làm gì? Nam tử tóc dài hỏi. Ý của ngươi là cậu ta cần linh dược chữa thương sao? Mạnh Vô Kỳ nhướng mày, nói. Thập nhật thành nổi tiếng nhất là Phượng Hoàng Thạch, toàn thân tiểu tử này đầy vết thương, lại muốn tới thập nhật thành. Phần lớn là muốn tìm Phượng Hoàng Thạch. Phượng Hoàng Thạch. Mạnh Vô Kỳ nhíu mày. Tất nhiên anh ta có biết Phượng Hoàng Thạch, anh ta còn từng thấy mấy khối trong mật thất của thúc thúc anh ta. Vậy thì thế nào? Mạc Phàm tham gia hội đấu giá, muốn đạt được Phượng Hoàng Thạch cũng không có vấn đề gì, cùng lắm là bọn họ ngăn Mạc Phàm đạt được Phượng Hoàng Thạch mà thôi, không làm được chuyện gì khác. Ở tinh hỏa trấn muốn làm ra một chuyện, đồng chiến bảo vệ anh ta vô sự không thành vấn đề. Nhưng hội đấu giá hỏa thần là do Liệt Hỏa Tinh tổ chức, bên trong đều là người từ khắp nơi, sẽ gặp được người có thân phận và thực lực không thấp, không thể sằng bậy. Mạnh thiếu, người quên rồi sao, hôm nay tên tiểu tử kia sử dụng phù kiếm, nếu chúng ta loan tin thanh kiếm này đến hội đấu giá, người nói xem có người sẽ đánh chủ ý với tiểu tử này không? Cho dù không ai đánh chủ ý với thanh kiếm kia, nếu để cậu ta lấy được Phượng Hoàng Thạch hoặc thiên tài địa bảo khác, chúng ta cũng có thể truyền tin tức này đi. Đến lúc đó Hoài Bích hữu tội, tiểu tử này không cần Mạnh thiếu ra tay, đều có thể chết đi. Nam tử tóc dài cười âm hiểm nói. Người trong hội đấu giá không phải chỉ là tu sĩ ở tinh hỏa trấn, thậm chí hội đấu giá hỏa thần còn hấp dẫn nhiều cao thủ cấp bậc đại thừa, tới mua kiện linh bảo thuộc tính hỏa, bị cao thủ để mắt tới sẽ không biết chết thế nào. Tiểu tử này không giống người hạ giới mới tới chút nào, người cảm thấy khi cậu ta tiến vào hội đấu giá. Sẽ không có bất luận thủ đoạn gì để che giấu sao. Lông mày Mạnh Vô Kỳ giãn ra, nhưng lập tức hỏi tiếp. Thẻ vào hội đấu giá có thể thay đổi khí tức, người tiến vào hội đấu giá đều dùng đủ phương pháp che giấu tướng mạo, khí tức, thân phận của mình, tránh để người ta để mắt tới. Mạc Phàm không chỉ biết quân đình, còn biết hội đấu giá hỏa thần, anh ta thật sự hoài nghi Mạc Phàm đang nói dối, che giấu tung tích. Muốn khiến người ta chú ý tới Mạc Phàm. Cũng không dễ như vậy. Chuyện này thì đơn giản, không phải đồng quân trưởng cho tiểu tử kia lệnh bài thân phận và thẻ vào sao, thẻ vào là được định chế, không dễ gian lận, nhưng lệnh bài thân phận mà đồng quân trưởng đưa cho tiểu tử kia, nếu ta đoán không sai, phần lớn là lệnh bài thân phận chú quân xuất ngũ, Mạnh thiếu động tay động chân vào thứ này hẳn là không thành vấn đề. Nam tử tóc dài nói, chuyện này sao? Mạnh Vô Kỳ hơi nhếch miệng, cười mỉa xuất hiện trên mặt anh ta. 3 ngày sau, trước tiểu viện của Lục La, giọng nói vang dội của đồng chiến truyền tới. Đồng chiến tới bái phỏng, mong Mạc công tử đi ra gặp mặt. Mạc Phàm chậm rãi mở to mắt, hắn không vội vàng ra ngoài, mà kiểm tra cơ thể mình trước.
Trải qua 3 ngày tu luyện, có linh đan và linh dược giúp đỡ, bất luận là thần thức, linh khí hay khí huyết đều khôi phục không ít, tuy còn chưa tới lúc đỉnh phong, nhưng đã khôi phục 5 phần. Nhưng lực tạo hóa ở trong cơ thể hơi yếu. Hắn nhìn thoáng qua tạo hóa bất diệt ấn, sau đó lắc đầu. Có thể nói tạo hóa bất diệt ấn là một quân bài chưa lật của hắn, nếu vẫn không khôi phục thứ này, thực lực của hắn sẽ ít đi 3 phần. Nhưng muốn khôi phục lực tạo hóa, một là thông qua tạo hóa bất diệt ấn giết những người khác, luyện hóa người làm lực tạo hóa bất diệt. Cách làm này sẽ khôi phục nhanh nhất, nhưng là cách làm của tà đạo, nếu không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không làm. Một loại khác là thiên tài địa bảo loại tạo hóa, ví dụ như tạo hóa thạch, tạo hóa thủy, vân vân. Nhưng những thứ này còn ít hơn cả phượng hoàng thạch, cho dù là ở hội đấu giá cũng không thường thấy. Trái lại hắn chỉ có một nơi có những thứ này, nhưng bây giờ hắn còn chưa tới nơi này được. Hắn chỉ hơi nhíu mày một lát liền giãn ra, ánh mắt nhìn về phía cửa tiểu viện. Đồng quân trưởng, vào đi. Hắn vung tay lên, một cơn gió thổi qua, cửa tiểu viện và cửa phòng hắn cùng mở ra. Ngoài cửa đồng chiến nheo mắt lại, nhìn lướt qua trong tiểu viện, ông ta bảo 6 quân sĩ ở phía sau ông ta canh giữ ngoài cửa, còn mình thì tiến vào. Trong phòng, đồng chiến liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, dị sắc ở trong mắt lại dày đặc hơn nhiều. Tuy chỉ qua 3 ngày, tu vi của Mạc Phàm vẫn là kim đan sơ kỳ, nhưng 3 ngày trước Mạc Phàm chỉ có thể dựa vào thanh kiếm để thắng, Mạc Phàm hiện giờ chỉ dựa vào thực lực đều có thể đánh bại ông ta. Mạc công tử không chỉ có huyễn trận cao minh, ngay cả thực lực cũng cao dọa người, Mạc công tử lúc toàn thắng, chỉ sợ có thực lực tam trảm. Đồng chiến cung kính nói, thực lực là số một ở tu chân giới, người của quân đình bọn họ lại càng như vậy. Tiểu viện này là nơi Lục La ở, ông ta tới đây không chỉ mấy trăm lần, quen không thể quen hơn nữa, nhưng sáng nay khi ông ta tới vậy mà ở trong mê hoặc, nếu không phải ông ta từng thấy mê trận không ít lần. Có một số ứng phó chấp pháp, có khả năng ông ta đã hãm sâu vào bên trong. Ngoài ra Mạc Phàm chưa khôi phục khí tức hoàn toàn đã mạnh hơn ông ta nhiều, tuy chưa tới thực lực tứ trảm, nhưng chắc chắn là tam trảm, dù sao cao thủ Nguyên Anh không phải là cải trắng. Không khác lắm, thứ ta cần ngươi mang tới chưa? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Nếu hắn nói với đồng chiến lúc hắn ở Kim Đan Sơ Kỳ, từng giết 9 cao thủ Nguyên Anh, không biết đồng chiến sẽ có suy nghĩ gì? Tất cả đều mang tới rồi, đây là lệnh bài thân phận chú quân xuất ngũ, tên là Mạc Bạch, Mạc công tử chỉ cần chút linh khí của mình vào bên trong, cho dù tới đâu đều không có vấn đề gì. Đồng chiến lấy một lệnh bài màu đồng cổ to bằng lòng bàn tay trẻ con ra, ông ta đưa cho Mạc Phàm rồi nói. Mạc Phàm vươn một tay ra, lệnh bài bay vào trong tay hắn. Hắn nhìn thoáng qua lệnh bài này, trong mắt hắn chớp lóe lam quang, một ký hiệu lập tức xuất hiện ở giữa lệnh bài. Ký hiệu này rất nhạt, nếu không kiểm tra cẩn thận sẽ không nhìn ra được. Hắn liếc mắt nhìn đồng chiến một cái, không nói gì thêm, trái lại vẻ mặt hắn không đổi cất lệnh bài đi. Quả thật lệnh bài thân phận này là thật, đủ để hắn dùng một thời gian, chỉ là lệnh bài này được người ta hạ truy tung chú. Nhưng không phải do đồng chiến làm, thứ nhất là khí tức trên đó không phải của đồng chiến, thứ hai là nếu đồng chiến làm, đồng chiến sẽ không dám đưa lệnh bài cho hắn. Đây là thẻ vào hội đấu giá. Đồng chiến thấy Mạc Phàm cất lệnh bài đi, cũng không suy nghĩ quá nhiều, lập tức lấy một chiếc thẻ có số thứ tự ra. Hội đấu giá bắt đầu rồi sao? Đúng vậy, nếu Mạc tiên sinh nguyện ý, ta có thể mang công tử qua đó, nhưng mà thứ đó, khi nào công tử? Đồng chiến nói một nửa thì dừng lại. Mạc Phàm cười nhạt, cũng không để ở trong lòng, hắn lấy lưu ảnh thạch từ trong nhẫn chữ vật ra, sau đó ném cho đồng chiến. Cho ngươi thứ này, chúng ta đi thôi. Mạc Phàm rời khỏi giường, chỉnh quần áo một phen rồi nói. Đồng chiến nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ bất ngờ. Nếu lưu ảnh thạch này vẫn luôn ở trong tay Mạc Phàm, thì luôn là uy hiếp đối với Mạnh Vô Kỳ. Ông ta vốn tính toán, hy vọng lúc Mạc Phàm rời khỏi tinh hỏa trấn, có thể đưa thứ này cho ông ta. Nhưng Mạc Phàm đưa lưu ảnh thạch cho ông ta sớm như vậy, không sợ ông ta lật lọng à? Dù sao một khi lưu ảnh thạch bị hủy, Mạc Phàm sẽ không còn chứng cứ chứng minh mình trong sạch. Sao thế? Không có gì, đúng rồi, Lục La cô nương đâu, bây giờ cô ấy thế nào rồi? Đồng chiến ân cần hỏi han. Dù thế nào lúc trước Lục La cũng là đồ đệ của ông ta, tuy ông ta đuổi Lục La đi, nhưng đó là bất đắc dĩ.
Lúc trước Mạc Phàm từng nói sẽ giải nguyền rủa giúp Lục La, ông ta có thể cảm nhận được nguyền rủa vẫn còn trên người Lục La, nhưng hình như hơi khác trước. Cô ấy đang luyện hóa nguyền rủa, đang bế quan, đợi cô ấy bế quan xong, hẳn là nguyền rủa trên người sẽ được giải. Mạc Phàm cũng không giấu giếm, nói thẳng. Cái gì? Trong mắt Đồng Chiến tràn đầy vẻ khiếp sợ, ngực giống như có sóng to gió lớn đánh vào, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi hơn nhiều. Ông ta tốn một bản võ pháp mời một đệ tử của Thần Nông Tông, đều không giải được nguyền rủa giúp Lục La, Mạc Phàm vừa tới một ngày, vậy mà giúp Lục La luyện hóa nguyền rủa. Tuy ông ta chưa từng nghe nói tới phương pháp này, nhưng trong gian phòng bên cạnh, quả thật nguyền rủa trên người Lục La đã có thay đổi. Có vấn đề gì sao? Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Không có, không có, chỉ là Mạc công tử tham gia hội đấu giá là muốn tìm thứ gì, có thể nói cho Đồng Mỗ không? Tuy Đồng Mỗ chỉ phụ trách phòng ngự, nhưng vẫn biết chút ít đồ quý giá ở trong hội đấu giá, có thể giảm bớt chút thời gian cho công tử. Đồng Chiến nói. Ông ta không có quan hệ gì với Mạc Phàm, cũng không chán ghét Mạc Phàm, trái lại ông ta rất thưởng thức, Mạc Phàm còn trẻ tuổi mà có tu vi và trí tuệ như vậy. Ngoài ra Mạc Phàm đồng ý với điều kiện của ông ta, coi như là giúp ông ta một chuyện. Nếu Mạc Phàm ra tay vào 3 ngày trước, ông ta cũng không dễ báo cáo kết quả công việc. Hiện giờ Mạc Phàm không chỉ hào phóng đưa lưu ảnh thạch cho ông ta, còn giải nguyền rủa trên người Lục La nữa, ông ta cũng không thể quá nhỏ mọn. Mạc Phàm nhướng mày, tuy hắn chưa từng tới hội đấu giá hỏa thần, nhưng hắn có biết quy mô của hội đấu giá này, lớn hơn hội đấu giá cấp thế giới ở địa cầu nhiều, nếu một mình đi tìm, cũng không khác mò kim đáy biển mấy, cần rất nhiều thời gian. Mà hiện giờ hắn thiếu thời gian nhất. Hắn không chỉ tìm đồ chữa cho Tiểu Vũ trong vòng 1 năm, còn phải cứu Tiểu Tuyết nữa. Ta muốn tìm Phượng Hoàng Thạch và đồ tạo hóa, không biết Đồng quân trưởng có tin tức gì không? Mạc Phàm hỏi. Phượng Hoàng Thạch và đồ tạo hóa sao? Trong mắt Đồng Chiến hiện lên chút dị sắc, liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ cảnh giác, ông ta trầm ngâm một lát, lúc này mới nói. Hai thứ này đều vô cùng chân quý, chỉ sợ không dễ tìm. Mạc Phàm thấy Đồng Chiến do dự, trước mắt hơi sáng lên. Hẳn là Đồng quân trưởng biết một trong hai thứ này, thậm chí là hai thứ đúng không? Nếu Đồng Chiến chưa từng thấy, hẳn là không cảnh giác. Nếu Đồng quân trưởng có tin tức, ta sẽ dùng thứ mà ngươi hài lòng để đổi lấy, nhất là Phượng Hoàng Thạch. Mạc Phàm bổ sung thêm. So với đồ tạo hóa, hắn càng muốn tìm được Phượng Hoàng Thạch hơn, nếu tìm được tin tức liên quan tới Phượng Hoàng Thạch, vậy không còn gì tốt hơn. Lần này có khả năng khiến Mạc công tử thất vọng rồi, trái lại tôi không nghe nói có người muốn bán Phượng Hoàng Thạch, nhưng đồ tạo hóa thì có thể tới phía Tây hội đấu giá xem. Hình như bên đó có người muốn bán đồ tạo hóa, thật hay giả phải dựa vào nhãn lực của Mạc công tử rồi. Đồng Chiến do dự một lát, vẫn nói, trong mắt Mạc Phàm lóe lên vẻ thất vọng, nhưng lông mày lập tức giãn ra. Tuy đồ tạo hóa rất đắt, nhưng người bình thường không cần. Còn Phượng Hoàng Thạch thì khác, thứ này ẩn chứa chân hỏa Phượng Hoàng Niết Bàn vô cùng cường đại, ở Liệt Hỏa Tinh có rất nhiều tu sĩ thể chất thuộc tính hỏa, bao gồm cả Đồng Chiến trong đó. Đối với bọn họ mà nói Phượng Hoàng Thạch là thứ một khi gặp nhất định phải lấy được. Phần lớn là Đồng Chiến có tin tức liên quan tới Phượng Hoàng Thạch, chỉ là không chịu nói mà thôi. Nhưng hắn cũng không ép Đồng Chiến. Nếu hắn có duyên với Phượng Hoàng Thạch này, phần lớn là sẽ lấy được, không có duyên phận, cưỡng cầu cũng vô dụng. Chúng ta đi thôi. Mạc công tử mời đi bên này. Đồng Chiến vươn một tay ra làm tư thế mời. Hai người một trước một sau. Dẫn theo mấy người thị vệ đi tới nơi diễn ra hội đấu giá. Hội đấu giá nằm trong sơn cốc cự hình ở phía nam Liệt Hỏa Trấn, nơi này không chỉ cách truyền tống trận và Viêm Dương Thành rất gần, hơn nữa ba mặt có núi vây quanh, chỉ có một cửa ra, phòng ngự cũng dễ bố trí, không cần lo lắng sẽ có người gây chuyện, nhiễu loạn trật tự ở hội đấu giá. Nửa tiếng sau, Mạc Phàm và đám Đồng Chiến đến cửa vào sơn cốc này, trước một thành lâu che lại sơn cốc. Trước cửa thành lâu có trên 100 tu sĩ mặc chiến giáp canh giữ, mỗi người ít nhất cũng là kim đan kỳ. Hai người đứng đầu mặc giáp y tương tự với Đồng Chiến, đều là cao thủ nguyên anh kỳ. Những thứ này đều không có gì, trên thành lâu, một đám pháp bảo công thành lóe sáng u quang, một khi có người dám hành động thiếu suy nghĩ, đều bị pháp bảo công thành đánh cho. Mạc Phàm nhìn lướt qua thành lâu, lông mày hắn hơi nhướng lên, liền khôi phục như thường. Hội đấu giá quan trọng nhất là chữ tín, ở trên địa cầu là như vậy,
ở tu chân giới càng như thế. Nếu lấy được đồ mà không mang đi được, hội đấu giá mở không được bao lâu sẽ không có người dám tham gia. Bố trí như vậy không hiếm thấy ở tu chân giới. Mạc công tử, ta còn phòng ngự trong người, cho nên chỉ có thể đưa công tử tới đây. Đồng Chiến ôm quyền nói. Nếu ngươi có tin tức liên quan, có thể nói cho ta biết bất cứ lúc nào, những lời ta vừa nói vẫn có tác dụng, ngoài ra cùng là Phượng Hoàng Thạch, ta sẽ cho ngươi thứ còn mạnh hơn ngươi luyện hóa Phượng Hoàng Thạch, ví dụ như ta có thể luyện chế phá kiếp đan và niết bàn đan giúp ngươi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đến Nguyên Anh Kỳ, tu vi tăng lên mỗi tầng đều phải tiếp nhận lôi kiếp. Nếu không thể chịu được 7 lần lôi kiếp, sẽ hồn phi phách tán dưới lôi kiếp, có thể nói Nguyên Anh Kỳ là một cảnh giới vô cùng nguy hiểm. Không ít tu sĩ vì né tránh lôi kiếp, tình nguyện áp chế thực lực của mình đến một cảnh giới mãi cho tới khi gần hết thọ nguyên. Phá kiếp đan là đan dược dùng để độ kiếp, gần như tương đương với cái mạng thứ hai, không ít người sắp độ kiếp không tiếc dùng số tiền lớn cũng phải đạt được loại đan dược này. Nhưng loại đan dược này không dễ đạt được như vậy. Còn niết bàn đan, là dùng Phượng Hoàng Thạch luyện chế ra một đan dược cao cấp hơn, không những có khả năng luyện hóa ra chân hỏa niết bàn, tăng thực lực của tu sĩ thuộc tính hỏa trên diện rộng, còn có khả năng đạt được lực niết bàn. Đồng Chiến cách độ kiếp tiếp theo không xa, đối với Đồng Chiến hai loại đan dược này đều chân quý hơn Phượng Hoàng Thạch. Nếu có thông tin về Phượng Hoàng Thạch, ta nhất định sẽ suy xét. Vẻ mặt Đồng Chiến hơi động, vẫn nói. Nói xong ông ta xoay người rời đi. Mạc Phàm không nói gì thêm, lúc trước hắn chỉ chắc chắn 60% Đồng Chiến biết thông tin của Phượng Hoàng Thạch, hiện giờ hắn nắm chắc 90%. Nhưng Đồng Chiến vì nguyên nhân gì đó, không thể nói mà thôi. Ánh mắt hắn lạnh lùng bước về phía thành lâu, đi tới trước quang môn ở giữa thành lâu, lấy lệnh bài và thẻ Đồng Chiến đưa cho, một phù văn sáng lên trên người hắn, hắn lập tức đi vào quang môn. Quang môn rung động như sóng nước. Mạc Phàm biến mất ở bên trong. Mạc Phàm mới tiến vào trong quang môn không lâu, đám Mạnh Vô Kỳ đi ra. Mấy người hơi nhếch miệng cười nham hiểm, nhìn về phía quang môn. Truyền tin tức ra chưa? Mạnh Vô Kỳ hỏi. Yên tâm đi, Mạnh Thiếu, ta đã nói tin tức này cho không ít hơn 20 kiếm tu và hơn 20 tu sĩ khác, cho dù những người này không mở miệng, nhưng cũng không từ chối truy tung phù kia, chúng ta đợi nhặt xác cho tiểu tử kia đi. Nam tử tóc dài kia vô cùng tin tưởng nói. Thanh kiếm của Mạc Phàm không đơn giản, rất ít tu sĩ từ chối cơ hội đạt được pháp bảo như vậy. Kiếm tu lại càng là tu sĩ dùng kiếm làm pháp bảo, bảo kiếm cực phẩm lại càng hấp dẫn nhiều người. Cho dù Mạc Phàm lợi hại mấy, bị những tu sĩ đó để mắt tới, cũng không có bất luận khả năng gì để sống sót. Đúng rồi, đây là linh thạch đạt được thông qua truyền tin, có tổng cộng 5.000 linh thạch, mời Mạc Thiếu nhận lấy. Nam tử tóc dài cười nịnh nọt, lấy một chiếc nhẫn chữ vật ra, hai tay đưa về phía Mạnh Vô Kỳ. Mạnh Vô Kỳ nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật này, trong mắt hiện lên đắc ý. Tin tức một kiện pháp bảo không phải là miễn phí, trước thu hồi 5.000 linh thạch từ người Mạc Phàm trước, coi như là lợi tức Mạc Phàm ra tay với anh ta 3 ngày trước. Đợi Mạc Phàm rời khỏi hội đấu giá, sẽ lấy cả vốn vẫn lãi. Người phái đi theo dõi tiểu tử kia đâu, có bắt kịp tiểu tử này không? Truy tung phù chỉ là một phù lục, có khả năng xảy ra vấn đề. Mạc Phàm khiến anh ta bị hỏa diễm đốt 3 lần, sao anh ta có thể tha thứ cho Mạc Phàm dễ dàng? Ngoại trừ truy tung phù ra, lại phái vài người đuổi theo Mạc Phàm, như vậy tuyệt đối là vạn vô nhất nhất rồi. Người đã sớm ở trong tiếp ứng, chỉ cần tiểu tử kia vừa tiến vào hội đấu giá, thì đừng mong thoát khỏi tay chúng ta, Mạnh Thiếu cứ đợi coi. Như vậy là tốt nhất, đi thôi, linh thạch tới tay. Chúng ta cũng đi vào mua ít đồ, thuận tiện đổ thêm dầu cho tiểu tử kia. Mạnh Vô Kỳ cười nói, chỉ đối phó Mạc Phàm như vậy là không thể được, anh ta còn muốn tự tay thu thập Mạc Phàm, khiến Mạc Phàm hối hận vì đối phó anh ta mới được. Bên trong hội đấu giá, nói là hội đấu giá nhưng tương tự một thị trấn, trong kiến trúc này đều là phòng đấu giá đủ loại đồ. Bên ngoài phòng đấu giá có không ít tu sĩ bày quầy hàng, bán hoặc trao đổi vài thứ. Mấy thứ này phần lớn đều không tìm thấy trên địa cầu. Mạc Phàm cũng không sốt ruột đi tìm thứ liên quan tới tạo hóa, hội đấu giá hỏa thần có thể lọt vào tay hắn, quy mô không thể nhỏ được. Tuy không có tin tức về Phượng Hoàng Thạch, nhưng nói không chừng bây giờ có thể tìm được thứ khác hắn cần. Dù sao hắn là người dùng hỏa,
tìm được thứ cần cho hắn tu luyện cũng không tính là nhỏ. Hắn vừa thông qua thần thức đảo qua quầy hàng ở ven đường, vừa đi về phía tây. Bất chi bất giác, một buổi sáng đã qua. Mạc Phàm đi từ cửa thành tới giữa hội đấu giá, hắn đứng trước một quầy hàng, nhìn chằm chằm mấy thứ như hạt sen ở trên quầy hàng. Mấy hạt này đỏ như máu, to bằng cái gáo, được đặt trong một chiếc hộp trong suốt. Vị công tử này, ngươi cảm thấy có hứng thú với mấy hạt giống này sao? Sau quầy hàng, một nam tử nhìn giống tiểu ca tạp dịch thấy Mạc Phàm nhìn qua, vội vàng nói. Thứ này bao nhiêu linh thạch? Mạc Phàm lấy hộp ngọc ở trên quầy hàng, hỏi. Vị công tử này, người đúng là có nhãn lực hơn người, mấy hạt sen này là khi thiếu gia nhà ta đại chiến 300 hiệp với một con hỏa kỳ lân, lấy trên một đóa hỏa liên địa ngục do hỏa kỳ lân thủ hộ, nếu không phải gần đây thiếu gia nhà ta thiếu linh thạch, tuyệt đối sẽ không bán ra, nếu công tử muốn, tiểu đích thấy công tử rất quen thuộc, phần lớn là người có duyên với hạt sen này, giá cả cũng không mắc, lấy của ngài 10.000 linh thạch trung phẩm được rồi. Tiểu ca kia nói rất rõ ràng. Những hạt sen này đã tìm đại sư ở hội đấu giá xem qua, tuyệt đối là hạt sen của hỏa liên ở địa ngục, nếu là giả, công tử có thể cầm thư chứng thực của đại sư này, đi tìm đại sư đó bồi thường, giả một đền 10. Tiểu ca lấy một tờ khế ước ra nói. Mạc Phàm thấy tiểu ca thao thao bất tuyệt thì hơi cau mày. Có thể, ta cần mấy hạt sen này, bớt linh thạch đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn biết rõ mấy hạt sen này hơn cả tiểu ca kia. Vốn dĩ không cần tiểu ca này giải thích. Nếu công tử cần mấy hạt sen này, vậy ta không nói nhiều nữa, ta chiết khấu cho công tử, 8.000 linh thạch trung phẩm, không thể bớt hơn được nữa, nếu không thiếu gia nhà ta biết ta bán rẻ như vậy, không đánh gãy chân ta mới lạ. Tiểu ca này đáng thương tội nghiệp nói. Ta không có linh thạch trung phẩm, 500 linh thạch hạ phẩm, nếu có thể, ta muốn lấy mấy hạt sen này. Mạc Phàm lấy một chiếc túi ra, đặt lên trên quầy. Ở nơi này, những lời này nghe có vẻ đáng tin, nhưng tin thì dễ bị lừa. Bởi vì nơi này không chỉ có không ít đồ thật, đồ giả cũng càng nhiều, dù sao giả mới càng kiếm được nhiều. Nếu mua phải đồ giả, bình thường không có người gây chuyện, nhãn lực không được thì không thể trách người khác. Cho dù có văn khế cũng vô dụng. 10 văn khế đại sư cho đối phương đều là giả, dùng để giải quyết chuyện như vậy. Mấy hạt sen này cũng thế. Căn bản không phải là hạt giống hỏa liên ở địa ngục gì, cũng không có hỏa kỳ lân tồn tại. Nhưng mấy hạt sen này không phải là hạt giống hồng liên ở địa ngục, mà là hạt giống nghiệp hỏa hồng liên càng chân quý hơn. Nếu hắn phục dùng mấy hạt sen này, khí huyết trong cơ thể hắn không chỉ lập tức khôi phục tới đỉnh phong, hồng liên nghiệp hỏa cũng tăng lên một cấp bậc. Đương nhiên hạt giống nghiệp hỏa hồng liên không chỉ là 500 linh thạch đơn giản như vậy. Chỉ là tiểu ca này không biết gì về hạt sen. Cho dù đạt được hạt sen cũng không có tác dụng gì, bởi vì hạt sen này chỉ có tác dụng với người có huyết mạch hồng liên. Những người khác phục dùng, trái lại sẽ động đến nghiệp hỏa trong cơ thể, bị nghiệp hỏa đốt thân. Vị công tử này, có phải 500 linh thạch hạ phẩm hơi ít hay không, 1.000 linh thạch trung phẩm đi. Vẻ mặt tiểu ca kia như muốn thổ huyết, nói. Anh ta nói giá 8.000 linh thạch trung phẩm hơi cao thật, nhưng đến chỗ Mạc Phàm thì chỉ còn 500 linh thạch hạ phẩm. Tỷ suất hối đoái giữa linh thạch trung phẩm và linh thạch hạ phẩm là 1,100, lập tức giảm đi 1.000 lần. Anh ta đợi ở đây lâu như vậy, chưa từng thấy người nào ngoan độc như Mạc Phàm. Thứ này đặt ở chỗ ngươi cũng vô dụng, ngươi cứ đặt ở đó tiếp đi. Mạc Phàm cất linh thạch, xoay người muốn đi. Trừ phi có người muốn tự sát, nếu không sẽ không mua hạt sen này. Công tử, ngươi đừng đi mà, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Tiểu ca kia thấy Mạc Phàm muốn đi, vội vàng ngăn cản. Quả thật mấy hạt sen này như lời Mạc Phàm nói, có không ít người xem qua rồi, nhưng anh ta để đó lâu như vậy, vẫn không bán đi được. Không dễ dàng gì mới gặp người muốn mua, sao anh ta có thể để Mạc Phàm đi? Ngài đã chê đắt, vậy 10.000 linh thạch hạ phẩm thì thế nào? Tiểu ca kia hỏi thăm dò. Mạc Phàm nhíu mày, 10.000 linh thạch hạ phẩm mua hạt sen này không đắt. Dù sao cũng là hạt sen nghiệp hỏa hồng liên, hắn cũng có thể lấy ra được nhiều linh thạch như vậy. Nhưng linh thạch trên người hắn cần đi mua phượng hoàng thạch. Nhớ đâu không đủ, sau này sẽ rất phiền phức. 10.000 không được, người thấy 5.000 thế nào? Tiểu ca thấy Mạc Phàm im lặng không nói thì nói tiếp. Mạc Phàm còn chưa mở miệng, tiểu ca chuẩn bị giảm giá tiếp thì một giọng nói truyền tới.
ta trả 2.000 linh thạch hạ phẩm mua mấy hạt sen kia, thế nào? Tiểu ca kia nhìn người vừa nói, ánh mắt lập tức nhìn về phía đám Mạnh Vô Kỳ, lông mày anh ta nhướn lên. Vị công tử này, vị thiếu gia kia ra 2.000 linh thạch hạ phẩm, nếu không có giá cao hơn, ta chỉ có thể bán cho vị công tử kia rồi. Anh ta đang lo không bán được, không ngờ lúc này lại có thể nâng giá. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, quay đầu liếc đám Mạnh Vô Kỳ một cái. Mạnh Vô Kỳ thấy Mạc Phàm nhìn thì mỉm cười. Mạc công tử, người cũng ở đây sao, đúng là oan gia ngõ hẹp, chúng ta lại gặp mặt, thế nào, người thích mấy hạt sen này sao, đúng lúc ta cũng nhìn chúng, ngại quá. Người đang chơi với lửa đó. Trên mặt Mạc Phàm không có chút gợn sóng, lạnh lùng nói. Lần trước nể mặt đồng chiến cho hắn lệnh bài thân phận, hắn không so đo với Mạnh Vô Kỳ, trên lệnh bài thân phận có truy tung phù hắn cũng không nói gì thêm, vậy mà gia hỏa kia tự mình tìm tới. Đây không phải là oan gia ngõ hẹp, mà là đến chết cũng không hối cải. Chơi với lửa, Mạc công tử, người muốn ra tay với ta ở hội đấu giá à, lần này ta không chọc giận ngươi nha, ta chỉ mua thứ ngươi cũng thích thôi, như vậy không làm trái với quy củ đúng không? Trên mặt Mạnh Vô Kỳ không có sợ hãi, hỏi tiểu ca kia. Cho dù là hóa thần kỳ, cũng không dám ra tay ở hội đấu giá. Bởi vì ra tay ở đây, sẽ trực tiếp bị quân đình hạ lệnh truy nã. Cho nên không ai dám ra tay ở đây. Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu ca kia cảm nhận được dị thường, cười mỉa gật đầu. Mạc công tử ra giá cao là được, nếu ngươi không cần, vậy mấy hạt sen này là của ta. Mạnh Vô Kỳ thấy Mạc Phàm không nói lời nào thì nói tiếp. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt cất túi linh thạch kia đi. Ngươi bán cho tên này đi, ta không cần hạt sen này. Mạnh Vô Kỳ này chỉ muốn tìm hắn gây sự, cho dù hắn bỏ ra nhiều linh thạch hơn, trừ phi hắn lấy ra được số linh thạch dọa Mạnh Vô Kỳ sợ hãi, nếu không hắn không có khả năng mua được những hạt sen này. Được rồi, vị thiếu gia này, hộp hạt sen này là của ngươi. Tiểu ca kia thấy Mạc Phàm từ bỏ, đưa hộp sen kia tới trước người Mạnh Vô Kỳ. Mạnh Vô Kỳ cất hạt sen đi, lấy 2.000 viên linh thạch đưa cho tiểu ca. Trên mặt đám người tràn đầy tươi cười, lập tức đắc ý hơn nhiều. Ở trên tử lâu, Mạc Phàm dựa vào thực lực thu thập bọn họ thảm như vậy, ngay cả đồng chiến đến cũng không có tác dụng gì. Lần này ở trong hội đấu giá, rõ ràng Mạc Phàm muốn những hạt sen này, nhưng thực lực không có tác dụng gì, linh thạch cũng không có nhiều như vậy. Chỉ có thể nhìn bọn họ lấy hạt sen đi. Mạnh thiếu, mấy hạt sen này xử lý thế nào đây? Nam tử tóc dài kia tới gần hỏi. Đồ dùng 2.000 linh thạch để mua, còn có thể làm gì, lấy đi cho kim bối phượng quan kê ăn là được rồi. Mạnh Vô Kỳ nhìn chằm chằm Mạc Phàm, mỉm cười nói. Hình như hạt sen này rất quan trọng đối với Mạc công tử, phần lớn không phải thứ bình thường, cho gà ăn thứ này hơi lãng phí rồi. Vậy ngươi nói xem nên xử lý thế nào? Hạt sen này rất thịnh vượng linh khí thuộc tính hỏa, không bằng như vậy đi, không phải Mạnh thiếu nuôi một con linh thú thực hỏa khuyển, cũng là thuộc tính hỏa sao, lấy thứ này đi cho con thực hỏa khuyển đó ăn, nói không chừng năng lực của nó sẽ tăng lên nhiều. Nam tử tóc dài liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, nói với vẻ trêu tức. Ngươi nhìn rồi làm đi, dù sao đừng lãng phí là được. Mạnh Vô Kỳ cười, ném chiếc hộp cho nam tử tóc dài kia. Đa tạ Mạnh thiếu, linh khuyển kia có đồ ăn rồi. Nam tử tóc dài cười nói. Tiếng cười trêu tức cùng truyền từ phía sau đám người này tới. Cho dù lấy đi cho gà cho chó ăn, cũng không cho Mạc Phàm chỉ có thể nhìn mà không làm được gì, không có chuyện gì sảng khoái hơn chuyện này. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, trên mặt không có chút gợn sóng, hắn tiếp tục tiến lên trước. Trong lúc tiến lên có dừng lại vài lần. Nhưng mỗi lần hắn ra giá một món đồ, đám Mạnh Vô Kỳ sẽ chạy tới mua thứ đó với giá gấp đôi hoặc vài lần hắn lấy đi. Mãi đến khi Mạc Phàm tới hội đấu giá ở phía Tây, hắn không tốn một viên linh thạch nào, cũng không thu hoạch được gì. Trái lại đám Mạnh Vô Kỳ chơi đùa bất diệt nhạc hồ, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn một con chó đáng thương, rõ ràng là vô cùng ấm ức, nhưng không thể phát tiết ra. Mạc công tử, đa tạ ngươi nha. Vậy mà có thể tìm được một khối hỏa vân tinh từ trong đống đổ thối nát, nếu bán hỏa vân tinh to như vậy đi, ít nhất cũng đáng 5.000 linh thạch, thậm chí ngay cả 1.000 linh thạch Mạc công tử cũng không chịu ra, chỉ đồng ý mua với giá 500 linh thạch, không phải trong nhẫn chữ vật của Mạc công tử chỉ có 500 linh thạch đấy chứ,
nếu là như vậy, ta chắc chắn sẽ lập tức trả nhẫn chữ vật cho ngươi, căn bản không tự tìm việc như vậy. Mạnh Vô Kỳ cầm một tảng đá màu đỏ sậm to bằng nắm tay, nói. Đội trưởng của đội hộ vệ truyền tống trận vốn là một công việc đầy mỡ, anh ta lại là cháu của thành chủ Viêm Dương Thành, sao có thể để ý 500 linh thạch hạ phẩm, đừng nói là 500 linh thạch hạ phẩm, 50.000 linh thạch hạ phẩm anh ta cũng không cần. Nếu không anh ta sẽ không đi theo Mạc Phàm cả một buổi chiều, mua hết những thứ mà Mạc Phàm muốn mua. Mạc Phàm giống như đã quen rồi, trên gương mặt lạnh lùng của hắn không có chút hỉ nộ, chỉ nhìn thoáng qua cửa hàng tên là Tạo Hóa Đường ở bên tay trái. Cửa hàng này đúng là cửa hàng bán đồ tạo hóa như lời đồng chiến nói, bởi vì ở vùng đất rìa hội đấu giá, hơn nữa trên quầy còn đặt một số tảng đá không có bất luận linh khí gì, các loại sách cổ, thay vì nói là phòng đấu giá, chẳng bằng nói là cửa hàng đồ cổ, cho dù là cửa hàng đồ cổ ở địa cầu cũng tốt hơn nơi này nhiều, dù sao trấn bảo của cửa hàng đồ cổ đều là một số ngọc khí, đồ đồng đen, hay là bảo kiếm, văn mặc gì đó, chí bảo ở cửa hàng này là nhánh cây vừa gãy vừa khô, cho nên gần như không có ai tới thăm. Phụ trách cửa hàng không phải là tiểu ca nói năng ngọt sớt lúc trước, mà là một tiểu cô nương điềm tĩnh 10 tuổi. Tiểu nha đầu này vốn nâng má thơm ngồi trong quầy đọc sách, cảm nhận được ánh mắt của Mạc Phàm, bỗng nhiên cô bé ngẩng đầu lên nhìn về phía Mạc Phàm, trong đôi mắt như hồ nước sâu hiện lên dị sắc. Mạc Phàm liếc mắt nhìn tiểu cô nương này một cái, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nhưng không đi thẳng vào tạo hóa đường. Mạnh Vô Kỳ, người cảm thấy phù kiếm của ta có giá trị bao nhiêu? Mạnh Vô Kỳ nghe được lời Mạc Phàm nói, lông mày anh ta nhíu lại. Sao thế, Mạc công tử, người muốn bán thanh kiếm kia cho ta, cần mua thứ gì trong cửa hàng này sao? Bây giờ ta bán thanh kiếm kia cho ngươi, ngươi dám muốn sao? Mạc Phàm lắc đầu cười, nói. Trên lệnh bài thân phận của hắn có truy tung phù, tuyệt đối là Mạnh Vô Kỳ bảo người ta hạ. Ngoài ra trên người hắn còn rất nhiều thứ khiến người khác đuổi giết, hiện giờ hắn để lộ mệnh kiếm kia, cho nên chắc chắn thanh kiếm kia sẽ thành củ khoai lang nóng bỏng tay, cho dù hắn đưa thanh kiếm cho Mạnh Vô Kỳ, Mạnh Vô Kỳ cũng không dám lấy. 500 linh thạch hạ phẩm, nếu ngươi đồng ý bán, bản thiếu có thể mua thanh kiếm kia. Trên mặt Mạnh Vô Kỳ hiện lên vẻ kỳ lạ, lập tức nói. Tin tức đã truyền ra ngoài, một tu sĩ kim đan sơ kỳ mang theo một thanh phù kiếm khiến cao thủ Nguyên Anh e sợ, một khi Mạc Phàm rời khỏi hội đấu giá, chắc chắn sẽ có không ít người ra tay, anh ta còn lâu mới bị Mạc Phàm lừa, đi lấy thanh kiếm kia. Nhưng nếu 500 linh thạch mà Mạc Phàm đồng ý bán, trái lại anh ta nguyện ý mua thanh kiếm này. Tất nhiên anh ta sẽ không để lại dùng, anh ta sẽ dùng giết Mạc Phàm làm bán đấu giá thanh kiếm này. Mạc Phàm vẫn sẽ chết như cũ. Anh ta còn được một số lượng linh thạch rất xa xỉ. Đưa 500 linh thạch cho ta, người có thể cầm thanh kiếm này đi, nhưng ta nói cho người biết, thanh kiếm này nhận chủ nhân, nếu nó không tiếp nhận người động vào nó sẽ giết người kia, người muốn thử một chút không? Một tay Mạc Phàm vươn ra, phù văn vần quanh tay hắn mà ra, ngưng tụ thành một thanh kiếm chỉ về phía Mạnh Vô Kỳ. 9 thanh mệnh kiếm, mỗi một thanh đều như vậy, nếu không chiếm được sự tán thành của mệnh kiếm, sẽ bị mệnh kiếm giết chết. Có tổng cộng 19 người từng tìm được mệnh kiếm, tu vi của 18 người kia mạnh hơn hắn rất nhiều, trong đó còn có người của quỷ ảnh nhất tộc. Nhưng sau khi những người đó lấy mệnh kiếm đều chết hết, chỉ có hắn mang theo mệnh kiếm phủ rời khỏi bí cảnh kia. Hắn có thể bán thứ này với 500 linh thạch hạ phẩm, nhưng phải xem Mạnh Vô Kỳ có lá gan này không. Mạnh Vô Kỳ nhíu chặt mày, tươi cười trên mặt cứng ngắc. Không phải không có tình huống pháp bảo chọn chủ, anh ta không muốn mạo hiểm như vậy. Xem ra ngươi không còn 500 linh thạch rồi. Mạc Phàm thấy Mạnh Vô Kỳ không nói lời nào thì cất mệnh kiếm phù, hắn cười nhạt rồi đi vào trong tạo hóa đường. Mạc Phàm, ngươi đừng đắc ý, chúng ta đợi xem ai có thể cười tới cùng. Mạnh Vô Kỳ nhìn Mạc Phàm đi vào tạo hóa đường, lạnh lùng nói. Mạc Phàm mới đi vài bước, một chân vẫn đang để ở cửa tạo hóa đường. Bỗng nhiên hắn dừng bước lại. Ngón tay giữa của hắn sáng lên, hắn lấy ngọc bài thân phận ra. Truy tung phù ở bên trên là mấy người thêm đúng không? Vẻ mặt đám Mạnh Vô Kỳ lập tức ngẩn ra, ánh mắt âm tình bất định. Ngươi nói gì thế, chúng ta không hiểu ngươi đang nói gì. Các ngươi không hiểu cũng không sao, nhưng lần sau lại làm loại chuyện như vậy, nhớ rõ phải tìm cao thủ, ví dụ như cao thủ hóa thần kỳ, nếu không chỉ có thể giấu được đồng chiến. Không thể giấu được ta đâu. Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Ngón tay hắn khẽ búng, truy tung phù trong lệnh bài thân phận lập tức bay ra, trôi nổi trước người đám Mạnh Vô Kỳ. Sắc mặt đám Mạnh Vô Kỳ thay đổi, truy tung phù này là anh ta dùng số tiền lớn bảo một phù đạo đại sư thêm vào, không ngờ bị Mạc Phàm phát hiện ra. Nếu truy tung phù này phụ trên người ai, một khi hội đấu giá đóng cửa, người này sẽ bị đuổi giết. Mạc Phàm, người muốn thế nào, ta không biết truy tung phù này. Mạnh Vô Kỳ vội vàng nói. Thêm truy tung phù cho các ngươi ở đây, hẳn là không bị chú quân vây giết đúng không? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Chuyện này, mắt đám Mạnh Vô Kỳ đảo liên tục, nhưng không ai dám mở miệng nói chuyện. Ra tay mới có người quản, nhưng thêm truy tung phù sẽ không có người quan tâm. Xem ra thêm truy tung phù không hề trái với quy củ, vậy tất cả các ngươi giải trừ nhận chủ trên nhẫn chữ vật rồi đưa cho ta, nếu không ta sẽ để truy tung phù lên người các ngươi. Ta sẽ không động tay động chân lên trên truy tung phù, nhưng các ngươi sẽ xảy ra chuyện gì, hẳn là các ngươi biết rõ nhất. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cái gì? Mọi người sửng sốt, nhưng lập tức khôi phục như thường, trên mặt bọn họ tràn đầy hiểu ra. Nhất là Mạnh Vô Kỳ, anh ta nắm chặt tay lại. Anh ta vốn đang tò mò vì sao hôm nay Mạc Phàm lại khiêm tốn như vậy, đã tới giờ ngọ rồi, bọn họ đoạt mấy chục món đồ từ tay Mạc Phàm. Cho dù có vài thứ bọn họ không biết có đáng giá hay không, nhưng phần lớn đều là thứ có giá trị xa xỉ. Bọn họ đi theo Mạc Phàm, ít nhất buôn bán lời mấy vạn linh thạch. Ai biết Mạc Phàm chỉ đợi bọn họ bỏ tiền túi ra mua, rồi chờ tới lúc này, lấy tất cả mọi thứ đi. Bọn họ lần này, đúng là tiền mất tật mang. Thế nào, không chịu giao nhẫn chữ vật ra à? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Mọi người đứng phía sau Mạnh Vô Kỳ đều nhìn về phía Mạnh Vô Kỳ, vẻ mặt khó xử. Thôi, các ngươi giải thích với những người đi theo truy tung phù này vậy. Năm ngón tay Mạc Phàm nắm chặt, truy tung phù kia một phân ra thành sáu, lần lượt bay tới đỉnh đầu đám Mạnh Vô Kỳ. Mạc công tử, đừng ra tay, ta đưa. Một nam tử trong đó vội vàng tháo nhẫn chữ vật của mình ra, đưa cho Mạc Phàm. So với nhìn sắc mặt Mạnh Vô Kỳ, sống sót quan trọng hơn. Ta cũng cho ngươi, Mạc công tử. Mấy người khác thấy vậy cũng lấy nhẫn chữ vật ra. Ngươi thì sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Mạnh Vô Kỳ một cái, thản nhiên nói. Mạnh Vô Kỳ nghiến răng, giải trừ chủ nhân với nhẫn chữ vật, tức giận ném cho Mạc Phàm. Tuy trong nhẫn chữ vật của anh ta có rất nhiều đồ, nhưng còn kém xa mạng của anh ta. Mạc Phàm, chúng ta đợi coi. Vậy đợi coi, truy tung phù này là các ngươi tìm người gieo xuống. Hẳn là các ngươi cũng có thể tìm người đó giải. Mạc Phàm hạ tay xuống, sáu truy tung phù biến mất vào trong cơ thể đám Mạnh Vô Kỳ. Mạc Phàm, ngươi! Mắt Mạnh Vô Kỳ mở to, trong mắt tràn đầy lửa giận. Bọn họ đã đưa nhẫn cho Mạc Phàm rồi, vậy mà Mạc Phàm vẫn gieo truy tung phù lên người bọn họ. Quả thật bọn họ có thể tìm người giải, nhưng người kia không ở trong hội đấu giá, hơn nữa buổi tối hội đấu giá sẽ đóng cửa. Tất cả mọi người đều phải rời khỏi hội đấu giá, bọn họ có cơ hội giải truy tung phù này sao? Mạc Phàm, chúng ta đã đưa nhẫn chữ vật cho ngươi, vì sao ngươi còn làm vậy? Mạnh Vô Kỳ tức giận nói. Có vấn đề gì sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Hắn đã cho Mạnh Vô Kỳ một cơ hội, Mạnh Vô Kỳ còn dám ra tay với hắn, giao nhẫn chữ vật ra là được sao, nghĩ đơn giản quá rồi. Nếu không phải nơi này là hội đấu giá. Không cho phép ra tay, đám Mạnh Vô Kỳ đã là người chết. Được lắm, xem như ngươi lợi hại. Mạnh Vô Kỳ nắm chặt tay, rồi buông lỏng ra. Mạc Phàm mạnh hơn anh ta, làm chuyện gì cũng được hết. Mạc Phàm cất mấy chiếc nhẫn chữ vật đi, xoay người đi vào trong tạo hóa đường. Mạc Phàm vừa mới tiến vào trong tạo hóa đường, Mạnh Vô Kỳ đập mạnh một quyền lên một cột đá. Anh ta đắc ý cả một buổi trưa, không chỉ cuối cùng bị Mạc Phàm sắp vào bẫy. Toàn bộ đồ trên người đều đưa cho Mạc Phàm, ngay cả truy tung phù kia cũng ở trên người anh ta. Đáng chết! Mạnh Vô Kỳ đá mạnh vào ghế đá, tức giận nói. Thiếu gia đừng sốt ruột, vừa rồi ta nhận được một tin khác có liên quan tới tiểu tử này, người muốn nghe không? Nam tử tóc dài thấy vẻ mặt Mạnh Vô Kỳ đầy phẫn nộ, do dự một lát vẫn đi lên nói. Tin tức, người còn dám nói tin tức à, chính vì ngươi, bản thiếu ngay cả nhẫn chữ vật đều mất. Ngươi còn nói cho bản thiếu tin tức tốt gì? Mạnh Vô Kỳ nắm lấy tóc nam tử tóc dài kia, ấn anh ta lên tảng đá. Mạnh thiếu, ngươi hãy nghe ta nói. Sắc mặt nam tử tóc dài thay đổi,
vội vàng nói. Nói, nếu ngươi không nói được tin tức khiến bản thiếu hài lòng, ngươi đợi bị những người đạt được tin tức đuổi giết đi. Mạnh Vô Kỳ buông tóc nam tử tóc dài ra, lạnh lùng nói. Ta nhận được tin tức, lúc tiểu tử này nói chuyện với đồng quân trưởng, hình như có hỏi đồng quân trưởng tin tức về Phượng Hoàng Thạch, kết quả bị đồng quân trưởng từ chối, xem ra chúng ta đoán không sai, tiểu tử này thật sự tới tìm Phượng Hoàng Thạch. Nam tử tóc dài thở dốc nói. Tìm Phượng Hoàng Thạch, sau đó thì sao? Mạnh Vô Kỳ nhướng mày, trong mắt hiện lên chút dị sắc. Nếu chúng ta cố ý truyền tin về Phượng Hoàng Thạch cho tiểu tử này, sau đó truyền tin tiểu tử này có Phượng Hoàng Thạch ra, Mạnh Thiếu cảm thấy cảnh tượng buổi tối sẽ thế nào? Vì mấy câu trao đổi giữa Mạc Phàm và Đồng Chiến, anh ta còn cố đi hỏi chú quân bên cạnh. Không ít người tới hội đấu giá này để tìm Phượng Hoàng Thạch, trong đó cũng có không ít cao thủ, đây tuyệt đối là cơ hội tốt để giết Mạc Phàm. Ý của ngươi là bảo ta nói tin tức về Phượng Hoàng Thạch cho tiểu tử này sao? Mạnh Vô Kỳ nhíu mày hỏi. Đồng Chiến biết tin tức về Phượng Hoàng Thạch, tất nhiên anh ta có biết. Nhưng tiết lộ thông tin về Phượng Hoàng Thạch cho Mạc Phàm, thì có lợi cho Mạc Phàm quá. Không sai, Mạnh Thiếu lộ ra chút tin tức cho tiểu tử kia là được, không cần nói hết cho tiểu tử đó. Đương nhiên nếu Mạnh Thiếu lo lắng, cũng có thể cho tiểu tử này tin tức giả, tiểu tử này đang cần gấp như thế, chắc chắn sẽ tin thôi. Nam tử tóc dài nói. Tên tiểu tử kia mới vạch trần chúng ta, ngươi cảm thấy hắn còn tin chúng ta sao? Mạnh Vô Kỳ nhíu mày suy nghĩ một lát, nói. Nói thông tin về Phượng Hoàng Thạch cho Mạc Phàm cũng không có gì đáng ngại, bởi vì Phượng Hoàng Thạch ở thành chủ phủ Viêm Dương Thành, trong mật thất của thúc thúc anh ta. Nếu Mạc Phàm có can đảm tới đó, tuyệt đối là đi vào nằm ra. Chúng ta phái người nói cho tiểu tử này, đương nhiên cậu ta sẽ không tin, nhưng chúng ta tìm một chú quân. Nói là tin mà đồng quân trưởng gửi, vậy chắc chắn tiểu tử kia sẽ tin, hơn nữa nếu thành chủ trách tội, cũng có thể hất nước đục lên người đồng quân trưởng. Nam tử tóc dài cười nói. Biện pháp này rất hay. Mạnh Vô Kỳ nheo mắt lại, trong mắt hiện lên sắc lạnh, nói. Đồng Chiến là thuộc hạ của thúc thúc anh ta, nếu Đồng Chiến liều chết bảo hộ anh ta ở tử lâu, chắc chắn anh ta sẽ không thị hỏa chú đốt 3 lần. Không chỉ như vậy. Đồng Chiến còn thân thiết với Mạc Phàm như thế, vậy thì đừng trách anh ta vô tình. Vậy ta lập tức đi tìm một chú quân. Có thể, nhưng ta không định cho tiểu tử này tin tức giả, ta sẽ cho cậu ta tin tức thật. Mạnh Vô Kỳ cười mỉa nói. Mạnh Thiếu, chơi như vậy có vẻ hơi lớn rồi. Nam tử tóc dài lo lắng nói. Không từ bỏ được đứa bé sẽ không bắt được sói, ngươi cảm thấy cậu ta biết được tin về Phượng Hoàng Thạch, cậu ta sẽ lấy được sao? Chuyện này đúng là vậy thật. Nam tử tóc dài suy nghĩ một lát, gật đầu. Quy mô hội đấu giá lớn như vậy, không có người nào lấy một khối Phượng Hoàng Thạch ra, đủ để thấy trình độ quý hiếm của Phượng Hoàng Thạch. Cho dù có loại đá này, chỉ sợ đều nằm trong tay đại tu có thực lực mạnh. Mạc Phàm muốn đoạt được từ tay những người này, không khác gì hổ đoạt thức ăn. Mạnh Vô Kỳ lấy một khối ngọc giản ra, ngón tay vẽ vài cái trong không trung, mấy phù văn bay vào trong ngọc giản. Ngươi đi tìm một quân sĩ, bảo anh ta giao cho tiểu tử kia, hẳn là tiểu tử kia sẽ tin thôi, chuyện này giao cho ngươi, chuyện kế tiếp ngươi nhìn rồi làm, ta muốn thấy tiểu tử kia chảy máu đêm nay. Mạnh Vô Kỳ đưa ngọc giản cho nam tử tóc dài nói. Mạnh Thiếu yên tâm, lần này tuyệt đối không có sai lầm gì, nếu lại xảy ra vấn đề, ta sẽ xách đầu tới gặp ngươi. Nam tử tóc dài thề son sắt. Tốt nhất là như vậy, các ngươi đi theo ta. Ta đi tìm người giải truy tung phù trên người. Dạ, Mạnh Thiếu. Mạnh Vô Kỳ lạnh lùng nhìn thoáng qua tạo hóa đường, vung ống tay áo xoay người rời đi. B. Bên trong tạo hóa đường, Mạc Phàm vừa đi vào, tiểu cô nương kia lập tức kêu về phía trên lầu. Ra ra, có khách đến. Bảo cậu ta cút đi, ở đây không có thứ cậu ta cần đâu. Một giọng nói già nua truyền từ trên lầu tới, sau đó là âm thanh gậy gõ lên trên cầu thang. Một lão giả tóc bạc gầy khô chống gậy, đi từ lầu 2 tạo hóa đường xuống, ông ta không thèm liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, liền đi về phía có bàn trà, tự mình rót cho mình một chén trà, sau đó tự uống một mình. Vẻ mặt tiểu cô nương kia áy náy, cười lễ phép với Mạc Phàm. Công tử đừng lấy làm phiền lòng, cửa hàng chúng tôi không có mấy người sử dụng được, cho nên công tử có thể xem tùy ý, nếu thích thì nói với ta. Mạc Phàm không thèm để ý lắm.
hắn lập tức đi tới chỗ nhánh cây, trấn bảo ở trong cửa hàng này. Thứ này bao nhiêu linh thạch? Thứ này sao? Tiểu cô nương cắn môi, do dự một lát liền nhìn về phía ông già kia. Ra ra, vị công tử này có hứng thú với nhánh cây kia, bao nhiêu linh thạch à? Không nghe thấy lời ta nói sao, nơi này không có thứ ngươi cần tìm, nhanh cút đi, nếu không ta bảo chú quân đuổi ngươi đi nhé. Lão già kia thổi hơi nóng trong chén trà, lạnh lùng nói. Ra ra, tiểu cô nương bĩu môi, lại kêu lên một tiếng. Vị công tử này, ngại quá, ra ra ta mới bị một công tử giàu có chọc tức. Không sao, lão gia tử, nhánh cây này, lão gia tử muốn thế nào mới bằng lòng bán, nói giá đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lão giả mới bưng chén trà để bên miệng, nghe thấy lời Mạc Phàm thì nhíu mày, buông chén trà xuống. Tiểu tử, ta thấy ngươi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngươi muốn nhánh cây kia đúng không, ta cho ngươi một cơ hội. Trong cửa hàng của ta có tổng cộng 168 thứ, nếu ngươi có thể biết bất luận thứ nào trong đó, ta sẽ đưa nhánh cây này cho ngươi, không cần một viên linh thạch nào. Lão nhân chẳng thèm nhìn nói. Nếu ngươi biết thứ ngươi muốn, ta cũng có thể tặng cho ngươi, đương nhiên nếu ngươi không thể nói được một thứ, vậy giao nhẫn chữ vật của ngươi và toàn bộ nhẫn chữ vật lừa được ra đây, thế nào, tiểu tử? Lão giả lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái, nói thêm. Vừa rồi Mạc Phàm ở ngoài cửa làm gì, ông ta đều biết hết. Thực lực của Mạc Phàm cao hơn mấy người kia không ít, nhưng là người không giữ chữ tín, ông ta không thích điểm này. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, ông già này vừa xuất hiện đã tức giận như vậy. Hẳn là hắn chưa từng gặp lão già này, cũng chưa từng trêu chọc ông ta, vậy mà ông ta luôn nhằm vào hắn, hóa ra vấn đề nằm ở đây. Lão tiên sinh, ngươi chắc chắn muốn làm vậy sao? Mạc Phàm cười hỏi. Thế nào, người sợ à, tiểu tử, nếu sợ thì nhanh cút đi, đừng chậm trễ lão phu dùng trà. Lão giả cười lạnh lùng hỏi. Những thứ kia đều tới từ một nơi không biết, hơn nữa ông ta đều điểm linh thức của mình. Ngay cả ông ta xem như là người từng trải rất sâu, cũng chỉ biết một số thứ trong đó. Ngày hôm nay có trên 100 người vào, muốn tìm một thứ tạo hóa gì đó, ý đồ nhận được cơ duyên tạo hóa. Nhưng không một ai biết được những thứ kia, tất cả đều không công mà lui. Mạc Phàm là một tiểu tử chuyên lật lọng, chắc chắn sẽ như vậy. Sợ sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lắc đầu cười. Ta cho ngươi nhẫn chữ vật cũng không có bất luận vấn đề gì, nhưng nếu ta biết tất cả đồ ở đây thì sao? Hửm! Tiểu cô nương kia chớp mắt, nhìn về phía Mạc Phàm. Mắt lão giả kia cũng mở to, trong đôi mắt lóe lên hào quang, đánh giá Mạc Phàm một lần nữa. Rất nhanh ông ta thu hồi tầm mắt. Tiểu tử, nếu ngươi có thể nhận ra tất cả đồ ở đây, không chỉ đồ là của ngươi, ta và cháu gái ta đều trở thành người hầu của ngươi. Lão giả nói với vẻ nghiêm túc, nhưng lão phu đã nói tới đây rồi, nếu ngươi không nhận ra, vậy ngươi trở thành tôi tớ của cháu gái ta đi, con bé bảo ngươi đi hướng đông ngươi phải đi hướng đông, con bé không cho ngươi đi hướng tây, ngươi cũng không được đi hướng tây, thế nào? Ra ra! Tiểu cô nương kia thấy lão nhân kia đánh cược lớn như vậy, vội vàng khuyên. Ta đã quyết như vậy rồi, còn đừng nhiều lời nữa. Lão nhân cố chấp nói. Vị công tử này, người đừng nghe ra ra ta nói linh tinh, nếu ngươi không biết những thứ kia, mời ngươi nhanh chóng rời đi. Vị cô nương kia thấy không khuyên được lão nhân, vội vàng nói với Mạc Phàm. Yên tâm đi, không ai trở thành nô bộc của ai cả. Mạc Phàm cười nhạt. Đi tới bên cạnh một thanh kiếm cổ. Tiểu tử, vậy đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, thanh kiếm dưới tay ngươi ngay cả lão phu cũng không biết. Lão nhân thấy Mạc Phàm giơ tay nắm lấy thanh kiếm kia, cười mỉa nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nhạt. Nếu ta đoán không nhầm, trước đây thứ này là linh bảo đúng không? Cấp bậc của linh bảo còn trên pháp bảo, có ý thức của nó, thậm chí còn mở miệng nói như người. Không sai. Chẳng qua đã bị thương không nhẹ, linh tính tổn hao nhiều, nhưng không phải ai cũng có thể cộng linh, lão phu tốn hơn 1000 năm phụng dưỡng linh bảo này, cũng chỉ cộng linh được một nửa, ngươi đừng đánh chủ ý với thanh kiếm này, ta đã dùng rất nhiều phương pháp, thậm chí còn học một bộ kiếm pháp, đều không thể cộng linh với nó. Lão giả nói với vẻ khinh thường. Muốn cộng linh, tu sĩ và linh bảo phải tâm linh tương thông, trong quá trình cộng linh giống như tế luyện pháp bảo, chẳng qua trình tự trao đổi càng sâu hơn. Thông qua cộng linh, có thể biết được nguồn gốc của linh bảo này. Đương nhiên cộng linh phải từ hai phía,
nếu linh bảo không tiếp nhận người này, bất luận là làm cách nào đều không thể cộng linh. Vậy sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười, hắn cầm lấy thanh kiếm kia, tạo hóa bất diệt ấn ở trong lòng bàn tay sáng lên. Theo tạo hóa bất diệt ấn ở trong lòng bàn tay hắn sáng lên, bỗng nhiên kiếm cổ như vật chết chấn động kêu ong ong, thanh quang nhàn nhạt tỏa từ dưới lớp áo mục nát trên trường kiếm ra. Mục nát lùi ra, lộ ra một thanh trường kiếm màu xanh sắc bén. Thanh kiếm này dài 9 thước, chuôi kiếm lưỡng tinh, thân kiếm thất tinh, đường vân hình rồng Âu Giang cửu khỏa tinh nối với nhau, tuy linh khí rất yếu, nhưng khiến người ta có cảm giác vô cùng sắc bén. Phải biết rằng vì nhằm an toàn, nơi này có thêm trận pháp phòng hộ, cho dù là người hay pháp khí đều giảm uy lực một nửa, thanh kiếm này không rót linh khí vào đã có uy lực lớn như vậy, tuyệt đối không đơn giản. Thanh kiếm này vừa lộ ra thân kiếm, một đoạn lời nói xuất hiện trong thức hải của Mạc Phàm. Tạo hóa môn phối kiếm thiên tài tuyệt thế, cửu tinh. Cửu tinh, của ta. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ. Không thể lấy mệnh kiếm ra tùy tiện, có lẽ đụng tới đám đồng chiến còn tốt hơn một chút, nhưng nếu đụng phải người của quỷ ảnh nhất tộc, bị nhận ra thì phiền phức rồi. Mệnh kiếm như đồ đằng của quỷ ảnh nhất tộc, tuy số lượng người của tộc này đã giảm mạnh, nhưng vẫn còn một phần. Trong đó có không ít cao thủ, bị những cao thủ này để mắt tới chắc chắn sẽ rất phiền phức. Có thanh cửu tinh này, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không cần lấy mệnh kiếm ra. Hắn vừa mới nói xong, dưới chấn động của cửu tinh, toàn bộ hào quang thu vào bên trong kiếm, giống như đồng ý với câu nói của Mạc Phàm. Đồng thời lực tạo hóa thông qua cửu kinh kiếm tiến vào trong cơ thể Mạc Phàm, tạo hóa bất diệt ấn ở trên người Mạc Phàm vốn mờ tối trở nên sáng lên, rõ hơn trước không ít. Lão giả kia lập tức sửng sốt, trong đôi mắt tràn đầy khó tin nhìn trường kiếm trong tay Mạc Phàm. Mạc Phàm chỉ cầm thanh kiếm này mà khiến thanh kiếm cộng minh, còn nhận Mạc Phàm làm chủ, chuyện này chỉ xảy ra chưa tới 1 phút đồng hồ, đây là lần đầu tiên ông ta thấy chuyện như vậy. Tiểu tử, ngươi làm thế nào vậy? Lão giả vô cùng khiếp sợ nói. Tuy ông ta cộng linh một nửa với thứ này, nhưng không có điều kiện để nhận chủ. Về điểm này ông ta còn không bằng cháu gái mình. Cháu gái ông ta được một thanh kiếm nhận chủ rồi. Một kiếm này khiến ông ta tan vỡ, Mạc Phàm hiện giờ lại càng khiến ông ta bị đả kích nặng. Ngươi lấy mấy thứ này ở đâu ra thế? Mạc Phàm không trả lời, trái lại hỏi. Vừa rồi ở ngoài cửa hắn đã cảm nhận được, những thứ đồ này gần như không có cái nào không mang theo lực tạo hóa. Chẳng qua phần lớn đều bị hao tổn nghiêm trọng, mà tổn hại này tương tự như trong bí cảnh ở địa cầu hắn vào, chỉ có mấy thứ còn có thể sử dụng. Trong đó bao gồm nhánh cây kia và thanh kiếm trong tay hắn. Chuyện này, lão nhân nhíu chặt mày, trong mắt hiện lên chút cảnh giác. Mạc Phàm dừng cười, không truy hỏi tiếp. Thanh kiếm này và nhánh cây kia, ta không thể mang đi được nữa sao? Ngươi có thể mang thanh kiếm đi, nếu ngươi muốn lấy nhánh cây kia, trừ phi ngươi có thể khiến nhánh cây nảy mầm. Lão giả trầm ngâm một lát nói. Vừa rồi ông ta đánh cược với Mạc Phàm. Thuần túy là muốn lấy Mạc Phàm để hả giận. Dù sao ông ta không ngờ Mạc Phàm có thể biết những thứ đó, càng không ngờ thanh kiếm này lại nhận chủ. Hiện giờ cho dù ông ta không cho Mạc Phàm lấy đi thanh kiếm kia, đều khó có khả năng, thanh kiếm kia đã nhận Mạc Phàm làm chủ rồi. Nhưng nhánh cây kia không thể để Mạc Phàm mang đi được. Nhánh cây này là thứ duy nhất không bị tổn hại trong đám đồ này, chắc chắn cũng lợi hại nhất. Ông ta đã tổn thất một thanh kiếm. Lại để Mạc Phàm lấy thứ này đi mất, chắc chắn ông ta sẽ đau lòng muốn chết. Ngươi chắc chắn không, nếu ngươi muốn giữ nhánh cây này, bây giờ ta có thể rời đi. Mạc Phàm nói, vẻ mặt lão giả này rất đau lòng, hắn có thể nhìn ra được. Hắn không biết lão giả này có quan hệ gì với tạo hóa môn, nhưng hắn đã lấy được cửu tinh, quả thật hắn có thể không lấy nhánh cây này. Lão giả nhíu mày, đôi mắt đảo liên tục muốn sửa lại. Mạc Phàm có thể lấy đi thanh kiếm kia dễ dàng, không phải không có khả năng lấy được nhánh cây kia đi. Nhưng không đợi ông ta sửa lại, tiểu cô nương kia đã xen miệng nói. Vị công tử này, nếu ngươi thật sự khiến nhánh cây này nảy mầm, nó sẽ là của ngươi. Tiểu Thanh, con điên rồi à, nếu cậu ta lấy nhánh cây này đi, con dùng cái gì? Lão nhân thấy Tiểu Thanh chắp tay nhường nhánh cây cho người ta, vội vàng nói. Mạc Phàm nhướng mày nhìn thoáng qua vị cô nương kia, trong mắt hắn lóe lên lam quang, một vùng dị sắc lập tức xuất hiện trên mặt hắn. Tạo hóa chúng sinh ấn. Tạo hóa chúng sinh ấn là một loại trong tạo hóa ấn,
am hiểu về trận pháp huyền thuật, vậy mà trên người cô bé này có. Mấy chữ này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt tiểu cô nương kia thay đổi. Sau khi cô để một trong những cổ bảo này nhận chủ, thì có được tạo hóa chúng sinh ấn. Ngươi biết tạo hóa ấn à? Ta sẽ kích hoạt nhánh cây kia, ta chỉ lấy một phần lực tạo hóa trong đó, còn lại đều là của ngươi, ngoài ra ta có thể cho ngươi một bộ công pháp, che giấu lực tạo hóa trên người ngươi, nếu không có khả năng không có chỗ tốt với ngươi hiện giờ. Mạc Phàm nói với vẻ nghiêm túc. Tạo hóa ấn không phải là ấn ký bình thường, không ít đệ tử thế gia của tông môn vì thứ này, mà đào từ cơ thể người khác ra luyện vào cơ thể mình. Chuyện như vậy không hiếm thấy chút nào. Tiểu tử, ngươi cũng có sao? Lão nhân sửng sốt hỏi. Mạc Phàm không trả lời, hắn đi tới bên cạnh nhánh cây kia, một tay nắm lấy nhánh cây, chút lực tạo hóa vào bên trong. Trên nhánh cây vốn đen tuyền, một đám lục sắc tỏa từ chỗ tay Mạc Phàm tiếp xúc ra, lan tràn về phía nhánh cây. Lục sắc đến nhánh cây, một đám chồi mọc ra, dâng trào sinh cơ tràn ra bên ngoài. Ngay sau đó một lực tạo hóa cường đại chút vào trong cơ thể hắn. Lực lượng này mới vào trong cơ thể hắn, trong thức hải của hắn, một trong những tạo hóa ấn hắn đạt được ở tạo hóa thiên cung lập tức có động tĩnh. Hửm! Mạc Phàm nhướng mày, trong mắt lóe lên vui mừng sợ hãi. Hắn chỉ tới tìm vật tạo hóa, để bổ sung lực tạo hóa trong cơ thể. Nhánh cây này khiến hắn cảm nhận được lực tạo hóa không kém, nhưng không ngờ có thể kích hoạt những tạo hóa ấn này. Những tạo hóa ấn này đúng là truyền thừa của tạo hóa môn, nếu kích hoạt, sẽ có trợ giúp không nhỏ đối với hắn. Chỉ trong phút chốc, năm tạo hóa ấn vào bảo tháp tầng thấp nhất sáng lên. Nhưng mà, đồng thời lực tạo hóa cường đại lao vào trong cơ thể hắn một cách dũng mãnh, trong chớp mắt lực tạo hóa trong cơ thể hắn được bổ sung đầy. Không chỉ như vậy, lực tạo hóa này dạo một vòng trong cơ thể hắn, cuối cùng tiến thẳng vào trong thức hải của hắn, rồi biến thành một cây nhỏ phân ba nhánh trong đó. Theo cây nhỏ hình thành trong thức hải của hắn, nhánh cây trong tay hắn biến thành cho bụi rồi biến mất. Tiểu tử, không phải ngươi nói chỉ dùng một phần lực trong đó hay sao, có tin lão nhân giết chết ngươi, rút lực tạo hóa trong cơ thể ngươi cho cháu gái ta không? Lão giả thấy nhánh cây biến mất, lông mày ông ta nhíu lại, tức giận nói. Lão nhân vừa nói xong, linh lực tràn đầy tỏa ra, xung quanh bắt đầu thay đổi, từ cửa hàng biến thành một vùng biển lửa màu lam, trên người lão giả nở rộ hỏa diễm u lam, bước từng bước về phía Mạc Phàm. Ra ra, mau dừng tay. Tiểu Thanh thấy thế vội vàng nói. Mạc Phàm mở mắt ra, giống như không lo lắng. Nhánh cây không còn, nhưng ta có thể cho cháu gái ngươi thứ tốt hơn. Thứ gì? Trong mắt lão giả hiện lên chút nghi ngờ, hỏi. Mạc Phàm đi tới bên cạnh Tiểu Thanh, một tay vươn về phía cô. Đưa tay cho ta, vận chuyển tạo hóa chúng sinh ấn của ngươi đi. Không đợi Tiểu Thanh vươn tay ra, lão giả nhoáng lên một cái chắn trước người Tiểu Thanh. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì, nếu ngươi dám đánh chủ ý với cháu gái ta, ta sẽ khiến ngươi chọn đời không siêu sinh. Cho cô ấy thứ liên quan tới tạo hóa chúng sinh ấn, nếu ta đoán không nhầm, cô ấy chỉ có tạo hóa chúng sinh ấn, nhưng không có phương pháp tu luyện ấn ký này. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Vừa rồi hắn đã nhìn ra Tiểu Thanh có tạo hóa chúng sinh ấn, trong cơ thể cũng có lực tạo hóa, nhưng lực tạo hóa không lưu động, giống như Tiểu Vũ hiện giờ. Trong cơ thể có lực tạo hóa bất diệt của hắn, cũng có tạo hóa bất diệt ấn, nhưng một khi dùng hết lực tạo hóa bất diệt ấn cũng biến mất theo. Nhưng Tiểu Thanh nghiêm trọng hơn một chút, một khi tạo hóa chúng sinh ấn biến mất, chúng sinh mất đi, Tiểu Thanh cũng phải chết. Tiểu tử, người có công pháp của tạo hóa chúng sinh ấn sao? Lão giả nghe thấy lời Mạc Phàm nói thì hơi sửng sốt, hỏa diễm màu lam dậy sóng trên người và xung quanh như bị chậu nước lạnh hắt vào, chỉ trong chớp mắt là biến mất. Ông ta mở cửa tiệm này, lại ôn dưỡng những linh bảo này lâu như vậy, là muốn tìm một người có thể biết những thứ này, tìm một bộ công pháp tạo hóa chúng sinh ấn cho Tiểu Thanh. Lúc trước không có, nhưng lấy được nhánh cây kia xong thì có. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tất nhiên hắn không thể nói hắn chiếm được hết truyền thừa của tạo hóa môn, như vậy có khả năng hắn không ở được tu chân giới một năm. Vậy còn đợi gì nữa, nhanh cho cháu gái ta đi, trong nhà này còn thứ gì mà ngươi cần thì cứ lấy thoải mái, ta sẽ không lấy một linh thạch nào. Vẻ mặt lão giả tha thiết nói. Ra ra, Tiểu Thanh thấy dáng vẻ thay đổi thất thường của lão nhân kia, đỏ mặt nói.
vừa rồi còn muốn ra tay giết người, lúc này lại khách sáo với Mạc Phàm như vậy, cô quả thực không dám nhìn thẳng nữa. Lão giả làm như không nghe thấy, kéo tay Tiểu Thanh đưa cho Mạc Phàm. Tiểu Thanh, nhanh vận chuyển tạo hóa chúng sinh ấn. Lần này Tiểu Thanh đỏ bừng từ mặt tới cổ. Bình thường người nào nói nhiều mấy câu với cô, ra ra cô đều dựng râu trừng mắt, lần này lại đưa tay cô cho một nam sinh. Công tử, người thật sự có pháp môn của tạo hóa chúng sinh ấn sao? Tiểu Thanh hỏi lại. Tiểu Thanh cô nương, mời vận chuyển tạo hóa chúng sinh ấn đi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Trong năm tạo hóa ấn mở ở thức hải của hắn có liên quan tới tạo hóa chúng sinh ấn, vừa rồi hắn đã thử, không có một chút phản ứng gì, phần lớn là vì tạo hóa chúng sinh ấn đã thuộc về Tiểu Thanh. Nếu đổi lại là người khác, phần lớn sẽ giết Tiểu Thanh, hắn có thể luyện thành tạo hóa chúng sinh ấn. Nhưng khi hắn tiếp nhận truyền thừa của tạo hóa môn, từng đồng ý với người kia rồi, sẽ giao truyền thừa cho người có duyên. Trên người Tiểu Thanh không chỉ có tạo hóa chúng sinh ấn, một thanh linh bảo của tạo hóa môn, nhưng có thể đạt được linh bảo bị tổn hại của tạo hóa môn, phần lớn là người được chọn. Hơn nữa Tiểu Thanh khiến hắn có cảm giác cô là người không tệ. Cho cô những công pháp này cũng không có gì đáng ngại. Được. Tiểu Thanh đỏ mặt gật đầu. Ý niệm của cô vừa động, ấn ký vần quanh tam tuyến tạo hóa môn tương tự với ấn ký trên người Tiểu Thanh sáng lên. Theo ấn ký này sáng lên, trong thức hải của Mạc Phàm, bốn ấn ký kia trở nên sáng hơn, thông qua tay Mạc Phàm chảy vào trong cơ thể Tiểu Thanh. Một số phù văn lập tức xuất hiện trong thức hải của Tiểu Thanh. Chỉ trong phút chốc, bốn ấn ký trong thức hải Mạc Phàm ảm đạm đi. Mạc Phàm mỉm cười, buông tay Tiểu Thanh ra. Hai mắt Tiểu Thanh nhắm chặt, thanh quang nhàn nhạt tỏa từ người cô ra. Dưới thanh quang, tạo hóa chúng sinh ấn trên người cô biến mất, một tạo hóa chúng sinh ấn mới được vẽ lại lần nữa ở bên ngoài xuất hiện. Không lâu sau thanh quang thu lại, Tiểu Thanh mở to mắt, cô lấy một ngọc bài màu xanh đậm ra, hơi cúi đầu với Mạc Phàm. Đa tạ công tử truyền công, mong công tử nhận lấy thứ này. Mạc Phàm nhìn lướt qua ngọc bài, trong mắt hiện lên dị sắc. Nam Cung Kỳ Sơn. Tiểu tử, nhãn lực của ngươi không tệ, vậy mà ở nơi nhỏ bé như thế này lại nhận ra được Nam Cung Kỳ Sơn chúng ta. Lão giả nói với vẻ tự hào. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nhạt, cất ngọc bài đi. Nam Cung Kỳ Sơn, thiên tứ cửu trọng, yếu chi thiên sổ, tiên vấn Nam Cung, ta sẽ nhận ngọc bài này. Nam Cung Kỳ Sơn rất lợi hại về phương diện thiên mệnh huyền thuật. Có ngọc bài này, hắn ở tu chân giới sẽ thuận tiện hơn nhiều, ngọc bài này mạnh hơn lệnh bài đồng chiến cho hắn. Chẳng trách dám xây tạo hóa đường ở đây, hóa ra là Nam Cung gia. Công tử có kiến thức rộng thật, tiểu nữ Nam Cung Thanh, không biết tôn tính đại danh của công tử, người của môn phái nào. Nam Cung Thanh nói, ta họ Mạc, tên một chữ Phàm, ta không nói môn phái cho cô nương trước, nếu sau này chúng ta còn cơ hội gặp lại, đến lúc đó hai người sẽ biết. Mạc Phàm thản nhiên nói, tiểu tử, khẩu khí của ngươi không nhỏ đâu, có thể gặp người của Nam Cung gia chúng ta ở đây là cơ duyên của ngươi, sau này muốn gặp cũng không dễ như vậy. Lão giả hừ lạnh một tiếng nói, bọn họ chạy xa như vậy tới đây, cho dù có khả năng nơi này có cơ duyên, tất nhiên bình thường bọn họ sẽ không tới nơi như vậy. Mạc Phàm muốn gặp bọn họ, vậy phải đi Thiên Cửu Trọng, nơi đó không phải nơi người bình thường có thể vào. Cho dù Mạc Phàm có lệnh bài của Tiểu Thanh cũng vô dụng. Mạc Phàm không phản bác, nói câu tạm biệt rồi xoay người rời khỏi tạo hóa đường. Hắn nhìn thoáng qua sắc trời, chọn một phương hướng đi tiếp. May mà đã bổ sung đầy đủ lực tạo hóa, còn được một bí pháp của tạo hóa môn nữa, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Phượng Hoàng Thạch. Mạc Phàm mới đi được hai bước, một quân sĩ mặc giáp y đi về phía hắn, hơi ôm quyền với Mạc Phàm. Các hạ là Mạc công tử ở cùng nhà với Lục La cô nương sao? Là ta, có chuyện gì? Mạc Phàm nhướng mày, nhưng vẫn trả lời. Ta là thuộc hạ của đồng quân trưởng của chúng ta bảo ta tới đưa cho Mạc công tử một thứ. Quân sĩ kia lấy một ngọc giản ra đưa cho Mạc Phàm, trong mắt Mạc Phàm lóe lên chút dị sắc, hắn nhìn thoáng qua quân sĩ này. Đồng quân trưởng có nói là thứ gì không? Chuyện này, đôi mắt quân sĩ kia đảo liên tục. Đồng quân trưởng chỉ công đạo, bảo ta đưa ngọc giản này cho Mạc công tử, nói Mạc công tử xem nội dung trong ngọc giản xong, sẽ tự biết là có chuyện gì, hơn nữa đồng quân trưởng còn nói cho ta biết, có khả năng Mạc công tử đang ở phía tây tạo hóa đường, không nói thêm chuyện gì khác nữa.
Mạc Phàm nhận lấy ngọc giản, một chút thần thức rót vào bên trong, một ký hiệu lập tức xuất hiện. Linh âm phù. Loại ký hiệu này là vì phòng ngừa có người nhìn lén, biến văn tự thành một ký hiệu. Nếu có người nhìn thông tin bên trong, ký hiệu sẽ nứt vụn, như vậy người nhận được linh âm phù sẽ biết được có người từng xem tin này. Linh âm phù này vẫn còn đầy đủ, nói lên quân sĩ này không nhìn lén thông tin. Khai. Hắn khẽ quát một tiếng, ký hiệu ở trong ngọc giản lập tức vỡ ra, hóa thành một đoạn văn tự. Phượng Hoàng Thạch ở thành chủ phủ Viêm Dương Thành, nếu Mạc công tử muốn, có thể đi tới đó gặp thành chủ, nhưng lấy được hay không phải dựa vào bản lĩnh của Mạc công tử rồi. Đoạn văn tự này chỉ xuất hiện một lát, liền biến mất không thấy. Mạc Phàm nhíu mày, buổi sáng hắn dùng hai loại đan dược là phá kiếp đan và niết bàn đan đều không lay chuyển được đồng chiến gần như không do dự từ chối rồi. Lúc này chưa tới một ngày, đồng chiến đã phái người đưa tin tới. Hơn nữa thứ này còn ở Viêm Dương Thành, trong tay thúc thúc của Mạnh Vô Kỳ. Nhưng hắn không nghĩ nhiều. Phượng Hoàng Thạch là thứ cần để cứu Tiểu Vũ, chỉ cần đạt được nó, đừng nói là thành chủ phủ ở Viêm Dương Thành, cho dù là thiên cửu trọng Nam Cung gia ở Kỳ Sơn hắn cũng xông vào một lần. Chỉ cần thông tin này là thật, vậy là được rồi. Được rồi, người quay về đi, nói với đồng quân trưởng, chuyện ta đồng ý với ông ta lúc trước vẫn còn hữu hiệu. Mạc Phàm cất ngọc giản đi, nói với quân sĩ kia. Những lời Mạc công tử nói, ta nhất định sẽ chuyển cho quân trưởng của chúng ta, nếu không còn chuyện gì khác, tiểu nhân đi trước. Quân sĩ kia nói. Mạc Phàm gật đầu, để quân sĩ kia rời đi. Mạc Phàm trầm ngâm một lát, muốn đi tới chỗ cửa vào hội đấu giá. Đã có tin của Phượng Hoàng Thạch, chuyện quan trọng nhất là lực tạo hóa cũng khôi phục hoàn toàn rồi, những tu vi khác có thể tu dưỡng trên đường đi. Cũng tới lúc nên tạm biệt Lục La, đi tìm Phượng Hoàng Thạch. Hắn mới chuẩn bị rời đi, giọng Tiểu Thanh truyền từ phía sau tới. Mạc công tử, xin đợi một lát. Mạc Phàm hơi nhướng mày nhìn về phía phát ra âm thanh, Tiểu Thanh cầm một hộp gỗ tinh xảo, đang chạy về phía hắn. Tiểu Thanh cô nương tìm ta có việc gì sao? Mạc Phàm cười nhạt hỏi. Vừa rồi ra ra ta quá thất, ta tới xin lỗi thay ra ra ta. Vẻ mặt Tiểu Thanh áy náy nói. Tuy Mạc Phàm lấy đi cửu tinh và nhánh cây kia, nhưng cũng giải quyết vấn đề của cô, ra ra cô lại đối xử với Mạc Phàm như vậy, cô hơi bất bình thay Mạc Phàm. Tiểu Thanh cô nương khách sáo rồi, lão gia tử Nam Cung Ly Nam Cung gia Kỳ Sơn, quả thật có tư cách nói chuyện như vậy. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Nam Cung gia Kỳ Sơn vì thiên mệnh thuật, được xưng là tiên môn, có không biết bao nhiêu danh môn vọng tộc muốn đạt được phê ngôn của Nam Cung gia. Nhưng phần lớn đều bị Nam Cung gia từ chối ở ngoài cửa. Thiên cửu trọng Nam Cung gia, quả thật không dễ tiến vào như vậy. Lão giả kia nói như thế, cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên tuy danh tiếng của Nam Cung gia rất cao, nhưng kém thân phận của hắn kiếp trước không ít. Cho dù ở trước mặt Nam Cung gia, hắn cũng như là khách quý, có thể tự do ra vào thiên cửu trọng. Mạc công tử biết ra ra ta sao? Tiểu Thanh hơi sửng sốt. Nói với vẻ bất ngờ. Tôi biết chút ít về danh tiếng của lão gia tử, đây là lần đầu tiên gặp. Mạc Phàm không giấu giếm, nói thẳng. Từ khi nhìn thấy tạo hóa chúng sinh ấn trên người Tiểu Thanh và lệnh bài của Nam Cung gia, hắn đã biết thân phận của một già một trẻ này. Người Nam Cung gia thu thập được không ít di vật của tạo hóa môn, chỉ có Nam Cung Ly. Ngoài ra kiếp trước hắn nghe được lời đồn, cháu gái của Nam Cung Ly từng đạt được tạo hóa ấn. Nhưng sau đó vì phản phệ của tạo hóa ấn mà chết, cô nương kiếp trước bị tạo hóa ấn phản phệ là Tiểu Thanh trước mặt. Bởi vì chuyện này, sau này Nam Cung Ly tìm kiếm di tích của tạo hóa môn ở khắp nơi, giống như điên rồi, cuối cùng sau khi tiến vào một di tích thì không ra nữa. Nhưng mà dù thế nào cũng là ra ra ta không đúng, cho nên mong Mạc công tử không lấy làm phiền lòng, Tiểu Thanh nhận lỗi với Mạc công tử. Tiểu Thanh hơi cúi người với Mạc Phàm. Tiểu Thanh cô nương khách sáo rồi. Nếu Tiểu Thanh cô nương không còn việc gì, ta cáo từ trước. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu là bình thường, có lẽ hắn còn trò chuyện với Tiểu Thanh một lát, nhưng hiện giờ hắn chỉ còn một năm. Mạc công tử gấp như vậy là có chuyện gì sao? Nếu như có chuyện, có thể nói với ta một phen, Nam Cung Kỳ Sơn chúng ta coi như có chút thế lực. Mạc công tử cứu mạng Tiểu Thanh nhất định sẽ giúp đỡ, chắc chắn gia gia của ta cũng sẽ giúp đỡ. Tiểu Thanh hơi nhíu mày nói. Gia chủ Nam Cung gia từng dùng thiên mệnh thuật tính mệnh của cô,
nếu không tìm được cơ duyên ở tinh hỏa trấn, đạt được công pháp tạo hóa chúng sinh ấn, cô sẽ sống không quá 100 tuổi, Mạc Phàm tuyệt đối xem như cứu mạng cô. Ta muốn đi tìm Phượng Hoàng Thạch và một số nguyên liệu khác, ngoài ra ta phải tới Ngạo Nhật Sơn Tông gặp một người. Mạc Phàm nhớ tới Tiểu Tuyết, không tự chủ nhìn về phía Ngạo Nhật Sơn Tông. Nguyên liệu, Mạc công tử có thể nói cho ta biết những thứ gì không, nhà chúng ta có bảo khố không nhỏ, bên trong cái gì cũng có, ta có thể lấy giúp công tử. Tiểu Thanh hỏi. Không cần, nếu Tiểu Thanh cô nương thật sự muốn giúp đỡ, lúc cô nương và lão tiên sinh đi ngang qua Ngạo Nhật Sơn Tông, thì tìm một cô nương tên Bạch Tiểu Tuyết, cô nương chuyển lời giúp ta rằng ta đến rồi, bảo cô ấy đợi ta. Mạc Phàm cười khẽ nói. Những thứ hắn cần phần lớn có trong bảo khố Nam Cung gia, nhưng Nam Cung gia cách nơi này quá xa, cho dù tới đó thông qua truyền tống trận cũng mất hơn nửa năm, đợi Tiểu Thanh mang đồ tới hắn đã quay về địa cầu, chữa bệnh cho Tiểu Vũ rồi. Muốn quay về Kỳ Sơn sẽ phải đi ngang qua Ngạo Nhật Sơn Tông, giúp hắn chuyển lời cũng được. Bạch Tiểu Tuyết, là cô nương Bạch gia sao? Tiểu Thanh tò mò hỏi. Xem như là dòng thứ của Bạch gia. Được. Ta nhất định sẽ chuyển lời giúp công tử. Tiểu Thanh gật đầu. Đúng rồi công tử, ta thấy trên người công tử còn thương tích, đây là linh dược của Nam Cung gia chúng tôi, mong Mạc công tử không từ chối, nhất định phải nhận lấy. Tiểu Thanh nói xong đưa chiếc hộp trong lòng cho Mạc Phàm. Không đợi Mạc Phàm từ chối, cô đã chạy về tạo hóa đường. Mạc Phàm lắc đầu nói cảm ơn, cất chiếc hộp xoay người rời đi. Lúc Mạc Phàm rời đi, trong hội trường bán đấu giá rất rộng. Một tôi tớ vội vàng đi tới bên cạnh thanh niên mặc y phục đỏ rực, ghé vào tai người thanh niên kia nói nhỏ vài câu. Ngươi nói thật sao? Người thanh niên này nhớn mày, xác nhận lại. Anh ta tới hội đấu giá hỏa thần là vì Phượng Hoàng Thạch, nhưng trong danh sách phòng đấu giá không có một khối Phượng Hoàng Thạch nào. Đi khắp các cửa hàng để tìm kiếm cũng như mò kim đáy biển, tất nhiên anh ta sẽ không lãng phí thời gian. Anh ta vốn định dùng Phượng Minh Thạch để tiếp cận. Không ngờ có người chiếm được tin về Phượng Hoàng Thạch rồi. Đúng vậy, thiếu gia, người truyền tin tới rất đáng tin, hẳn là không lừa chúng ta. Tôi tớ kia gật đầu một cách nghiêm túc. Vậy sao? Người thanh niên nhìn bàn đấu giá, anh ta do dự một lát, rồi dẫn tôi tớ của mình rời đi. Trước một cửa hàng, một nam tử trung niên mang theo một linh sủng giống con chuột đang dùng thần thức không ngừng quét tảng đá. Nam tử tóc dài đi theo Mạnh Vô Kỳ hơi nhếch miệng kia đi về phía nam tử kia. Vị tiền bối này đang muốn tìm Phượng Hoàng Thạch sao? Sao ngươi biết? Trong mắt nam tử trung niên kia lóe lên vẻ cảnh giác, lập tức khôi phục như thường hỏi. Sao ta biết ngươi không cần biết, nhưng ta biết hội đấu giá hỏa thần lần này không có Phượng Hoàng Thạch. Nam tử tóc dài cười nói. Có hay không, không phải một tu sĩ kim đan như ngươi có thể biết được. Quả thật một tu sĩ kim đan như ta không có tư cách biết, nhưng thiếu gia nhà ta họ Mạnh, hẳn là có tư cách biết. Nam tử tóc dài cười nói. Họ Mạnh, Mạnh gia Viêm Dương Thành sao? Nam tử trung niên hơi nhướn mày. Hội đấu giá hỏa thần lần này là Viêm Dương Thành chủ trì, thành chủ là Mạnh gia. Không sai. Ngươi tìm ta làm gì, hẳn là ta không có liên quan gì tới Mạnh gia. Tiền bối quá lo rồi. Ta tới nơi này là muốn nói cho tiền bối một tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Ngay vừa rồi có một tiểu tử chiếm được tin về Phượng Hoàng Thạch, không biết tin tức này có tác dụng với tiền bối hay không? Tin về Phượng Hoàng Thạch, người chắc chắn không? Tiền bối không tin ta, hay là không tin Mạnh gia? Nam tử trung niên nheo mắt lại, nhưng lập tức khôi phục như thường. Mạnh gia không chỉ có thành chủ Viêm Dương Thành, còn có một vị ở Thần Nông Tông càng khủng bố hơn. Cho nên danh dự của Mạnh gia vẫn có thể tin được. Tạm thời tin ngươi một lần, nhưng tin tức quan trọng như vậy vì sao ngươi phải nói cho ta, muốn đạt được thứ gì từ chỗ ta sao? Nam tử trung niên bán tín bán nghi nói. Ông ta không liên quan tới Mạnh gia, cũng không có ơn huệ gì, người này tới nói cho ông ta biết tin về Phượng Hoàng Thạch, thật sự có chút không bình thường. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng đó đắc tội thiếu gia nhà chúng tôi, nhưng thiếu gia nhà chúng tôi không tiện ra tay. Hẳn là tiền bối hiểu rõ, đương nhiên có đi hay không tiền bối nhìn mà làm, ta chỉ muốn nói với tiền bối, tin tức trong tay tiểu tử kia là thật, tiền bối muốn tìm tiểu tử kia thì có thể đến tinh hỏa trấn tìm một cô nương tên Lục La, rất dễ tìm vị cô nương này ở tinh hỏa trấn, vừa hỏi là biết. Nói xong nam tử tóc dài không nói nhiều, anh ta mỉm cười xoay người rời đi.
Nam tử trung niên nhìn nam tử tóc dài rời đi, ông ta do dự một lát bỏ tảng đá kia xuống, xoay người đi về phía tinh hỏa trấn. Cùng lúc đó, trong hội đấu giá một nam tử đầu trọc, một lão giả tóc bạc cũng rời khỏi hội đấu giá theo, tất cả đều đi về phía tinh hỏa trấn. Một tiếng sau, mặt trời sắp lặn, một vùng hoàng hôn bao phủ tinh hỏa trấn, Mạc Phàm tới trước cửa tiểu viện của Lục La. Mạc Phàm nhìn thoáng qua đường phố bốn bề vắng lặng, hắn nhíu mày, vừa định mở cửa vào thì cửa tiểu viện được mở ra, Lục La đi ra ngoài. Mạc công tử, người quay về rồi sao, người tham gia hội đấu giá rồi à? Cô tỉnh lại từ trong tu luyện, vẫn không nhìn thấy Mạc Phàm. Cô là người của tinh hỏa trấn, tất nhiên biết hội đấu giá hỏa thần, hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu hội đấu giá, cô nhớ là Mạc Phàm muốn tham gia hội đấu giá. Đúng vậy. Mạc Phàm gật đầu. Khí sắc của Mạc công tử tốt hơn trước nhiều, chắc chắn là có thu hoạch. Lục La cười hỏi. So với ba ngày trước, tươi cười của Lục La tự nhiên hơn nhiều, lúc trước cô cười đều mang theo vài phần chua xót. Xem như là vậy. Mạc Phàm cũng không giấu giếm, nói thẳng. Đi tới hội đấu giá một chuyến, không chỉ tìm được đồ tạo hóa và tin về Phượng Hoàng Thạch, còn có cửu linh và một số thứ mạnh vô kỳ mua giúp hắn, quả thật xem như có thu hoạch. Đúng rồi, chú quân ở bên này đâu, ta nhớ rõ trên tinh hỏa trấn có không ít binh lính, nhất là buổi tối. Mạc Phàm tò mò hỏi. Hắn đi từ đầu trấn tới nơi này, vậy mà không gặp một chú quân. Lục La nhìn xung quanh, vẻ mặt cũng mờ mịt. Ta cũng không biết, có phải truyền tống trận hay bên hội đấu giá xảy ra chuyện gì đó, chú quân đều tới đó giải quyết không? Bởi vì tinh hỏa trấn có truyền tống trận, cho dù là ban ngày cũng có không ít chú quân tuần tra. Buổi tối cũng thường xuyên hơn một chút, để người yêu tộc và ma tộc xâm lấn. Buổi chiều lúc cô ra ngoài tìm Mạc Phàm, vẫn còn thấy không ít chú quân, vậy mà lúc này không thấy nữa. Có thể là vậy, chúng ta vào thôi. Mạc Phàm không nghĩ nhiều, liền quay vào với Lục La. Cốc cốc cốc, âm thanh gậy sắt gõ lên mặt đất vang lên từ góc rẽ, cách Mạc Phàm và Lục La càng ngày càng gần. Âm thanh dừng lại, một nam tử đầu trọc cầm thiết côn màu đỏ sậm. Mặc trang phục luyện võ màu trắng, vẻ mặt lãnh khốc xuất hiện ở chỗ cách bọn họ chưa tới 5 mét. Mạc Phàm dừng bước lại nhìn theo âm thanh, lông mày hơi nhăn lại của hắn lập tức giãn ra. Lục La thấy Mạc Phàm dừng lại thì nhìn theo Mạc Phàm, sắc mặt cô hơi đổi. Đây là lần đầu tiên cô gặp tên đầu bóng loáng này, nhưng dựa vào khí tức có thể phán đoán được, tên đầu bóng loáng này là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, nhưng mang theo địch ý khiến người ta không thoải mái. Cô nương! Người tên là Lục La à? Đôi mắt rét lạnh của tên đầu bóng loáng nhìn về phía Lục La, lạnh lùng hỏi. Biểu cảm lạnh lùng, giống như người máy không có bất luận tình cảm gì, còn mang theo khí tức khiến người ta không thể làm trái. Ta, là ta. Lục La nói quanh co. Vậy nam tử bên cạnh cô nương là người duy nhất ở chung nhà với cô sao? Tên đầu bóng loáng rời mắt, nhìn về phía Mạc Phàm. Lục La nhíu mày. Nhìn về phía Mạc Phàm trưng cầu ý kiến. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nhạt. Ta là người các ngươi muốn tìm, những người khác đều xuất hiện cả đi, đừng ẩn nấp nữa. Những lời này vừa vang lên, một thanh niên mặc y phục màu đỏ, một nam tử trung niên và một lão giả tóc bạc xuất hiện ở các phía khác nhau, cùng tên đầu bóng loáng bao vây Mạc Phàm và Lục La ở bên trong, khí tức không kém đè về phía hai người. Nhìn những người này, sắc mặt Lục La thay đổi hoàn toàn. Mạc công tử, bọn họ là... Lông mày Lục La nhíu chặt lại, lo lắng hỏi. Cô không biết một ai trong bốn người này, hẳn là không phải người ở tinh hỏa trấn. Nhưng người này cùng tới tìm Mạc Phàm, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Nhất là Mạc Phàm mới rời khỏi hội đấu giá, ở nơi như hội đấu giá, một khi bị người ta để mắt tới, đa số là bọn họ nhìn chúng thứ gì đó trên người Mạc Phàm rồi. Ta cũng không biết. Mạc Phàm liếc mắt nhìn bốn người một cái, vẻ mặt như thường nói. Hắn chưa từng gặp bốn người này ở hội đấu giá. Truy tung phù ở trong lệnh bài thân phận đã được hắn chắn ngay từ đầu, bọn họ tìm tới, phần lớn không phải vì mệnh kiếm kia rồi. Hơn nữa lúc này ngay cả chú quân đều không thấy. Lục La nhíu chặt mày, trong mắt tràn đầy lo lắng, cô mở miệng hỏi đám tên đầu bóng loáng. Xin hỏi các vị là ai, tìm Mạc công tử có chuyện gì? Chúng tôi là ai không quan trọng là, tiểu tử bên cạnh ngươi. Công tử nhà chúng tôi mới từ hạ giới tới mấy ngày, hẳn là không quen biết bọn họ. Lục La nắm chặt mép váy, nói,
người từ hạ giới tới. Lục La vừa thốt lên xong, mí mắt bốn người đều nâng lên, vẻ lạnh lùng dày đặc hơn nhiều. Bọn họ không hiểu biết nhiều về Mạc Phàm lắm, bọn họ vốn tưởng rằng là đệ tử thế gia nào đó, nhưng không ngờ là người hạ giới. Nếu là người từ hạ giới tới, càng không có gì phải nhiều lời. Quả thật chúng ta không quen biết nhau, nhưng cậu ta cầm một thứ không thuộc về cậu ta, bây giờ chúng tôi muốn lấy lại. Thanh niên mặc y phục màu đỏ cười nói. Đồ ở hội đấu giá đều là dựa vào tự nguyện, đến tay người nào thì thuộc về người đó, chẳng lẽ các vị muốn phá quy củ của hội đấu giá hỏa thần, không sợ chú quân ở đây trừng phạt mấy người à? Lục La thấy mấy người không có ý lùi bước, nghiến răng nói. Tuy tu vi của cô hơi thấp, nhưng cô từng tham gia hội đấu giá với Đồng Chiến vài lần rồi. Những hoạt động ở hội đấu giá, trên cơ bản Đồng Chiến đều từng nói với cô rồi, phần lớn là những người này nhìn chúng đồ Mạc Phàm mua ở hội đấu giá, cho nên mới đuổi theo tới đây. Chú quân, cô nương, tu vi thấp không trách ngươi, nhưng ngươi không phát hiện, cả tiểu trấn đã không có chú quân rồi sao? Nam tử trung niên mang theo linh thú nói với vẻ khinh thường. Ông ta vốn tưởng rằng cần phải tốn chút thời gian, mới có thể lấy được tin về Phượng Hoàng Thạch. Nhưng một tiểu tử kim đan sơ kỳ đến từ hạ giới, và một tiểu nha đầu còn chưa tới kim đan, có thể nói tin về Phượng Hoàng Thạch đã nằm trong lòng bàn tay rồi. Chuyện này, sắc mặt Lục La thay đổi, đôi mắt cô đảo liên tục. Tiểu tử, không nói nhiều lời nữa, mau đưa tin về Phượng Hoàng Thạch ra đây, thứ quý giá như vậy, không phải người có tu vi như ngươi có thể nắm giữ. Nếu ngươi giao ra, có lẽ chúng tôi có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lão giả tóc bạc hơi khàn giọng nói. Tìm cả hội đấu giá hỏa thần cũng không thấy một viên Phượng Hoàng Thạch, đủ để thấy Phượng Hoàng Thạch chân quý tới cỡ nào. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ bọn họ đều không tìm được bất luận tin tức gì, vậy mà tiểu tử này lại có tin tức, chuyện này tuyệt đối nắm ngoài năng lực phạm vi của Mạc Phàm. Bọn họ còn tốt chán, còn cho Mạc Phàm cơ hội lựa chọn, đổi lại là những người khác. Rất có khả năng giết chết Mạc Phàm rồi tiến hành siêu hồn. Tin về Phượng Hoàng Thạch. Mạc Phàm nhướng mày, trong đôi mắt hắn lóe lên hiểu ra. Vừa rồi hắn còn thấy kỳ lạ vì sao bốn người này lại cùng tới, là vì đồ ở tạo hóa đường hay là mệnh kiếm, không ngờ tới thực ra là tin về Phượng Hoàng Thạch. Lúc quân sĩ kia đưa linh môn phù cho hắn, hắn đã cảm thấy hơi lạ rồi. Mới đầu Đồng Chiến không chịu nói tin về Phượng Hoàng Thạch. Đã nói lên tin tức này rất quan trọng. Sau đó lại phái quân sĩ tới, tuy dùng linh ngôn phù, nhưng thành phần giấu đầu hở đuôi là rất lớn. Những người này tới vì Phượng Hoàng Thạch, vậy thì rõ ràng rồi. Chỉ sợ tin tức kia không phải Đồng Chiến gửi tới, mà là Mạnh Vô Kỳ sai người đưa tới. Tiểu tử này đúng là vẫn không thay đổi, chỉ là không biết tin tức này có mấy phần thật. Nếu là tin Đồng Chiến gửi tới, hắn sẽ tin 80%. Dù sao Đồng Chiến chỉ là quân trưởng một tiểu trấn, chức vị không hề cao, tin tức biết có hạn. Tin mà Mạnh Vô Kỳ truyền ra, sẽ có độ tin cậy thấp hơn nhiều. Quả thật ta có tin về Phượng Hoàng Thạch, nhưng các ngươi chắc chắn tin đó là thật sao? Mạc Phàm hỏi. Chuyện này ngươi không cần quản, có người nói cho ta biết tin đó là thật, nếu là giả, người kia sẽ sợ chúng ta tìm cậu ta gây phiền phức. Nam tử mang theo một con linh thú không kiên nhẫn nói. Một tu sĩ kim đan, vậy mà nói nhiều lời ở trước mặt bọn họ như vậy. Như vậy không còn gì tốt hơn. Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Nếu Mạnh Vô Kỳ phái người đi nói như vậy, vậy tin tức hắn đạt được là thật sẽ cao hơn không ít. Dù sao tin tức giả không có biện pháp lừa gạt nhiều người như vậy. Nếu là vậy, hắn yên tâm rồi. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Nam tử trung niên nhíu mày, cảm thấy khó hiểu hỏi. Mạc Phàm không giải thích, trái lại trong mắt hắn lóe lên sắc bén. Ta chỉ có một tin, các ngươi chuẩn bị dùng chung, hay là ta chỉ cho một người trong số các ngươi? Đám đầu bóng loáng nhìn thoáng qua nhau, lông mày nhíu lại. Bọn họ không chỉ có một người, tất nhiên chưa từng bàn bạc nên chia thế nào. Tiểu tử, ngươi muốn chúng ta tự giết lẫn nhau, sau đó ngươi thừa dịp loạn chạy trốn à, thu hồi những kỹ xảo chỉ có ở hạ giới này đi. Tên đầu bóng loáng lạnh lùng nói. Sau đó tên đầu bóng loáng nhìn về phía ba người khác. Các vị, phần lớn là Phượng Hoàng Thạch không chỉ có một khối, không bằng bốn chúng ta hợp tác với nhau, cùng chung tin tức này đi tìm Phượng Hoàng Thạch, nếu hơn bốn mọi người chia đều, nếu không đủ thì lấy thứ gì đó ra đổi, thế nào?
Ngươi là Hỏa Xì Tịnh Hỏa ở Phượng Vĩ Thành đúng không? Lão giả kia hỏi. Bởi vì Tịnh Hỏa si mê hỏa luyện chi thuật tới mức điên cuồng, nên được người ta gọi là Hỏa Xì. Đương nhiên thực lực cũng rất mạnh trong đám Nguyên Anh kỳ. Không sai. Tên đầu bóng loáng hơi gật đầu. Lôi Diệt ta không có vấn đề gì. Lão giả tóc bạc vuốt râu nói. Phích Lịch Hỏa Lôi Diệt sao? Sắc mặt nam tử trung niên cầm linh thú và thanh niên mặc hồng y đều thay đổi. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp Hỏa Xì và Lôi Diệt, nhưng có thể nói danh tiếng của hai người như sấm bên tai ở Liệt Hỏa Tinh. Có thể hợp tác với hai vị, Thiên Tầm tử ta cũng không có ý kiến. Nam tử trung niên bình tĩnh nói. Trong giọng nói có kính sợ, nhưng giọng điệu lại khiến người ta có cảm giác như hai người ngồi cùng ăn cùng nhau. Kỳ Lân ta cũng không có ý kiến. Thanh niên kia không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Rất tốt, tiểu tử, có phải bây giờ ngươi nên giao tin về Phượng Hoàng Thạch gia hay không? Tên đầu bóng loáng thấy ba người không có ý kiến, lạnh giọng hỏi. Bốn người cùng thống nhất ý kiến, trên khuôn mặt Lục La đều là tái mét, vô cùng sợ hãi. Mạc Phàm thì cười nhạt, hắn nhìn lướt qua ngõ ngách ở xung quanh, cao giọng nói. Mạnh Vô Kỳ, ngươi còn không ra à? Mọi người nhìn theo ánh mắt của Mạc Phàm, trong góc đó chớp lóe hào quang, một chiếc la bàn xuất hiện trôi nổi trong không trung. Phía dưới la bàn, ô quang nhoáng lên một cái, vài bóng người như ẩn như hiện ở trong ô quang, không phải người khác, đúng là Mạnh Vô Kỳ và mấy thuộc hạ của anh ta. Chẳng qua mấy thuộc hạ ít hơn một người khi ở hội đấu giá. Nhìn thấy Mạnh Vô Kỳ, Mạc Phàm và bốn người kia khá hơn một chút, vẻ mặt Lục La thì trắng bệch. Mạnh Vô Kỳ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đây là lần đầu tiên cô gặp bốn người này, nhưng bốn người này đều là cao thủ Nguyên Anh nổi tiếng ở Liệt Hỏa Tinh. Hỏa Xì Tịnh Hỏa thì khỏi phải nói, hỏa thuật ngay cả sư phụ anh ta đều cảm thấy không bằng. Hơn nữa bản nguyên chi hỏa của anh ta còn là Phật môn Tịnh Hỏa trong chân hỏa, là một loại hỏa diễm vô cùng phiền phức. Lôi Diệt là tu sĩ Nguyên Anh trải qua 6 lần lôi kiếp, được người ta gọi là tu sĩ Nguyên Anh có hy vọng tiến vào cảnh giới hóa thần nhất. Thiên Tầm tử thì từng có hai thân phận là thích khách và đạo tặc, quanh năm tìm kiếm linh bảo linh vật, thứ được ông ta để mắt tới, cho đến bây giờ đều chưa từng không lấy được, trong đó có không ít động phủ của lão quái hóa thần kỳ. Cuối cùng là Kỳ Lân, 18 tuổi đã là cao thủ Nguyên Anh, nghe nói có được huyết mạch Kỳ Lân, nhỏ tuổi nhất, nhưng danh tiếng còn trên ba người kia. Bốn người này từng người đều lợi hại hơn đồng chiến, giữa chưa cô rời khỏi từ lâu về nên không biết bản lĩnh của Mạc Phàm, nhưng chắc chắn bốn người này khó đối phó. Bốn người được Mạnh Vô Kỳ hẹn tụ tập lại, không thể không nói dụng tâm của Mạnh Vô Kỳ rất hiểm ác. Mạnh Vô Kỳ hơi nhếch miệng, đi từ trong ô quang ra. Ta muốn làm gì à, đương nhiên là ta muốn lấy lại đồ của mình. Các vị, trước khi các vị lấy được tin tức, Mạnh Vô Kỳ ta muốn lấy lại một số đồ trước. Hẳn là các vị không có ý kiến đúng không? Mạnh Vô Kỳ đứng khoanh tay, nói với đám đầu bóng loáng. Chúng tôi chỉ cần thứ mình cần, nếu trong lúc này không có xung đột, chúng tôi không thành vấn đề. Tịnh Hỏa tên đầu bóng loáng do dự một lát nói. Tu vi của Mạnh Vô Kỳ không cao, nhưng chỉ nhìn chữ mạnh, cũng cần phải nể mặt. Các vị yên tâm, tuyệt đối sẽ không xung đột. Mạnh Vô Kỳ mỉm cười nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu tử! Chúng ta lại gặp mặt, nhẫn chữ vật của ta, có phải ngươi nên trả lại ta hay không? Mạnh Vô Kỳ vươn tay về phía Mạc Phàm, cười mỉa nói. Nhẫn chữ vật của ngươi sao? Mạc Phàm cười nhạt nói. Không sai. Mạnh Vô Kỳ gật đầu. Nếu ta từ chối thì sao? Từ chối. Mạnh Vô Kỳ cười, nhìn về phía đám tên đầu bóng loáng. Bốn vị, nếu các vị giết chết tiểu tử này, giao nhẫn chữ vật và linh hồn cậu ta cho ta. Ta có thể cho các vị thêm tin về Phượng Hoàng Thạch, như vậy xác suất các vị đạt được Phượng Hoàng Thạch sẽ cao hơn một chút, hẳn là các vị sẽ không từ chối đúng không? Mạnh Vô Kỳ cười tự tin nói. Không thành vấn đề. Đám tên đầu bóng loáng gật đầu. Tiểu tử, người thấy không, đây là cái giá phải trả cho việc không trả nhẫn chữ vật cho ta. Mạnh Vô Kỳ nói với vẻ đắc ý. Mạc Phàm cười nhạt, hắn vốn có chút nghi ngờ với tin về Phượng Hoàng Thạch. Xem ra Mạnh Vô Kỳ biết nhiều hơn hắn nghĩ, như vậy càng tốt. Tiểu tử, người không nghe thấy lời Mạnh thiếu chúng ta nói sao, giao nhẫn chữ vật ra đây, đúng rồi, nếu giao ra thì xin giải trừ quan hệ chủ tớ. Nam tử tóc dài đứng bên cạnh Mạnh Vô Kỳ thấy Mạc Phàm không nói lời nào, liền nói.
Không phải Mạc Phàm cầm nhẫn chữ vật của bọn họ đi sao, hiện giờ bọn họ sẽ trả lại mấy câu này cho Mạc Phàm. Không phải tiểu tử này bị dọa ngốc rồi đấy chứ. Như vậy mà dọa ngốc, đợi lát nữa sẽ hù chết cậu ta rồi. Mấy người khác cười nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nhạt. Mạnh Vô Kỳ, chú quân trong thôn trấn là ngươi điều đi đúng không? Không sai. Mạnh Vô Kỳ cũng không giấu giếm, nói thẳng. Có những chú quân này ở đây sẽ phiền phức hơn nhiều, nhỡ đâu có người tham gia vào sẽ gặp phiền phức, chẳng bằng điều hết đám người kia đi. Nếu không có mệnh lệnh của ngươi, bọn họ sẽ không quay về đúng không? Mạc Phàm hỏi tiếp. Tiểu tử, ngươi muốn thế nào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình còn có thể lật người à? Mạnh Vô Kỳ nhíu mày, tò mò nói. Lục La, cô quay về trước đi, ta không quay lại ngươi đừng mở cửa. Mạc Phàm nói. Tuy Mạnh Vô Kỳ không trả lời, nhưng xem ra cho dù Mạnh Vô Kỳ gọi đám chú quân về cũng phải mất một thời gian. Mạc công tử, ta. Lục La hơi sửng sốt, do dự bất định nhìn về phía Mạc Phàm. Ta có một thứ muốn lấy, bây giờ ta muốn đi lấy đủ, cô đi về nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ lập tức trở về. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nhưng bọn họ. Lục La nhìn thoáng qua đám Mạnh Vô Kỳ, trên mặt đều là lo lắng. Bọn họ sao? Ha ha. Mạc Phàm chỉ cười, không nói gì thêm. Được rồi, Mạc công tử cẩn thận một chút. Lục La xoắn suýt một lát, sau đó xoay người quay vào trong tiểu viện. Mạc Phàm tạo mấy pháp ấn, mấy kiện pháp khí giấu trên không tiểu viện sáng lên, từng đạo vầng sáng chiếu xuống, bảo hộ tiểu viện ở bên trong. Tiểu tử, ngươi không cần phải làm như vậy, kẻ tiện nhân này không cần chúng tôi ra tay, sớm muộn gì đều phải chết, chúng tôi sẽ không đụng vào một đứa xui xẻo. Mạnh Vô Kỳ cười nói. Nơi này có rất nhiều người vô tội, ta nhớ phía bắc tiểu trấn này là một vùng hoang vu, chúng ta tới đó được chứ? Mạc Phàm thản nhiên nói. Hửm. Đám Mạnh Vô Kỳ đều nhướn mày lên, vậy mà Mạc Phàm còn nói đổi địa điểm, chuyện này thật sự nằm ngoài dự kiến của anh ta. Người trẻ tuổi, xem ra ngươi không muốn giao tin tức kia ra rồi. Lôi Diệt hừ lạnh một tiếng nói. Muốn thì đến lấy, không muốn có thể cút. Mạc Phàm nói xong, xoay người đi về phía bắc tinh hỏa trấn. Một tu sĩ kim đan hạ giới, tu vi không cao mà quá kiêu ngạo. Người thanh niên tên Kỳ Lân nhíu mày, lạnh lùng nói. Đối với anh ta mà nói, Mạc Phàm chỉ là một phàm nhân mới phi thăng, hoặc là người có đẳng cấp thấp. Một người như vậy mà dám làm càn trước mặt bọn họ. Chuyện này cũng bình thường, người phi thăng từ hạ giới lên phần lớn đều là đỉnh cao ở hạ giới. Tất nhiên những người này sẽ tâm cao khí ngạo, nhưng đợi lát nữa, cậu ta sẽ biết mình ngu ngốc tới cỡ nào. Trên người Lôi Diệt chớp lóe hỏa hoa, cười mỉa nói. Lát nữa cậu ta sẽ không biết mình ngu ngốc tới cỡ nào, bởi vì người chết sẽ không biết cái gì gọi là ngu ngốc. Kỳ Lân lạnh lùng nói. Vẻ mặt bốn người lãnh khốc, lần lượt rời đi. Mạnh Vô Kỳ ở bên cạnh cũng không sốt ruột, khóe miệng anh ta cong lên nụ cười nham hiểm. Mạc Phàm trấn trụ đồng chiến, nhưng một chiêu này không chỉ không có tác dụng với bốn người, trái lại còn chọc giận bọn họ, lần này có trò hay để coi rồi. Bên kia chuẩn bị thế nào? Mạnh Vô Kỳ hỏi. Tiểu Tống đã tiếp cận bọn họ, đang đi về phía bên này, hẳn là không lâu sau sẽ tới, Mạnh Thiếu đợi lấy đổ đi. Nam tử tóc dài cười nịnh nọt nói. Ha ha, không biết nhẫn chữ vật và linh hồn của tiểu tử này có bao nhiêu thứ. Đáng giá để ta tốn nhiều sức như vậy không đây? Trong mắt Mạnh Vô Kỳ lóe lên tham lam, anh ta nói. Một lát sau, mấy người đi về phía đám Mạc Phàm rời đi. Phía bắc tinh hỏa trấn, trên một vùng đất hoang vu, bởi vì đi về phía bắc là một vùng núi yêu thú thường lui tới, cho nên buổi tối có rất ít người tới đây. Mạc Phàm đi thẳng tới nơi này mới dừng lại. Đám tịnh hỏa cũng đã tới đây, vây quanh Mạc Phàm. Đám Mạnh Vô Kỳ thì đứng ở phía xa, nhìn Mạc Phàm như xem diễn. Tiểu tử, nể mặt ngươi là phàm nhân hạ giới, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, giao tin về Phượng Hoàng Thạch ra đây, ngươi có thể chết toàn thây. Kỳ Lân lạnh lùng nói. Giọng điệu anh ta nói chuyện như đế vương nói với một tên nô lệ, trong lạnh lùng có chứa cao cao tại thượng nồng đậm. Kỳ Lân, nói nhiều với cậu ta làm gì, chỉ là tiểu tử hạ giới tới không có khả năng không giao tin về Phượng Hoàng Thạch ra. Thiên Tầm Tử cười mỉa, nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, hôm nay ngươi đừng nghĩ còn sống rời khỏi đây, nhưng nếu ngươi là phàm nhân đến từ hạ giới,
Thiên Tầm Tử ta sẽ cho ngươi chết một cách rõ ràng, ta yếu nhất trong bốn người, ngươi muốn chạy trốn thì chỉ có thể trốn qua chỗ ta. Ta có thể nhường ngươi ba chiêu, nếu trong ba chiêu ngươi thoát khỏi tay ta, ta sẽ từ bỏ tin trên người ngươi, ngươi có thể chạy trốn hay không, vậy phải xem ba vị này có nhanh không. Thiên Tầm Tử nói với vẻ trêu tức. Phàm nhân hạ giới sao? Mạc Phàm lắc đầu cười, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh. Ở trong mắt không ít người lớn lên ở tu chân giới, người hạ giới không liên quan tới tu vi cao, thì như khất cái, thấp hơn bọn họ rất nhiều. Không ít đệ tử hạ giới, nếu không phải người trong tông môn ẩn thế, thì rơi vào làm tôi tớ, nô lệ, rất ít người phong mang tất lộ. Có một số tông môn sàng lọc nhập môn, thậm chí còn viết không thu nhận đệ tử hạ giới. Kiếp trước hắn từ địa cầu tới tu chân giới, 10 năm đầu cũng bị kỳ thị và bắt nạt không ít. Các ngươi cảm thấy người hạ giới rất dễ bắt nạt à? Ấp chẳng lẽ không đúng ư? Kỳ Lân lạnh lùng nói. Có phải hay không đều không sao cả, các ngươi đã cho ta cơ hội, vậy ta cũng cho các ngươi cơ hội, ngươi, để lại Kỳ Lân yêu hỏa của ngươi. Ngươi, để lại Phật môn tịnh hỏa của ngươi. Ngươi, để lại Phích Lịch lôi hỏa của ngươi. Ngươi, quá phế vật, quả thật là người có thực lực yếu nhất trong bốn người, chân hỏa trên người còn kém xa tam muội chân hỏa của ta. Tự đánh gãy hai chân, để lại yêu thú trên người ngươi thì có thể cút. Mạc Phàm vươn tay ra, chỉ lần lượt Kỳ Lân, Tịnh Hỏa, Lôi Diệt và Thiên Tầm Tử. Tiểu Vũ tu luyện thôn hỏa tuyệt, Kỳ Lân yêu hỏa, Phật môn tịnh hỏa cùng với Phích Lịch lôi hỏa đều là hỏa diễm trong phạm vi tầng đầu tiên Tiểu Vũ có thể cắn nuốt, đợi hắn chữa trị cho Tiểu Vũ xong, đúng lúc có thể coi là lễ vật tặng Tiểu Vũ tỉnh lại. Đám Kỳ Lân nhíu mày, trên gương mặt đều lộ ra vẻ giận dữ. Mạc Phàm là một tiểu tu sĩ từ hạ giới tới, vậy mà dám nói chuyện với bọn họ như thế. Tuy bọn họ có phong thái của tu sĩ thượng giới, nhưng phong thái này không phải là ai đều cho. Huống chi bọn họ là tu sĩ Nguyên Anh, tu vi còn cao hơn Mạc Phàm không ít. Đám Mạnh Vô Kỳ nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng sáng. Mạc Phàm bảo đám Tịnh Hỏa để lại thứ quan trọng nhất, còn bảo bọn họ cút đi, đây hoàn toàn là đang tìm đường chết. Sở dĩ anh ta chỉ đưa tin về Phượng Hoàng Thạch cho đám Tịnh Hỏa, là vì đám Tịnh Hỏa đủ sức đối phó Mạc Phàm, thậm chí một người bất kỳ trong bọn họ cũng đối phó được. Nhưng anh ta không sốt ruột. Mạc Phàm khiến anh ta kìm nén lửa giận 4 ngày, nếu giết chết Mạc Phàm nhanh như vậy, thật sự quá tiện nghi cho Mạc Phàm. Tiểu tử, ngươi muốn chết à? Kỳ Lân nhướng mày, tức giận kêu lên. Hỏa diễm màu đỏ tím giấy lên trên người anh ta, chỉ trong chớp mắt đã tăng tới 100 mét. Hỏa diễm này vừa xuất hiện, chỉ trong chốc lát đã ngưng tụ thành hình hỏa Kỳ Lân, trạng vạng vốn đang lạnh lập tức như hỏa lò. Trong lửa nóng chắc nhân tâm, còn mang theo vài phần hung ác của mãnh thú thời viễn cổ, khiến người ta không thở nổi. Theo Kỳ Lân cử động, hư ảnh Kỳ Lân ở phía sau Kỳ Lân như lôi điện lập tức xông về phía Mạc Phàm, hơi thở đáng sợ của cao thủ Nguyên Anh tràn ra. Bầu trời vốn đã mờ tối, trong chớp mắt lại tối sầm hơn nhiều, linh khí trong không khí sao động bất an. Giống như đang được đun sôi. Áp lực không khí, ngay cả chú quân ở gần truyền tống trận được Mạnh Vô Kỳ điều đi cũng cảm nhận được. Sao lại thế này, hình như có cao thủ Nguyên Anh ra tay. Bọn họ ra tay thì có liên quan gì tới chúng ta, chỉ cần không ở gần tinh hỏa trấn và truyền tống trận là được, ở nơi khác chúng ta quản được sao? Nhưng mà... Chỉ trong chớp mắt, Kỳ Lân đã tới trước người Mạc Phàm. Tử! Một chưởng của Kỳ Lân đánh về phía ngực Mạc Phàm, hỏa diễm ngưng tụ thành hình Kỳ Lân đã được thực lực Nguyên Anh của Kỳ Lân câu động lao về phía Mạc Phàm một cách dũng mãnh, giống như thiên địa cộng diệt. Một chưởng này còn chưa đánh trúng người Mạc Phàm, mặt đất xung quanh Mạc Phàm đã bị cháy đen, nhanh chóng lún xuống. Ở phía dưới một chưởng này Mạc Phàm nhíu mày, trong đôi mắt lạnh lùng lóe lên bất mãn. Không cho, vậy ta tự tới lấy. Giọng nói này vừa vang lên xong. Cơ thể hắn nhanh chóng tránh sang một bên với tốc độ khó mà tin, tránh thoát một chưởng long trời lở đất của Kỳ Lân, một tay đi sau tới trước nắm lấy cổ Kỳ Lân. Từ lúc tránh né tới lúc ra tay không chỉ hành văn liền mạch lưu loát, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn Kỳ Lân nhiều. Sắc mặt Kỳ Lân thay đổi, cao ngạo trong mắt lập tức được thay thế bằng kinh ngạc. Anh ta là cao thủ Nguyên Anh, Mạc Phàm chỉ có tu vi kim đan, nếu là tu sĩ kim đan bình thường, đừng nói là tốc độ nhanh hơn anh ta. Có thể nhúc nhích dưới tay anh ta đã không tệ rồi. Mạc Phàm lại. Ý niệm của anh ta vừa động, trên người chớp lóe hồng quang,
nửa cơ thể biến thành màu đỏ, tay Mạc Phàm xuyên qua, đồng thời chân anh ta như trường tiên quét qua Mạc Phàm. Cùng lúc đó một trường của anh chuyển nửa vòng trong không trung, từ trường biến thành chảo, chộp về phía lưng Mạc Phàm. Mạc Phàm nhướng mày mỉm cười. Quả thật tu sĩ ở tu chân giới lợi hại hơn ở địa cầu không ít, chỉ riêng năng lực phản ứng đã không thể so sánh. Nhưng mà, người muốn biết mình có thực lực gì, ta là một phàm nhân từ hạ giới có thực lực gì không? Mạc Phàm hỏi Kỳ Lân. Kỳ Lân nhíu mày, trong lòng xuất hiện dự cảm xấu. Lúc này Mạc Phàm còn tâm tình nói chuyện, nếu không phải thực lực mạnh hơn anh ta thì là kẻ ngốc, khả năng trước sẽ cao hơn một chút. Anh ta không trả lời, tay và đùi lập tức tăng lực đạo. Ta nói cho ngươi biết. Mạc Phàm cười lạnh lùng, quang mang bảy màu sáng lên trên người hắn, không đợi Kỳ Lân phản ứng kịp, một trường thế nhược lôi đình đã đánh vào ngực anh ta. Dầm một tiếng, Kỳ Lân kêu lên đau đớn, cơ thể như diều đứt dây bay về phía sau, mãi đến khi bay xa trăm mét mới dừng lại, máu tươi phun từ miệng anh ta ra. Mọi người ở đây lập tức sửng sốt, xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng gió đêm. Phốc, một ngụm máu tươi phun từ miệng Kỳ Lân ra, trong chớp mắt sắc mặt Kỳ Lân khó coi. Thần thể, thần tu. Tuy thần thể tương đương với cảnh giới kim đan, nhưng cho dù là tu sĩ Nguyên Anh, cũng ít có người lơ là. Bởi vì loại người này có được lực lượng, tốc độ không kém tu sĩ Nguyên Anh, nhưng lại có sức chống cự rất mạnh đối với lĩnh vực của tu sĩ Nguyên Anh. Chẳng trách tiểu tử này hung hãn như vậy. Lão giả tóc bạc Lôi Diệt hiểu ra nói. Mạnh Vô Kỳ cũng rất bất ngờ, lúc trước Mạc Phàm dựa vào thanh kiếm để trấn trụ đồng chiến, không ngờ chỉ là một phàm nhân hạ giới, vậy mà có được thần thể rất khó tu thành. Một cơ hội cuối cùng, giao đồ ta cần ra đây, các ngươi có thể rời đi. Mạc Phàm phủi bụi trên quần áo, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, ta xem thần thể của ngươi mạnh tới đâu. Tịnh Hỏa hừ lạnh một tiếng, hào quang màu trắng sáng lên trên người anh ta, dưới chân vừa động. Kình phong như bão đột nhiên nhấc lên, anh ta đột nhiên xuất hiện trước người Mạc Phàm. Huyền thiết côn trong tay sáng lên, hỏa diễm như từng đóa liên hoa xuất hiện theo, đánh về phía Mạc Phàm. Rõ ràng chỉ là một côn, nhưng có cảm giác như một tòa đại Phật hỏa diễm đánh tới. Tịnh Hỏa vừa ra tay, vẻ mặt đám Mạnh Vô Kỳ thay đổi theo. Đây là thần thể sao? Không phải thần thể, là hỏa luyện chi thể, có chút tương tự với thần thể, nhưng có một điểm khác nhau. Mạc Phàm giải thích, tuy có rất nhiều phương pháp tu luyện thần thể, nhưng cơ bản đều là quá trình luyện thần, luyện huyết, luyện cốt, luyện thể, từ trong mà ra, từng tầng càng ngày càng mạnh. Hỏa luyện chi thể, thì giống như rèn sắt. Lấy hỏa luyện thể, lực đòn bên ngoài rất mạnh, xâm nhập lực hỏa diễm vào tận cốt tủy, quá trình vô cùng thống khổ, người bình thường không thể chịu đựng được, chỉ có người số ít si mê hỏa như Tịnh Hỏa mới có thể tu thành. Hỏa luyện chi thể tu luyện đến giai đoạn nhất định, sẽ không khác với thần thể lắm, nhưng nếu sau này tiến thêm một bước nữa, sẽ biến thành hỏa tiên thể không khác thần thể lắm. Uy lực thì tạm, hắn từng gặp một cao thủ hỏa tiên thể rồi, lực hỏa tiên phát huy tới mức tận cùng, hóa thân thành một hằng tinh hỏa diễm màu lam, sau đó đốt ông ta và giai nhân thành cho tàn. Tiểu tử, lúc này ngươi xin lỗi bọn họ, hay là suy xét cái mạng nhỏ của mình đây? Tịnh Hỏa thấy Mạc Phàm còn công phu nói chuyện. Trên gương mặt vốn lạnh như băng càng thêm rét lạnh, anh ta hừ lạnh một tiếng nói. Mạng của ta, ngươi không lấy được, bởi vì ngươi đã tới muộn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu Tịnh Hỏa tìm hắn trước khi hắn tiến vào tạo hóa đường, có khả năng hắn sẽ gặp phiền phức, dù sao tinh khí thần cộng thêm lực tạo hóa của hắn đều chưa khôi phục. Cộng thêm thực lực của đám Tịnh Hỏa không yếu, với trạng thái này của hắn, cho dù sử dụng mệnh kiếm cũng vô cùng phiền phức. Nhưng mà... Hiện giờ, ý niệm của hắn vừa động, tạo hóa bất diệt ấn sáng lên, lực tạo hóa bất diệt lưu chuyển, đến chỗ nào, những vết thương khủng bố còn chưa khôi phục lập tức khôi phục hoàn toàn, hao tổn tinh khí thần giống như cây khô héo chiếm được thấm nhuận nhanh chóng khôi phục lại. Chỉ trong chớp mắt, khí thế của hắn tăng lên không chỉ một lần, khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, quang mang bảy màu cũng ẩn vào trong cơ thể hắn. Nhìn không còn chói mắt như trước, nhưng cho dù là đám Kỳ Lân, hay là đám Mạnh Vô Kỳ ở phía xa đều cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm. Sao lại thế này? Sao tiểu tử này lập tức mạnh lên nhiều như vậy? Vết thương trên người cậu ta, sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Trên gương mặt lãnh khốc của Tịnh Hỏa cũng hiện lên dị sắc.
Vừa rồi anh ta còn cảm giác thần thể của Mạc Phàm không được tốt lắm, không bằng hỏa luyện chi thể của anh ta. Nhưng Mạc Phàm hiện giờ lập tức như một con ma ốm, khôi phục tới đỉnh phong. Vừa kinh dị vừa có kim quang tỏa từ người anh ta ra, kim quang lẫn vào trong huyền thiết côn, mặc kệ là lực lượng, tốc độ và khí thế đều mạnh hơn trước nhiều. Côn ảnh đầy trời xuất hiện, đều đánh về phía Mạc Phàm. Vẻ mặt Mạc Phàm vô cùng lạnh nhạt, năm ngón tay nắm chặt, không khí được hắn nắm trong lòng bàn tay. Theo hắn lôi kéo, không khí như dòng nước lùi về phía tay hắn. Phá cho ta! Hắn khẽ quát một câu, một quyền mang theo dao động không khí lập tức đánh về phía huyền thiết côn của tịnh hỏa. Dầm, một tiếng đinh tai nhức óc bùng nổ, không khí vì chuyện này mà chấn động, gợn sóng từ giữa Mạc Phàm và tịnh hỏa lan ra. Trên huyền thiết côn trong tay tịnh hỏa đại phóng hào quang, ngay sau đó, tiếng kim khí gãy vang lên. Dưới một quyền nhìn có vẻ bình thường của Mạc Phàm, huyết thiết côn theo tiếng bị chém làm đôi, côn ảnh đầy trời cũng biến mất theo. Dưới chân Mạc Phàm vừa động, cơ thể nhoáng lên một cái liền tới trước người tịnh hỏa. Quyền kình dư thế chưa tiêu mang theo toàn bộ lực lượng của Mạc Phàm chồng lên trên nắm tay, đánh mạnh vào ngực tịnh hỏa. Răng rác, âm thanh xương cốt gãy vang lên, cơ thể tịnh hỏa lập tức cong lại, nhanh chóng lùi về sau. Xung quanh, sắc mặt đám lôi diệt thay đổi. Bọn họ tưởng rằng nhặt được quả hồng mềm, tin về Phượng Hoàng Thạch sẽ lấy được dễ như trở bàn tay, không ngờ Mạc Phàm lại khủng bố như vậy, vừa ra tay không chỉ làm Kỳ Lân bị thương, ngay cả tịnh hỏa cũng giống như không phải đối thủ của Mạc Phàm. Phải biết rằng Mạc Phàm là tu sĩ kim đan, cho dù có thần thể, cũng khó mà đấu lại tịnh hỏa, đây là chuyện khó mà tưởng tượng được. Nhất là Mạnh Vô Kỳ, anh ta vốn vô cùng tự tin tối này sẽ đè bẹp Mạc Phàm, lúc này mới qua bao lâu. Vậy mà tu vi của Mạc Phàm như thay đổi thành người khác, lúc trước hoàn toàn không so sánh được. Không đợi tịnh hỏa lùi ra xa, thân thể Mạc Phàm lại động, như hình với bóng ở bên cạnh tịnh hỏa cao lớn hơn một chút. Phật môn tịnh hỏa, ta sẽ lấy. Mạc Phàm giơ tay thành chảo, vồ về phía tịnh hỏa khóe miệng chảy máu tươi. Nếu tịnh hỏa đánh chủ ý với hắn, mặc kệ mạnh yếu, đều phải để lại thứ gì đó. Nhưng không đợi Mạc Phàm tóm được tịnh hỏa. Một bàn tay vươn từ bụng tịnh hỏa ra, mang theo lôi hỏa nhanh như lôi đình chộp về phía đan điền của hắn. Tốc độ rất nhanh, quả thực khiến người ta không tưởng tượng nổi. Hơn nữa lôi hỏa không có một chút âm thanh, đã đâm phá cơ thể tịnh hỏa, đến chỗ ngực hắn. Dù là Mạc Phàm khi cảm nhận được, cũng đã muộn quá rồi. Răng rác, lôi hỏa nổ tung, giống như hỏa kiếm xuyên qua ngực hắn. Quần áo trên người hắn bị nổ tung. Một lỗ máu xuất hiện trên ngực hắn. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, hắn không quan tâm tới tịnh hỏa, nhanh chóng lùi về sau. Phía sau tịnh hỏa, không biết lão giả tóc bạc lôi diệt tới từ lúc nào, trong mắt ông ta nhấp nháy lôi quang, khóe miệng hơi nhếch lên, không có chút áy náy vì thương tổn tới tịnh hỏa, chỉ có vẻ đắc ý. Tiểu tử, kinh nghiệm vào đời của ngươi quá ít, lúc này đã muốn lấy được chiến lợi phẩm, ngươi cao hứng hơi sớm rồi đó. Lôi diệt cười mỉa nói. Bất chợt xảy ra một màn như vậy, sắc mặt đám Kỳ Lân thay đổi, Mạnh Vô Kỳ thì thở phào nhẹ nhõm, tươi cười xuất hiện trên mặt anh ta lần nữa. Lôi diệt, ngươi! Tịnh hỏa chịu đựng đau đớn, lạnh giọng nhìn chằm chằm lôi diệt nói. Vết thương anh ta bị Mạc Phàm đánh trúng không ngoan độc như lôi diệt làm, tuy không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng thực lực sẽ yếu hơn trước nhiều. Nếu không có ta, ngươi không chỉ bị tiểu tử này lấy chân hỏa đi rồi. Thậm chí còn gặp nguy hiểm tới tính mạng, ngươi không thấy nên cảm ơn ta à? Lôi diệt cười nói với vẻ khinh thường. Đừng nói là đánh tịnh hỏa, nếu như có thể giết được Mạc Phàm, giết tịnh hỏa ông ta đều không nhăn mày một cái. Vậy thật sự phải cảm ơn ngươi rồi, lôi diệt tiền bối. Tịnh hỏa cau mày, gật đầu nói. Lúc nói chuyện, hỏa diễm màu trắng giấy lên trên vết thương ở bụng anh ta, vết thương nhanh chóng khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rất nhanh đã khôi phục như thường với quần áo trên người. Lôi diệt cũng không thèm để ý, một quyền đánh xuống, cho dù tịnh hỏa muốn tìm ông ta báo thù cũng không dễ như vậy. Trong mắt ông ta lóe sáng đắc ý, nhìn Mạc Phàm đứng cách đó không xa. Tiểu tử hạ giới, không phải ngươi muốn phích lịch lôi hỏa sao, tư vị của phích lịch lôi hỏa này thế nào, rất thoải mái đúng không? Lôi diệt cười hỏi. Mạc Phàm nhíu mày, lạnh lùng liếc lôi diệt một cái. Phích lịch lôi hỏa, là một loại dị hỏa do lực lôi điện dung hợp lại.
không chỉ có được cuồng bạo và nhiệt độ cao của chân hỏa, còn có lôi điện cực nhanh, sắc bén và lực xuyên mạnh, đợi đối phương phát hiện ra lôi hỏa đã tới bên cạnh rồi. Cho nên phích lịch lôi hỏa không tính là có thứ hạng thấp ở trong dị hỏa, nếu không sẽ không có khả năng đục một lỗ trên người hắn và tịnh hỏa. Nhất là lôi diệt lấy phương pháp tổn thương tịnh hỏa như vậy để đối phó, lại càng khó càng thêm khó. Người dùng phích lịch tịch lôi không tệ, nhưng uy lực còn kém hỏa hầu một chút. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lực tạo hóa bất diệt lại vận khởi, vết thương lộ nội tạng ở ngực nhanh chóng khôi phục lại. Hắn vươn một tay ra, phích lịch lôi hỏa xâm nhập vào trong cơ thể hắn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, ngưng tụ thành to bằng nắm tay. Hỏa diễm này biến thành màu bạch kim, thiêu đốt đồng thời còn không ngừng chia nhánh như lôi điện rồi rụt trở về. Kém một chút. Lôi diệt nhíu mày, nhưng ông ta lập tức cười khinh thường. Ông ta có thể được gọi là phích lịch lôi hỏa lôi diệt, thì đủ chứng minh ông ta có tạo nghệ về phương diện phích lịch lôi hỏa cao hơn người khác, nếu không xưng hô này đã là của người khác, không phải của ông ta. Tiểu tử, vậy ta dùng phích lịch lôi hỏa lãnh giáo một chút, thân thể của ngươi có thể khôi phục được bao nhiêu lần? Lôi diệt hơi nhếch miệng cười quỷ dị. Mạc Phàm có thể khôi phục thì thế nào, khôi phục giống như hỏa luyện chi thể của tịnh hỏa vậy, mỗi lần khôi phục sẽ yếu đi một chút. Hơn nữa nơi khôi phục sẽ yếu hơn trước nhiều, muốn khôi phục hoàn toàn thì cần thời gian. Nói xong thân thể ông ta vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng ở sau lưng Mạc Phàm, một lôi diệt khác xuất hiện không chút âm thanh, giống như quỷ u. Lôi hỏa xuất hiện trên tay ông ta, giống như lôi điện nhanh chóng phân nhánh trong không trung, đánh về phía ngực Mạc Phàm từ phía sau. Tốc độ rất đáng sợ, cho dù đám tịnh hỏa thấy được, cũng không có biện pháp phản ứng kịp. Trong mắt bọn họ chỉ lộ ra chút dị sắc, thậm chí không có cơ hội nhìn lôi diệt ở phía sau tịnh hỏa, trường tâm lôi hỏa của lôi diệt đã tới ngực Mạc Phàm, lại ấn lên. Nhưng mà, lần này, chỉ vậy thôi à? Mạc Phàm quay lưng về phía lôi diệt, lạnh giọng hỏi. Hửm, lôi diệt nhíu mày, trong đáy lòng xuất hiện chút sự cảm xấu, ông ta muốn lùi lại. Răng rắc, tiếng lôi điện vang lên. Chẳng qua lôi điện này không phát ra từ người lôi diệt, mà đến từ người Mạc Phàm. Lôi quang nhoáng lên một cái, cơ thể Mạc Phàm xoay lại với tốc độ khó mà tin được. Đám lôi hỏa trong tay đánh mạnh về phía bàn tay của lôi diệt đánh về phía hắn còn chưa kịp rút lại. Lôi diệt nheo mắt lại, trong đáy mắt ông ta lóe lên dị sắc. Tốc độ của Mạc Phàm quá nhanh rồi, phích lịch lôi hỏa của ông ta đã xem như rất nhanh, nhưng Mạc Phàm vẫn nhanh hơn ông ta một chút. Tiểu tử, người ngoại trừ tu thần thể còn tu lôi pháp sao? Lôi hỏa có thể nhanh hơn ông ta, vậy chỉ có lôi pháp. Mạc Phàm không trả lời, ánh mắt hắn rét lạnh đánh về phía lôi diệt như cũ. Lôi diệt thấy một trưởng của Mạc Phàm đánh tới, bất ưu phản hỉ. Tiểu tử, so lôi hỏa với ta, người đây là múa rìu qua mắt thợ rồi. Đám lôi hỏa của Mạc Phàm nhỏ thì không nói, còn là của ông ta, chơi thứ này với ông ta, chỉ có thể nói là Mạc Phàm muốn chết. Ông ta cũng không né tránh, lôi hỏa điên cuồng hóa thành một thủ trưởng cỡ một người đánh về phía Mạc Phàm. Nếu không thể đục lỗ trên người Mạc Phàm nữa, vậy phế một tay cậu ta cũng được. Nhưng mà, ngay lúc thủ trưởng của hai người chạm nhau, ý niệm của Mạc Phàm vừa động, tam muội dị hỏa và lôi điện trong cơ thể hắn lao ra chỗ lôi hỏa trong lòng bàn tay một cách dũng mãnh. Lôi hỏa vốn to bằng nắm tay, chỉ trong chớp mắt biến thành lôi hỏa cầu có đường kính 10 mét. Ở trước lôi hỏa cầu này, lôi hỏa trên tay lôi diệt như gặp phải sư phụ. Lôi hỏa cầu to như vậy, giống như một tiểu thái dương, chỉ trong chớp mắt đã nuốt lấy tay lôi diệt còn đang há hốc miệng. Mạc Phàm bước một bước xa, lôi hỏa cầu rơi xuống dưới. Bùm, âm thanh kinh thiên động địa vang lên, lôi hỏa cầu bất chợt nổ tung trong lòng đất, một cái động to lấy Mạc Phàm làm trung tâm lan ra xung quanh. Mặt đất chấn động rất lâu mới dừng lại. Một cái hố sâu có đường kính hơn 50 mét xuất hiện. Bên trong hố sâu, Mạc Phàm nhấc chân lên, cơ thể hắn nhoáng lên một cái đi từ giữa ra, đôi mắt lạnh lùng nhìn tịnh hỏa ở phía sau. Lực sát thương của lôi hỏa dùng không được tốt lắm, nhưng trái lại thủ đoạn chạy trốn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Những lời này vừa vang lên, ở phía sau tịnh hỏa, bóng dáng lôi diệt khôi phục như thường, nhưng chật vật hơn trước rất nhiều. Mái tóc dài tuyết trắng bị đốt mất một nửa. Trên cơ thể đều là dấu vết bị bỏng và nổ bị thương, sắc mặt ông ta cũng như tờ giấy vàng, vô cùng khó coi. Tuy uy lực của lôi hỏa mạnh, nhưng không dễ luyện hóa như vậy.
Nếu cơ thể không đủ mạnh, lực khống chế lại yếu, lúc trước bị lôi hỏa giết chết sẽ chỉ là mình. Cho nên đa số người sử dụng lôi hỏa không có nhiều người thuyên chuyển được lôi hỏa, mà ông ta là người có thể sử dụng được lôi hỏa tối đa trong đám người này. Nhưng bỗng nhiên Mạc Phàm biến ảo ra lôi hỏa, ít nhất lôi hỏa này cũng mạnh hơn lôi hỏa của ông ta chục lần. Nếu không phải ông ta trốn nhanh, vừa rồi ông ta đã chết. Vừa rồi ông ta còn nói Mạc Phàm múa rìu qua mắt thợ, thực ra người múa rìu qua mắt thợ là ông ta mới đúng. Tiểu tử, người che giấu kỹ thật. Vẻ mặt Lôi Diệt âm trầm nói. Mạc Phàm lắc đầu cười nhạt. Là các ngươi có chút bản lĩnh, có thể khiến ta sử dụng lực lượng tới nước này. Có chút bản lĩnh. Vẻ mặt Lôi Diệt xanh mét. Bọn họ đều là người có chút danh tiếng ở Liệt Hỏa Tinh, vậy mà Mạc Phàm dám bảo có chút bản lĩnh. Tuy ông ta rất tức giận, nhưng ông ta không dám nói ra. Tiểu tử, lão phu chịu thua, người muốn thế nào mới tha cho ta? Mạc Phàm tinh thông lôi pháp, ông ta muốn trốn là không có khả năng. Mạc Phàm khiến ông ta bị thương thành như vậy, chắc chắn ông ta không phải đối thủ của Mạc Phàm. Chuyện này sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Mạnh Vô Kỳ ở cách đó không xa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 63.